Đầu tiên là Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em chúng ta một số cái công cụ. À, đây. Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em một số cái công cụ để mà hỗ trợ thêm về câu lệnh. Hôm trước thì Huy đã chia sẻ một số công cụ rồi. Tuy nhiên thì cái cách sử dụng cái công cụ này như thế nào thì anh chị em chúng ta cũng cần phải biết để mà chúng ta sử dụng cái công cụ này cho nó hợp lý. Đấy ạ. Và ở đây có một cái bộ công cụ như sau. Đây. Cái bộ công cụ mà Huy thường dùng nhất ấy, nó vẫn là bộ này anh chị em nhé. Huy thường dùng nhất là cái bộ này. Bộ này nó đơn giản, nó dễ dùng. Được chưa ạ? Nhá. Anh chị em chúng ta có thể là sử dụng cái bộ này. Đó. Cái bộ này là Huy cũng có gửi ở trong cái phần ghim ấy. Cái phần ghim của cái nhóm của chúng ta ấy. Đó. Thì khi mà vào phần này ấy, thì chúng ta có thể chọn các cái style này này. Nó rất là đơn giản này. Được chưa ạ? Đó. Và tất cả khi nào mà mình cần sáng tác, cần sáng tạo, cần có thêm ý tưởng, mình bí ý tưởng, bí từ khóa thì mình vào đây mình tìm anh chị em nhé. Đây là bộ công cụ quan trọng nhất, sử dụng nhiều nhất. Tiếp theo có những cái bộ công cụ khác nữa, ví dụ như là bộ tài liệu tổng hợp các cái phong cách ở trong Midjourney này. Cái này có thể một số anh chị em biết, một số anh chị em chưa biết, nhưng mà gì ạ, ở đây nó sẽ tổng hợp cho mình rất nhiều những phong cách khác nhau. Đấy, ví dụ ở đây là gì ạ? Thiết kế người nhé, một cái nhân vật này, đấy, một cái nhân vật bởi những cái gì ạ? Tác giả khác nhau, đấy, với những cái tác giả khác nhau thì nó sẽ có cái phong cách khác nhau, được chưa ạ? Và với mỗi phong cách này thì nó sẽ cho chúng ta những cái gì ạ? Những cái hình vẽ cũng như là những cái phong cách rất là độc đáo, rất là khác biệt, được chưa ạ? Nhá. Thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái file này. Huy sẽ hướng dẫn anh chị em sử dụng cái file này. Ở đây vẫn là dạng là painting. Painting tức là dạng là vẽ tranh. Đây là tranh vẽ anh chị em nhé. Anh chị em muốn dạ, tạo ra những cái bức ảnh, bức tranh vẽ mà rất là độc đáo, rất là khác lạ. Đấy, với những cái phong cách khác nhau. Đấy, thì chúng ta chọn ở đây. Được chưa ạ? Hoặc là gì ạ? Chúng ta muốn vẽ truyện tranh thì chúng ta cũng có thể dựa vào những cái gì ạ? Nội dung ở đây, những cái phong cách ở đây. Ví dụ như là phong cách là Neo Adam hoặc là phong cách Art Graham. Đấy, thì đây là những cái phong cách vẽ truyện tranh phổ biến của những cái tác giả nổi tiếng. Được chưa ạ? Và khi mà chúng ta muốn vẽ một cái truyện tranh với một cái phong cách nào đó thì chúng ta vào đây chúng ta tìm những cái tác giả và chúng ta tìm ra cái phong cách nào mà phù hợp với mình cảm thấy vui, mình cảm thấy thích thì chúng ta gì ạ? Chúng ta lựa chọn. Đúng không ạ? Có rất nhiều cái phong cách khác nhau để chúng ta chọn nhá. Nhiều lắm. Được chưa ạ? Đấy. Và mỗi phong cách thì nó lại có một cái thú vị riêng anh chị em nhé. Và khi mà chúng ta sử dụng phong cách này chúng ta sẽ tạo ra những cái hình ảnh vô cùng đặc biệt, vô cùng sáng tạo, vô cùng lạ. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy là gì ạ? Ở đây chúng ta đã có những cái tác giả này cộng với cả cái hình ảnh minh họa để chúng ta có thể biết được cái sơ lược của nó là cái gì. Được chưa ạ? Sơ lược của nó là cái gì? Đấy. Ok không ạ? Rồi, chút nữa thì Huy sẽ gửi cái file này cho anh chị em nhé. Rồi, bây giờ như này nhé, chúng ta sẽ dựa vào cái một số cái tác giả như này. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng vào những cái ứng dụng cụ thể. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về những cái ứng dụng này. Những cái ứng dụng này. Được chưa ạ? Thì một trong những cái ứng dụng mà Huy rất là thích khi mà chúng ta sử dụng Midjourney á, đó là ứng dụng là thiết kế gì ạ? Thiết kế về thời trang. Được chưa ạ? Thiết kế thời trang. Đây là một trong những cái ứng dụng mà Huy rất thích. Đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta có thể thiết kế thời trang nước ngoài, thời trang Việt Nam, thời trang công sở, thời trang áo dài, thời trang áo dân tộc, áo bất kể một cái thời trang nào đó. Thì bây giờ chúng ta hãy ví dụ đây nha. Đây là một bộ ảnh thời trang mà do Huy Huy thiết kế
Và anh chị em thấy là gì ạ? Bộ ảnh thời trang này nó gần như là gì ạ? Gần như là như như thật luôn, như người thật luôn. Đấy. Và khẳng định với anh chị em là cái bộ này là Huy nghĩ Huy bắt đầu từ đầu hết, bắt đầu từ một cái cô gái thôi. Sau đó bắt đầu mình thêm dần các từ khóa, thêm dần các từ khóa, được chưa ạ? Đấy, và nó tạo ra cái bộ ảnh thời trang như này. Đó, chứ không phải là copy ở bất kỳ đâu, bởi vì là gì ạ? Là cái bộ ảnh thời trang này thì thứ nhất là ở Việt Nam thì chưa có ai có rồi, nhưng ở trên thế giới thì người ta cũng không có những cái áo như kiểu Việt Nam như này. Đó, anh chị em ạ. Cho nên là gì ạ? Là đây là cái bộ ảnh là do Huy tự sáng tác, tự sáng tạo ra dựa trên những cái gì mình trải nghiệm, mình học, đúng không ạ? Và bây giờ thì Huy cũng sẽ hướng dẫn anh chị em và mong muốn anh chị em chúng ta sẽ thực hành và tạo ra cho mình một bộ ảnh thời trang cho riêng mình với một phong cách riêng. Được chưa ạ? Nhá. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích cái bộ ảnh này. Được không ạ? Mình sẽ phân tích cái bộ ảnh này. Đây là cái bộ ảnh mà khi mà chỉ cần với một bộ câu ảnh, câu lệnh này thôi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần dịch này. Bao nhiêu anh chị em muốn thiết kế một bộ ảnh giống như vậy? Con đã nhận được một cái bố đang bận, patch. bố đang bận bố đang bận đi ra ngoài Tôi chắc không được cái một cái đi ra ngoài bố đang bận. Rồi bây giờ anh chị em chúng ta cùng phân tích cái bộ từ khóa cái prompt này nhá. Ở đây nó gì ạ? Là một cô gái Việt Nam xinh xắn full body, tức là toàn thân. Đấy, Huy đưa vào cái tuổi 18 tuổi để làm gì ạ? Để nó hiểu rằng cái mình mong muốn là gì, đúng không ạ? Không, nếu như mà một cô gái thôi ấy, nó có thể cho cô gái là gì ạ? 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, đúng không ạ? Đấy, hoặc là gì ạ? Là 25 tuổi, 30 tuổi, không biết được. Mình đưa vào một cái từ khóa là khoảng 18 tuổi thì nó ra được cô gái khoảng độ tầm 22 đến 25 tuổi, đúng không ạ? Rồi, trong tà áo dài. Ở đây ấy, là cái thiết kế của Huy, đấy là thiết kế áo dài, được chưa ạ? Rồi, thế thì anh chị em chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ cho mình cái gì ạ? Cái thời trang mà chúng ta mong muốn thiết kế, được không ạ? Mỗi người đăng ký một cái gì ạ? Một cái phong cách thời trang nào đó mà chúng ta nghĩ trong đầu, được chưa ạ? Đấy. Thì ở đây ấy, bởi vì là Huy đã vẽ cái áo dài rất là nhiều và không thể nào vẽ được anh ạ. Không thể nào vẽ được. Đó. Nhưng mà sau đó thì Huy thêm cái này vào. Đấy, đó là gì ạ? Loại áo truyền thống của Việt Nam, bó sát người, màu sắc đơn giản. Trên áo có thêu hoa đào, có hai tà dài đến chân làm bằng lụa. Anh chị em thấy không ạ? Tức là Huy mô tả chi tiết cái áo đấy. Chi tiết cái áo đấy anh chị em nhé. Đấy, rồi. Đấy, và khi đây là gì ạ? Là mình chụp ảnh, photoristic, được chưa ạ? Vào một ngày nắng, sunny day, được chưa ạ? Outdoor, ngoài trời, không phải chụp trong nhà nhé. Rồi, chụp bằng máy Canon 1D Mark 3. Đấy, soft color, tức là màu màu mềm mại, màu sắc mềm mại nhẹ nhàng, 4K và 2 detail, được chưa ạ? Câu lệnh cực kỳ đơn giản, không hề có gì phức tạp hết anh chị em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cho mình một bộ trang phục. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay cái phần này này, áo dài này, được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chat GPT nhé. Chúng ta sẽ sử dụng chat GPT nhé. Ô, cái phiên bản này là cái phiên bản mà chưa chưa rồi. Phiên bản này là phiên bản rồi. Sao nhỉ? Hết hạn này. Rồi, bây giờ nhé, chúng ta sẽ dùng chat GPT, chúng ta sẽ hỏi là gì ạ? Hãy cho tôi biết những phong cách thiết kế thời trang thông dụng ở Việt Nam. Nào, xem nó có ra được không? Áo dài, đây là trang phục truyền thống Việt Nam với thiết kế dài tới chân, thường được làm bằng vải lụa và tơ tằm. Áo dài có nhiều kiểu dáng màu sắc khác nhau, được sử dụng trong các dịp đặc biệt như lễ hội, cưới hỏi, dạ tiệc. Áo bà ba, được chưa ạ?
Đây là loại áo truyền thống của người dân miền Nam Việt Nam. Áo bà ba có kiểu dáng đơn giản, được làm từ vải bố và thường được mặc khi làm việc trong trong vườn đồng ruộng. Áo khoác dù đấy, áo phông đấy, áo đầm dạo phố, quần jean đấy ạ. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ này nhỉ, là vẫn là cái này nha, nhưng mà mình sẽ cho nó ví dụ ở đây có bao nhiêu anh chị em, ở đây có khoảng 12 15 anh chị em nha, thì mình hay không phải là những phong cách nữa mà khoảng 15 anh chị em, khoảng bao nhiêu ạ, 20 đi, 20 phong cách thiết chế thiết kế thời trang thông dụng ở Việt Nam đấy, được chưa ạ? Có chi tiết có mô tả chi tiết mỗi mô tả chi tiết mỗi phong cách thiết kế thời trang thông dụng ở Việt Nam đấy, cả hiện đại và truyền thống. Có mô tả mỗi phong cách chi tiết. Rồi bây giờ nha, sau khi mà mình đã nó đã cho mình 20 cái phong cách nha. Được chưa? Sau khi mà nó cho mình 20 phong cách nha, thì anh chị em chúng ta hãy đăng ký, hãy lựa chọn cho mình một cái phong cách mà mình mong muốn, được chưa ạ? Sau đó là mình copy cái đoạn này chuyển sang Google dịch. Ok không ạ? Để mà mình dạ, để mà mình đưa vào cái câu lệnh của mình nhá. Mình đưa vào câu lệnh của mình. Đó, mình chỉ cần copy cái này đưa sang Google dịch là ngay lập tức là gì ạ? Là chúng ta đã có gì ạ? Đã có cái phong cách riêng của mình rồi. Được không ạ? Nhá. Đấy. Rồi, và Huy mong muốn là gì ạ? Ngày hôm nay. Ngày hôm nay là anh chị em chúng ta phải tạo ra được một bộ sưu tập thời trang. Đấy, và sau đó chúng ta đăng lên trên mạng, đăng lên trên trang cá nhân, đăng lên trên bất kể chỗ nào mà chúng ta muốn chia sẻ, và chúng ta nói rằng là gì ạ? Đây là bài tập của trong cái khóa học vẽ tranh cùng với AI đấy, của thầy Nguyễn Quang Huy. Bao nhiêu anh chị em đồng ý đấy, với cái bài tập này thì comment là đồng ý Huy ạ. Comment đồng ý ạ. Và Huy mong muốn tất cả anh chị em chúng ta đều sẽ thực hành được. Ok ạ, comment đồng ý nếu anh chị em đồng ý với bài tập này. Rồi. Chỗ này nó bị lập rồi. Quần jean, quần tây, áo sơ mi, áo phông, đồ bơi, ý, áo khoác da, áo len nữ, đầm dạ hội, đấy, áo phông, áo khoác dù, áo len, áo vest, áo jean lê nam, áo bà ba, đấy, được chưa ạ? Áo dài, áo khoác gió, áo đồng phục, được chưa ạ? Rồi, bây giờ anh chị em chúng ta hãy lựa chọn cho mình cái phong cách của mình nhá. Huy sẽ copy nó vào trong cái phần chat này. Được chưa? Đó. Anh chị em hãy lựa chọn cho mình. Đừng để người khác lựa chọn mất, mình lựa chọn nhanh lên thì người khác sẽ không lựa chọn mất của mình. Nếu không thì người khác sẽ lựa chọn mất của mình, hoặc anh chị em có thể lựa chọn cái bộ trang phục nằm ngoài cái này nhá. Đấy. Hãy cho tôi 10 hãy cho tôi danh sách 10 10 loại trang phục truyền thống của Việt Nam. Được chưa ạ? Có mô tả chi tiết kiểu dáng chất liệu và kiểu dáng chất liệu và mục đích sử dụng. Mô tả chi tiết về về dân tộc này, dân tộc này,
Đấy. Kiểu dáng, chất liệu và mục đích sử dụng. Đấy. Rồi. Đó, anh chị em chúng ta gọi là chọn đi ạ. Đầm dạ hội này, áo bào ba này, áo len nữ này, đấy. Khi mà có ai mà chọn rồi nhá là mình không chọn không mình chứ không chọn trùng nha anh chị em nhá. Ai mà chọn cái nào rồi thì mình tránh ra, mình né ra, mình không chọn trùng nhá. Được chưa ạ? Anh chị em chọn đi ạ. Chọn đi, sau đó là chúng ta cùng thực hành luôn nhá. Áo tứ thân này, áo bào ba này, áo giao lĩnh này, dân tộc Tày này. Được chưa? Áo tứ quý này. Đấy. Áo sơ mi này. Đấy. Được chưa? Áo măng tô này. Anh chị em có thể chọn nam, chọn nữ đều được nhé. Chọn thiết kế áo vest cho nam chẳng hạn, áo măng tô cho nữ chẳng hạn. Đấy. À. Đấy, khăn rằn này. Được chưa? Nón lá này. Quần tây. Thường thì quần tây sẽ đi với cả áo sơ mi anh chị em nhé. Rồi. Đấy. Có thêm một số cái gọi là một số cái gợi ý nữa. Rồi. Áo tứ thân, áo tứ quý gì cũng được anh chị em nhé. À, rồi anh chị em chúng ta hãy gì ạ, đưa vào trong phần Google dịch nhé. Mình chọn ra một cái này, đưa vào Google dịch này, được chưa ạ? Đó, để mà mình gì ạ, mình lấy ra được những cái từ khóa này cộng với cả cái đoạn này, được chưa ạ? Cộng với cả cái đoạn này. Cộng với cả đoạn này. Được chưa ạ? Cộng với cả cái đoạn này Huy vừa mới gửi trong phần chat này. Ok không ạ? Nhá. Và anh chị em chúng ta hãy tự tạo ra cho mình một bộ sưu tập thời trang. Ok không ạ? Tự tạo cho mình một bộ sưu tập thời trang. Có một vài cái từ khóa nữa anh chị em có thể sử dụng này. Thay vì là chúng ta chụp ở ngoài trời thì chúng ta có thể sử dụng là gì ạ? Chụp ở trong nhà. Với một cái gì ạ? Một cái studio, ví dụ như là gì ạ? Là studio light, tức là ánh sáng ở trong studio, có thể đi catwalk. Tức là gì ạ? Đi trên sàn diễn thời trang. Được chưa ạ? Đấy, hoặc là có một vài cái hiệu ứng ánh sáng nữa, ví dụ như là ambient light hoặc là gradient light, là những cái ánh sáng mà ở phía sau ấy, ánh sáng nó viền xung quanh ấy. Đó, được chưa ạ? Thì cái này thì chúng ta có thể là nâng cấp thêm nếu anh chị em cảm thấy là gì ạ? Là nó hợp lý, được chưa ạ? Thêm một cái điều nữa, có một cái từ khóa mà mới gần đây ấy, là bên chỗ version 5 ấy, là nó cho phép, đấy là thêm một cái từ là pro modern. Đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Người mẫu với cái phong cách chụp ảnh nó rất là gì ạ? Rất là chuyên nghiệp. Được chưa ạ? Đây là một vài cái từ khóa Huy cung cấp thêm cho anh chị em để có thể đưa vào trong cái bộ ảnh của mình để nó gia tăng thêm cái sự hiệu ứng. Thêm cái điều nữa anh chị em có thể là gì ạ? Thêm một cái nó gọi là cinematic light, tức là gì ạ? Là ánh sáng nó dạng như kiểu trong phim ấy, thì nó sẽ có cái hiệu ứng nó rất là thú vị, rất là hay, anh chị em có thể thử nhá. Thì đây là một vài cái từ khóa thêm. Rồi, bây giờ chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái phong cách và sau đó là chúng ta thực hành ấy. Đấy, và những cái buổi Zoom giống như thế này, cái người nào mà không thực hành ấy thì sẽ thấy thời gian nó trôi rất là chậm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình chẳng học được cái gì cả. Nhưng người nào mà thực hành ấy thì thấy thời gian trôi rất là nhanh và sẽ cảm thấy rất là hào hứng, cảm thấy rất là sung sướng. Được chưa ạ? Làm theo đúng cái hướng dẫn của Huy. Được chưa ạ? Tiếp theo nữa là chúng ta có thể không phải chụp với hoa đào. Hoa đào này Huy chụp khi mà mặc áo dài. Nhưng mà anh chị em không chụp với hoa đào. Đấy, anh chị em đưa vào những cái studio light, hoặc là ví dụ như là anh chị em xác định là chụp cái áo của dân tộc ấy, thì chúng ta hãy đưa họ lên núi, được nha, đưa họ lên núi, đưa họ lên cái vùng cái dân tộc đấy, cái vùng đất đấy, được chưa? Đấy, tùy vào cái vùng đất mà chúng ta
cái bối cảnh mà chúng ta lựa chọn. Ví dụ như này, ví dụ anh chị em lựa chọn váy dạ tiệc thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy đưa vào đấy là một cái party hoặc là một cái gì ạ? Một cái tiệc, một cái buổi dạ hội, được chưa? Đấy. Ví dụ như là chúng ta mặc áo sơ mi thì chúng ta phải lấy cái bối cảnh là gì ạ? Là office, là văn phòng đấy, hoặc là một cái nơi làm việc, được chưa? Đấy, kiểu như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn. Hoặc là gì ạ? Áo len nữ, mình mặc áo len nữ thì mình sẽ cho họ đến một cái nơi nào đó mà có tuyết rơi chẳng hạn thế, hoặc là cái khung cảnh nó có thể nó lạnh một chút nhá. Đó. Rồi. Đầm dạ hội này thì đấy thì cho vào buổi dạ tiệc. Dạ tiệc là gì anh chị em lên Google dịch. Cái quan trọng nhất ở đây đó là Huy hướng dẫn anh chị em đó là gì ạ? Là chúng ta sử dụng các cái công cụ để mà chúng ta tạo ra. Chứ còn cũng không nên là copy một cách gọi là nguyên si, mà chúng ta phải biết cách biến đổi, cách thay đổi. Rồi. Huy mới thấy có mấy người đăng ký thôi, còn những anh chị em khác chưa đăng ký đâu. Rồi. Anh chị em nào dự định làm cái gì thì comment luôn nhá. Anh chị em phải comment xuống để người khác không làm trùng với mình. Được chưa? Huy muốn ngày hôm nay là chúng ta phải tạo ra rất nhiều các cái bộ gì ạ? Bộ trang phục khác nhau. Ok không ạ? Và chúng ta phải ví dụ như là cả cái bộ mà bộ ảnh thời trang vừa rồi của Huy á, anh chị em biết là gì ạ? Là Huy chỉ làm với có một hoặc hai câu lệnh thôi. Chỉ với một với hai câu lệnh mình điều chỉnh một chút thôi. Mình điều chỉnh một chút thôi. Được chưa? Và tổng cái số lượng mà mình làm mất thời gian ấy, mất đâu đó khoảng độ 10 đến 15 phút mà ra được cả bộ ảnh đó. Được chưa? Tạo ra cả bộ ảnh đó chỉ mất khoảng độ 10 15 phút thôi. Ok không ạ? Tức là mình cứ tạo này, xong đó mình lại refresh, mình lại dẹp tạo lại đúng cái câu lệnh đấy, không cần phải sửa đổi gì cũng được, hoặc mình sửa một chút thôi. Được chưa? Áo trắng phục đồng nào Gia Lai chịu không hiểu. Rồi, sau khi mà anh chị em làm xong ấy thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy gửi ảnh vào trong nhóm nhé. Đấy, sau khi mà làm xong hoặc làm được cái nào đấy thì mình gửi ảnh vào trong nhóm nhé. Đấy, với cái trường hợp này của bạn Phạm Hằng là cái nón nó hơi bị to. Đấy, cái nón nó hơi bị to, mình để cái gì ạ? Cái nón nó gì ạ? Nó gì ạ? Small thôi nhá, nó to quá khổ rồi. Hoặc là mình để cái nón mình đưa ra phía sau nhá. Thì nó sẽ không bị to quá khổ người như này nữa. Rồi. Đồng bào Gia Lai, áo trang phục đồng bào Gia Lai. Rồi, làm luôn đi. Đấy. Làm luôn đi ạ. Rồi, anh chị em chúng ta này gửi hai cái. Thứ nhất là gửi hình ảnh kết quả của mình. Chưa cần upscale cũng được nhá. Anh chị em gửi luôn cái bộ 4 như này cho nó dễ này, cho nó nhanh này. Còn anh chị em sau này anh chị em upscale, anh chị em lưu về, sau đó anh chị em đăng lên. Nhớ là gì ạ? Khi mà đăng lên anh chị em nhớ điền tên của mình vào nhá. Chứ là khi mà đăng lên chúng ta ghép tên của mình vào này, cộng với cả là gì ạ? Cộng với cả là học vẽ tranh cùng thầy Quang Huy kiểu vậy, hoặc là thêm một cái từ khóa nào đó để mà chúng ta có thể nhận ra nhau, được chưa ạ? Rồi chọn cái nào thì chọn đi. Rồi. Xem trong Zalo cũng được nhé, anh chị em gửi trong Zalo cũng được nhé, gửi trong Zalo được nhá, gửi trong cái nhóm làm chủ Midjourney học viện AI nhá. Rồi Kim Anh này, úi rồi đẹp chưa? Đấy. Rồi, rất tuyệt vời. Rất đẹp đấy. Được chưa? Rồi. Nhớ này, mình gửi thêm cả cái câu lệnh của mình nữa nhá, gửi thêm cái câu lệnh nữa nhá. Gửi thêm cái câu lệnh nữa nhá. Ồ. Bộ này cũng đẹp này, của Lanh này, Hoàng Lanh này cũng đẹp này. Đấy. Áo váy đi chơi này. Đấy. Của Oanh Oanh này cũng đẹp này. Nhưng mà cô này là đang kiểu vẽ tranh à hay như nào đây? Áo len à? Thời tiết à? Mình gửi thêm cây câu lệnh nhé, có gì để Huy còn sửa.
anh chị em gửi câu lệnh thì Huy còn chỉnh cho. Buổi ngày hôm nay là chúng ta gì ạ? Là chúng ta để chỉnh rồi. À, beautiful Vietnamese girl with a whole body. Đấy. À, người ta không ghi là with a whole body nhá, nhưng mà thôi cũng được. Ừ. À, 20 tuổi ở gì ạ? Round neck sweater là cái gì? À. Rồi. Simple curl skirt plain. Ở đây nha. Rồi. Đẹp toàn thân 20 tuổi trong chiếc áo len cổ tròn, quấn váy đơn giản, trên áo có thêu họa tiết. Đấy, họa tiết gì mình nên đưa vào nha. Đấy, áo len làm từ sợi tự nhiên. Rồi. Chụp ảnh ngày nắng, ngoài trời có tuyết, Canon 1D Mark 3. Đấy. Chỗ này nha, nếu mà mình muốn ấy, mình muốn nó không hiện ra cái máy ảnh ấy, thì mình ghi là gì ạ? Taken. Taken tức là chụp bởi, hoặc là shot, đúng không ạ? Hoặc là shot by. Nhá. Đấy, soft color, high detail. Đó, ok nhá. Rồi. Kim Anh này. Đó. Cô gái 20 tuổi, phong cách đường phố, áo thun xanh, có hoa văn trắng, đèn trong quán cà phê, hay chưa? Huy rất là thích cái sự sáng tạo của anh chị em, bởi vì là gì ạ? Là cái câu lệnh của Huy nó chỉ mang tính gợi ý thôi. Anh chị em chúng ta phải có sự sáng tạo. Bởi vì sao? Bởi vì sau cái buổi học ngày hôm nay thì anh chị em chúng ta phải tự tạo cho mình những cái tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Vì vậy là Huy khuyến khích anh chị em tự sáng tạo riêng những cái câu lệnh và những cái từ khóa của riêng mình. Đừng copy một cách nguyên si nhá. Quần trắng, giày thể thao, nhiều màu, đèn studio, người mẫu chuyên nghiệp, đèn chiếu phim. Đấy, cinema live. Đấy, 4K HD rất tuyệt vời. Đấy, ok không ạ? Anh chị em này, khi mà Huy chia sẻ cái câu lệnh người khác ấy, thì đây là lúc để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta tham khảo, chúng ta học tập. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta vừa làm, chúng ta phải vừa để ý. Được chưa ạ? Vừa làm phải vừa để ý, bởi vì thực tế là khi mà chúng ta làm, chúng ta vẫn có thời gian chờ để nó chạy, đúng không ạ? Cho nên chúng ta vẫn phải để ý khi mà Huy phân tích câu lệnh của người khác là lúc mà chúng ta gì ạ? Chúng ta học nha. Chứ không phải là chúng ta không học đâu nha. Ok không ạ? Rồi. Đây của gì ạ? Của Hồng Lanh này. Đấy, em gái Việt Nam sinh toàn thân. Đấy, 18 tuổi, áo trắng, hai váy dài đến đầu gối, chụp ban ngày ngoài trời. Đấy, với Canon này, soft color, 4K detail. Được chưa? Như anh chị em thấy là gì ạ? Là nó hay bị dính cái việc mà cô này là gì ạ? Cô này cô cầm máy ảnh đúng không ạ? Cô này cô cầm máy ảnh đúng không ạ? Thế thì mình né cái này đi bằng cách là gì ạ? Mình ghi là taken, được chưa ạ? Và thêm vào nữa, đó là mình thiếu một cái từ này khiến cho nó gì ạ? Khiến cho nó hiểu nhầm này. Bây giờ chúng ta thêm một cái từ này thôi, đó là photoristic. Được chưa ạ? Đấy, photoristic thì nó hiểu rằng đây là một bức ảnh, chứ không phải là cô gái này cầm cái Canon. Nếu bởi vì mình bỏ đi cái này một phát thì nó hiểu rằng là gì ạ? À, có cái máy ảnh đấy ở bên trong cái khung hình này. Nhưng mà mình thêm cái từ photoristic vào một cái thì nó sẽ không còn cái máy ảnh nữa. Huy thấy anh chị em thấy là gì ạ? Là tất cả cái cô gái mà diện áo dài của Huy có cô nào cầm máy ảnh đâu. Đúng không ạ? Ừ nhá. Rồi. Đấy, bạn Huế này có một cái bộ ảnh rất là đẹp này. Cô gái Việt Nam sinh toàn thân, 18 tuổi, áo dài dạo phố, được chưa? Áo cộc tay, màu nhã, hay quá, elegant. Đấy. Đấy, thêu hoa nhỏ, dài ngang đầu gối, vải lụa Hàn Quốc, hay chưa? Đấy, chụp ngày nắng ngoài trời. Đấy. Với Canon này, màu nhẹ nhàng này. Đấy, được chưa? Đấy, 4K chi tiết cao. Ok. Anh chị em thấy không ạ? Ra ngay được một bức ảnh rất là đẹp luôn. Đó. Đấy, có phải là áo gì ạ? Áo ngắn tay sát nách đúng không ạ? Đấy, rồi là thêu hoa nhỏ mà chất liệu của Hàn Quốc đúng không ạ? Đấy. Ok nha. Rồi. Hương Khuê này.
Hương Khuê gửi câu lệnh nhá. À, đây là mình chưa chưa chốt đây là cô gái Việt Nam hay cô gái Tây rồi. Chỗ này có cô gái Tây nó vào đây này. Rồi, Phạm Hằng này. Cái nón nó hơi to này. Rồi, một cô gái Việt Nam sinh toàn thân 18 tuổi, nón lá. Đấy, thì mình cho là gì ạ? A small Konikan hat. Đấy, một trang phục truyền thống của Việt Nam được làm từ lá tre hoặc lá dừa non. Trang phục gì vậy? Nón lá. À, mình đóng mở ngoặc cái nón lá này đúng không ạ? Mình muốn giải thích thêm cái nón lá này thì mình đóng mở ngoặc vào, nếu không thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cho cô gái này mặc áo tre đấy, mặc áo lá tre đấy. Được chưa ạ? Để che nắng che mưa chỗ đầu. Mình đóng mở ngoặc vào ở bên cạnh cái nón lá này thì nó sẽ hiểu hơn nhá. Đấy. Chụp ảnh ngày nắng ngoài trời. Màu dịu 4K chi tiết cao ánh sáng studio. Ở đã ở ngoài trời thì không có ánh sáng studio nhá, không có sàn catwalk nhá. Cho nên là mình đưa vào mình phải biết để mà đưa cái này vào thì mình phải bỏ cái outdoor đi, mình cho là indoor. Được chưa? Ngoài trời này còn ánh sáng studio này còn catwalk nữa. Đấy. Thực ra là catwalk ngoài trời thì cũng có. Đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ phải bỏ cái studio line đi. Thì nó sẽ không hiểu. Đấy, như bạn Huế này là sẽ ra được một bộ sưu tập là rất đẹp luôn này. Em tiếp tục tạo ra thêm những cái gì ạ? Những cái biến thể khác nữa. Mình nhấn vào cái phím remaster, cái phím mà hai cái mũi tên ngược nhau ấy. Đây này. Đấy. Chúng ta khi mà ra một bộ ảnh này, chúng ta có thể nhấn vào cái gì ạ? Cái nút remaster này này, hoặc là remix này này. Thì ngay lập tức nó sẽ làm lại cái bộ ảnh này. Đấy, và chúng ta sẽ lại tạo ra được những cái cô gái khác và những cái trang phục khác với cả góc nhìn khác, cái góc ảnh khác. Đấy, chỉ huy chỉ đơn giản là gì ạ? Nhấn khoảng độ tầm 10 lần cái nút này thôi anh chị em ạ. Chả có gì đặc biệt cả. Nhấn 10 lần cái nút rerolling này. Nhấn 10 lần cái nút rerolling này này thì lại ra ngay được một cái bộ gì ạ? Một cái bộ ảnh thời trang thôi, không có gì khó khăn cả. Nhá. Rồi. À, anh Cường Sam này. Ôi giời, bộ này quá đẹp luôn. Rồi, anh chị em chúng ta phân tích nha. Rồi. Một cô gái Việt Nam toàn thân xinh đẹp 18 tuổi, thời trang nữ tính, kiểu váy theo phong cách nữ tính với chất liệu mềm mại hoa văn và tông màu nhạt, màu sắc đơn giản, áo thêu hoa đào, chụp ảnh ngày nắng ngoài trời. Đấy, màu nhẹ nhàng, ánh sáng studio chi tiết cao, catwalk. Catwalk thì viết sai chính tả nha. Rồi. Thiếu chữ K anh Cường nha. Đấy, anh Cường là có thể tạo ra được bộ ảnh như này cực kỳ đẹp luôn này, anh Cường nhá. Anh tạo ra một bộ ảnh như này, sau đó là anh upscale từng cái ảnh lên, anh download xuống, sau đó anh dán tên của anh vào. Đây là gì ạ? Đây là bộ sưu tập áo áo gọi là áo đi chơi ấy, nó gọi là áo dã ngoại gì đấy. Đấy, và gắn vào đấy là gì ạ? Là nhà thiết kế Cường Sam vào đấy cho Huy, được không ạ? Xong ghi chú ở bên dưới đấy là gì ạ? Là bài tập của lớp học vẽ tranh cùng thầy Quang Huy, được chưa? Ok nha. Đấy. Đấy, biết ngay là kiểu gì nó cũng cho cây tre vào đây. Mình không cần phải quá chi tiết như vậy đâu. Mình nói là cái nón đấy là nó biết rồi. Đấy. Ở đây là studio light đây anh chị em này. Studio light nó sẽ như này này. Nhá. Tức là chụp ảnh ở trong studio, nhưng nhớ là thêm cái chữ là photo photo vào, có chữ photo vào là được. Rồi anh chị em chúng ta tiếp tục đi ạ, tiếp tục gửi thêm câu lệnh đi ạ. Còn những người khác thì sao, những người khác thì sao ạ? Những người khác thì sao ạ? Mình gửi vào Zalo cũng được nha, gửi hết vào Zalo cũng được nha.
Gửi vào Zalo cũng được nha. Huy xem, Huy theo dõi hết tất cả các nhóm nhé, anh chị em yên tâm. Nguyễn Văn Triệu gửi vào đây. Triệu nó toàn gửi chúng ta không tung. Beautiful girl close of Gia Lai. Người ta không dùng cái từ Gia Lai như này nhé anh Triệu nha. In the forest à, trong rừng. Này nó không hiểu ra là cái thể loại gì cả. Beautiful girl close of Gia Lai. Gia Lai này nó không phải là cái từ đúng á. Nhưng mà nó vẫn bịa ra cho anh những cái trang phục kiểu đấy. Vì là Việt Nam nó không có từ gì. Việt Nam không có từ gì này. Rồi. Ok nha. Rồi anh chị em gửi tiếp vào vào các cái nhóm Zalo đi ạ. Rồi. Kim Anh này là tạo ra bộ này cũng hơi bị đẹp luôn này. Tóc xanh, váy xanh này, giày này, trông rất là chất luôn. Đấy, bộ này cũng hay đấy chứ. Bộ này là cũng hơi bị hay đấy, không phải đùa đâu. Đấy. Sau đó nha, sau khi mình tạo ra một vài cái biến thể rồi ấy, thì bắt đầu là mình chỉnh một chút anh em. Mình chỉnh một chút cái câu lệnh. Mình chỉnh một chút cái câu lệnh. Ví dụ như là cái hoa văn ở trên áo. Được chưa ạ? Hoặc là màu sắc của gì ạ? Của quần áo. Được không ạ? Hoặc thậm chí là màu sắc của gì ạ? Của cái nón, cái mũ hoặc cái tóc của những cái người mẫu này. Hoặc là gì ạ? Màu sắc hoặc phong cách của đôi giày. Tức là mình sẽ điều chỉnh lại dần từng cái gì ạ? Từng cái tham số 1. Được chưa ạ? Điều chỉnh dần từng tham số 1 để làm gì ạ? Để mà chúng ta hiểu hơn được cái cách mà các cái tham số cũng như các cái từ khóa nó hoạt động. Được không ạ? Và để mà chúng ta làm chủ được Midjourney thì chúng ta phải hiểu được từng cái từ khóa nó có ý nghĩa gì, từng cái từ khóa nó tác động như thế nào vào trong cái bức ảnh của mình. Thay đổi một từ khóa thì nó sẽ ra sao? Đấy mới là cách để mà chúng ta làm. Được chưa ạ? Đấy. Hoàng Lanh này tạo ra bộ này hơi bị phê luôn này. Đấy, xong upscale lên bốn cái này, xong rồi tạo thêm là gì ạ? Là remix thêm mấy cái nữa là tạo ra ngay một bộ thiết kế thời trang thôi. Được chưa ạ? Ừ. Cho cô này nó đứng dậy được không hả chị Kim Anh? Cho cô này cô ấy đứng đi. Cứ ngồi hoài vậy. Úi giời. Này như là đưa cả mặt mình vào đây sao ấy hả? Hương Khuê nó đưa cả mặt mình vào sao ấy hả? Rồi. Áo gì ạ? Phong cách này gì ạ? Phong cách mất tay này. Rồi. Phong cách này là đi thuyền này. Ừ, áo bà ba mà lại ra thế thì ạ. Áo Làm bà lại. ba mà lại ra thế này. Mình ghi bà Vâng, ba xong search. rồi quàng khăn dàn cái câu lệnh ở dưới thế ạ. Rồi. Đây nhá. Vâng. Rồi, áo bà ba nó không hiểu. Áo bà ba đây còn cách tân đây này, nó chẳng nghe Vâng. mình cho nó cách tân thì nó chẳng gọi là làm áo truyền thống của người Nam Bộ. Áo đỏ khăn caro. Áo đỏ khăn caro đen trắng chất lụa. Chất liệu lụa, quần đen chèo thuyền trên sông lúc bình minh, đội nón lá bằng tre. Đấy, thế này là nó ra đây là đúng rồi còn gì nữa trời ơi. Mình miêu tả cái áo bà ba xem nào. Nha. Mình miêu Vâng. tả cái áo bà ba xem nào. Rồi. Vâng. Đấy. Mô tả cho tôi về chiếc chiếc áo bà ba. Đấy, áo truyền thống của người dân Nam Bộ đúng không? Vâng. Rồi. Bảo thằng chat GPT nó mô tả cho. Em đưa vào chat GPT nhưng mà nó không ra được lệnh, chắc là nó bị lỗi sao. Nó không ra lệnh thì do mình như lỗi gì. Kiểu dáng của áo bà ba đơn giản, có khuy áo và đường may phong cách truyền thống. Áo bà ba có nhiều màu sắc khác nhau tùy thuộc vào vùng miền và sở thích của người sử dụng. Áo bà ba thường có chức năng bảo vệ người sử dụng khỏi nắng gió mưa, đồng thời là một biểu tượng của văn hóa yêu quê hương. Hiện nay áo bà ba sử dụng nhiều hoạt động văn hóa lễ hội. Được chưa? Rồi. Đấy. Ừ. Hãy
hãy mô tả chi tiết một chiếc áo bà ba điển hình đấy, đấy. Dùng những từ khóa thể hiện hình ảnh rõ ràng, được chưa? Lụa tơ tằm mềm mại, màu sắc trang nhã, được may tỉ mỉ, áo có dáng thẳng, cổ vai, cổ tròn, tay dài, phần ngực và vai áo thường được trang trí bằng hoa văn, họa hoa lá đơn giản nhưng tinh tế, tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát, đặc trưng riêng của áo bà ba. Áo bà ba cũng thường được cài khuy áo phía trước, phần dưới áo được cắt đuôi cá. Độ dài áo thường dài đến khoảng gót chân. Áo bà ba cũng thể kết hợp với quần short và mũ nón lá để tạo ra một bộ trang phục truyền thống hoàn chỉnh. Đấy, hiểu chưa? Đấy, tạo những cái dùng những cái từ khóa này, thanh lịch này, dịu dàng này, quyến rũ này, được chưa? Rồi truyền thống này, rồi dân tộc này, được chưa? Đấy, lễ hội này, được chưa? Trong Đấy, lễ hội, sự kiện này, Việt Nam này, đấy. Bây giờ chúng ta copy cái này nha, ra vào phần dịch nha. Rồi, đấy. Thì bây giờ này, mình sẽ xóa đi những cái thứ nào mà không cần thiết để nó đỡ bị rối. Như hôm trước mình học cái câu lệnh ấy, đó là gì ạ? Tập trung vào những cái gì mình muốn. Chứ còn mình viết hết ra thì nó hay nhưng mà thằng bot nó không hiểu. Được chưa? Ví dụ thường này, áo bà ba điển hình này, bỏ từ điển hình ấy, nó lại ra nó rối từ khác. Một chiếc áo bà ba, được chưa? Đấy. Tất nhiên cái đoạn đầu là người mẫu thì mình không nói nha, mình vẫn đưa vào nha. Lụa tơ tằm này thường được làm từ, thì mình gọi là gì ạ? Làm từ lụa tơ tằm mềm mại, được chưa? Màu sắc nhã nhặn. Đấy. Bỏ cái chữ và đi, nó không hiểu chữ và đâu. Đường may tỉ mỉ, áo có kiểu dáng thẳng, cổ tròn, tay dài, được chưa? Phần ngực và vai thường này, bỏ chữ thường đi này. Được trang trí bằng những hoa văn hoa lá đơn giản nhưng tinh tế, bỏ chữ nhưng này đi, những cái từ nối nó không hiểu, được chưa? Tạo nên sự nhẹ nhàng, đấy, thanh thoát và đặc trưng riêng, bỏ chữ đặc trưng riêng đi, được chưa? Áo bà ba cũng thường được cài bằng khuy, đấy, cài bằng khuy áo, cài bằng khuy áo phía trước. Phần dưới áo được cắt đuôi cá, độ dài áo thường dài khoảng cho đến giày cao gót. Dài áo đến giày cao gót. Áo bà ba cũng có thể được kết hợp với quần short. Kết hợp với quần short. Không, không có đâu. Không có quần sóc, nó thường thường mặc áo quần quần cùng màu hoặc là quần gì? Quần 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 thường thường nó mặc với quần lụa quần lụa đúng chứ không không? có, Quần lụa, vâng, chứ không có nón quần sóc. lá để tạo trong một truyền Vâng, thống nón hoàn lá thì chỉnh, đúng rồi. được chưa? Vâng. Rồi. Đấy, thì ở đây mình sẽ có gì ạ? Phụ nữ trở nên thanh thoát này, dịu dàng và quyến rũ này. Được chưa? Vâng. Đấy. Biểu tượng của gắn bó với quê hương này. Đấy. Quê hương này. Và truyền thống này, mình chỉ cần giữ cái từ khóa thôi. Đấy, dân tộc này. Đấy, dân tộc Việt Nam này. Đấy. Dân tộc Việt Nam này. Miền Nam Việt Nam này. Ở đâu rồi? Miền Nam Việt Nam này. Được chưa? Vâng. Hoặc là áo bà ba thường là miền Tây đúng không? Vâng, miền Tây. Miền Tây. Miền Tây này. Miền Tây, Tây Nam đấy. Tây miền Nam. Tây Nam của Việt Nam này. Vâng. Đấy, chính vậy áo bà ba lựa chọn lễ Chính hội vì này. ừ. Trong lễ Chính vì hội này. bỏ đi Đấy, cưới hỏi này. lễ hội. Sự Vâng. kiện này. Đấy. Đấy. Được rồi. Đấy. Vâng. Xem nào. Nhá. Bây giờ cho vào đây. Rồi. Đấy, mình thêm cái đoạn đầu nữa là gì ạ? Là một Là cô gái. Beautiful girl. Vâng, Đúng không? vâng Đấy.
Đấy, full body. Đấy, sau đó là gì ạ? Là 18 tuổi. Được chưa? Đấy. 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 Wearing, wearing. Đấy. Ờ, đấy. Xong bên dưới này mình thêm mấy cái nữa là gì ạ? Là outdoor. Được chưa? Đấy. Đấy, sunny đây. Đấy. Rồi thêm này high detail. Ôi. Đâu rồi? High detail. Đấy, 4K. Đấy, photorealistic. Realistic. Đấy ạ. Chụp bằng Canon 5D Mark 3. Đấy, mình không muốn nó cho cái máy ảnh vào thì mình nói là taken by. Đó, được chưa? Đấy, xong đó mình để cái khung hình nó là gì ạ? Là 2-3 cái khung hình dọc này thì nó sẽ đẹp này. Đó, rồi. Ok nha. Rồi à, có cái từ scope deep này là cái từ gì nhỉ? Bị ban này. Rồi, sao? Cái này nó bị ban này. Cái từ này là nào, từ gì? Đây, gợi cảm này. Được chưa? Đấy. Vâng, từ nhạy cảm. Thoát. Thầy gửi vào cái tin nhắn cái câu lệnh cho em một cái, thử xong em chỉnh chữa tiếp. Gửi vào tin nhắn ở đâu? Dạ gửi trong Zalo cũng được thầy. Trong Zalo nhá. Vâng. Rồi. Trong lúc chờ thì mình lại tìm tiếp nhá. Đấy. Đấy, đây bộ này của Huế này là ok này, Huế hay Huế đây. Đấy. Dạ Huế đấy ạ. Huế à? Đấy. Bộ này đẹp quá. Nhớ bộ này đưa lên, nhớ gọi như là gọi là báo là lớp học thầy Huy nhá. Vâng ạ. Rồi, bộ này cũng đẹp này. Anh chị em chúng ta thành nhà thiết kế thời trang hết cả rồi. Đẹp thế này. Đẹp. Quá là xuất sắc luôn. Anh chị em thấy không? Chỉ thêm mỗi một vài cái từ khóa thôi nó lại ngon ngay. Đấy. Cô này cũng lạ này. Rồi. Kim Anh này thêm lại gì đấy? Thêm cả bóng đá vào này. Ôi giời ơi, áo gọi là thời trang, gọi là thể thao tennis này hay quá anh Cường ơi. Nhưng mà mình nên thống nhất một cái phong cách nhá. Nhớ này, mình thống nhất một phong cách thôi, mình làm xong một phong cách rồi ấy, thì phong cách số 2, số 3, số 4 nó dễ lắm. Mình chỉ cần làm một bộ đầu tiên đi, bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư dễ lắm. Bây giờ Huy thích bao nhiêu bộ cũng được anh chị em. Thích bao nhiêu bộ thời trang cũng rất dễ luôn mà bộ này nhá. Toàn những cái bộ mà gì ạ, thực tế mình áp dụng vào trong gì ạ, trong thiết kế mình có thể may mặc được ngay. Được không ạ? Đấy. Rồi. Bà search thì nó ra cái này. Chưa đúng đúng không ạ? Chưa đúng ạ. Bây giờ có một cái mẹo như này nữa này. Bây giờ mình search một cái áo bà ba nhá. Rồi, search hình ảnh áo bà ba này. Đây phải không? Đây phải áo bà ba không? Chị? Chưa nhìn thấy. Trên màn hình. Chưa, màn hình chưa có. Đấy, áo bà ba đấy ạ. Đấy, đúng cả không? Cả đều áo bà ba. Vâng, vâng. Đúng áo bà ba đúng không? Vâng, đúng. Rồi. Chính xác. Bây giờ mình sẽ chọn một cái cô nào đấy nó nhìn trông nó rõ nha. Ừ. Áo này ok không? Mình copy cái sao chép được ảnh, hình ảnh này. À. Chưa? Vâng. Mình cho nó làm cái, mẫu. Cái cô đấy được đấy. Cô này là nhìn trông là đẹp này, được chưa? Vâng. Đấy. À, copy được rồi. Đây là cách tân.
Rồi. Rồi, cái nào mà nó phải đơn giản thôi thì nó mới nhận diện dễ. Đây đúng không? Vâng. Đấy, thì nó phải đơn giản thôi thì nó mới dễ nhận diện. Đấy nha, mình copy sao chép địa chỉ hình ảnh này. Mình dán trực tiếp vào đây luôn. Được chưa? Đấy, Rồi. xong bắt đầu mình mới lại gì ạ? Copy toàn bộ cái đoạn này. Được chưa? Mình dán vào đây. Đấy. Tức là mình đưa cho nó một cái mẫu, đưa cho nó một cái ví dụ để nó biết là à, tao muốn thiết kế cái áo nó kiểu kiểu như thế này. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế thì cô có phải đưa ảnh lên giống như là mình đưa ảnh thật vậy ạ? Thì đưa ảnh thật đấy, Vâng. đưa ảnh thật đấy, có điều là mình chỉ cần Xong. cái đường dẫn hình ảnh thôi, À, chỉ cần đường dẫn thôi. Vâng. đúng chưa? Rồi anh chị em tiếp tục đi. Ôi giời, Trần Phương có cái bộ này là gì đây, đi chơi à, váy đi chơi, cầm túi Đẹp xách đi chơi này, đẹp quá. Đấy. Nhưng mà cô này là Tây đúng không? Mình cho Việt Nam mi đi xem nào. Bộ này đẹp quá, đi chơi này quá đẹp luôn. Anh chị em nhìn là nó cái góc chụp khi mà mình đưa vào hình ảnh này, đưa vào một cái loại máy ảnh này thì ngay lập tức nó ra được một cái ảnh ấy, mà nó xóa phông lên này, nhìn trông rất pro luôn, rất chuyên nghiệp luôn. Được chưa ạ? Ừ. Rồi. Đây là gì ạ? Lại thêm một phong cách nữa gì ạ? Phong cách là áo vest cho trẻ em đúng không ạ? À, ok. Đấy, anh chị em thấy không? Rất ok luôn. Rồi. Bộ này đã được tính là áo bào 3 loại cách tân chưa? Mình không cần phải cách tân, nó tự động cách tân cho mình đúng không? À, mình cũng quên, mình chưa đưa là gì ạ? Là Vietnamese girl. Được rồi, không sao, nhưng mà về cơ bản là bắt đầu nó đi đúng hướng rồi đúng không chị? Vâng, đúng rồi đấy. À, Đi dần. bắt Vâng, đầu đi đúng hướng rồi đúng không ạ? Bây giờ mình copy cái vâng. đoạn này nha. Được chưa? Vâng. Rồi. Mình đưa vào đây là gì ạ? Beautiful Vietnamese girl nha. Vâng. Được chưa? Đấy. Chỗ này mình thêm một cái phần nữa là gì ạ? Mình thêm cái background nha. Mình thêm cái Vâng. background ở đây nha. Rồi. Thì thường ấy là áo bà ba là nó đi liền với đồng quê đúng không? Đúng Đấy, rồi. mình đếm Ví cái dụ gì như ạ? là chèo thuyền. Chèo thuyền này. Vâng. Chèo thuyền này. Chèo thuyền này. Chèo thuyền thì nó thường nó ngồi nó sẽ không đẹp, nó phải đứng cơ. Đứng đấy. Đứng chèo đấy. Đứng chèo à? Đứng cầm máy chèo. Đứng kèm máy chèo. Nó có hiểu. À, Vâng. thôi bây giờ mình làm cái đồng lúa đi cho dễ. Vâng, đồng lúa cũng được. Vâng. Đồng lúa chín nha. Vâng. Đấy. Dry copper background. À, đồng đồng vâng. Dry copper background. Được chưa? Đấy. Rồi, thử xem. Rồi, tiếp tục đi ạ. Anh chị em tiếp tục làm, tiếp tục tạo ra những cái phiên bản khác, những cái version khác, tạo ra những cái vẫn là cái phong cách đấy nhá. Anh chị em nhớ, mình phải stick, mình phải giữ cái phong cách đó. Nhưng mà mình tạo ra những cái hình ảnh khác, những cái mẫu khác. Rồi là gì ạ? Ở ví dụ như là một trong cái bức ảnh này thì mình sẽ chọn được mấy cô, 1 2 3 cô này tay bị sai này. Đấy, cô này tay bị sai, nó bị hỏng tay chỗ này ấy, thì mình sẽ có một cái phần mềm khác để mình xóa cái tay của cô đi. Được chưa? Không khó nha, cái việc xóa cái tay này không khó anh chị em nha. Được chưa? Đấy, nhưng mà về cơ bản là mình có thể dùng được cả 4 cô này nha. Ok không ạ? Rồi, upscale nó lên, thế là mình ra được 4 cái ảnh. Sau đó là mình lại gì ạ? Cho nó reroll, tức là cho nó chạy lại, tạo ra các version khác. Thế là mình lại có thêm 4 ảnh nữa, mình tạo ra version khác, mình có thêm 4 ảnh nữa. Và Huy yêu cầu ít nhất mỗi bộ ảnh này anh chị em phải có 20 ảnh nhá. Mỗi một bộ thời trang này chúng ta phải có ít nhất 20 ảnh. Được chưa? Sau đó là gắn gì ạ? Gắn tên của mình vào. Đấy, thêm một cái nữa là lớp học vẽ tranh cùng thầy Quang Huy vào đây, đăng lên trên mạng, được chưa? Cho mọi người ngạc nhiên ngước nhìn luôn. Đấy, xong nhớ mà gắn vào đây là gì ạ? Là bộ ảnh thời trang vest trẻ em, được chưa? Sau đó là gì ạ? Nhà thiết kế tên là gì đấy? Ví dụ như là gì ạ? Là Hồng Lanh chẳng hạn thế, nhà thiết kế Hồng Lanh, anh chị em cho cái tên nhà thiết kế vào cho nó sang, được chưa? Đấy, đây là nhà thiết kế Trần Phương, được chưa? Đấy,
Xong bên dưới ghi là gì ạ? Lớp học vẽ tranh với thầy Quang Huy. Được không? Đấy. Rồi. Ở đây nó không ra đồng lúa nhỉ? Rồi. Thấy là gái Việt Nam rồi đúng không ạ? Áo bà ba cách tân như này được chưa chị? Vâng, được rồi. Đẹp chưa? Áo này thành quần áo tàu. Áo tàu à? Thành Đúng rồi. áo áo gì? Áo 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 của người người tàu ấy. Thành áo người tàu à? Vâng. Nhưng mà nó cũng có giống giống áo bà ba mà. Áo bà ba nó không cổ. Áo bà ba không cổ à? Ở đây là Vâng. có cổ à? Vâng, đây có cổ. Rồi, mình tiếp tục mình tạo ra áo không cổ nha. Round neck, long sleeve, round neck cổ tròn. Cổ tròn thì ở đây bản chất nó cũng là cổ tròn rồi. Đúng không ạ? Bản chất ở đây nó cũng là cổ tròn. Em nghĩ là cho một cái ảnh nữa để cho nó nhận ra. Rồi. Đây nhé. Anh này nhé. Nó ghi ghi là cổ tròn thôi ạ. Cổ tròn rồi ghi rồi nhưng mà nó vẫn là cổ tròn đấy. Vâng. Nó vẫn là cổ tròn đấy. Đúng rồi, thằng này nó không cổ, áo bà ba nó không cổ. Vâng. Đúng rồi. Hoặc nếu không thì áo bà ba của tim, người ta hay mặc của tim nhất, cổ trái tim, hình trái tim. Rồi. Cái đoạn này vào nha. Rồi. Cổ hình trái tim này. Cổ áo hình tim. Surf surf hat collar. Đấy. Cho vào chỗ đoạn này. Đây. Round neck. Đấy. Đấy. Được chưa? Rồi. Đấy, mình điều chỉnh từng cái ấy một. Rồi, tiếp tục anh chị em vẫn tiếp tục nha. Đấy. Trần Phương làm bộ này đẹp quá. Cô gái tóc dài ngang vai, đi giày cao gót và túi xách nhỏ, váy dạ hội màu trắng có chi tiết thêu cườm, dáng người đẹp toàn thân ngoài trời. Gái Việt Nam 4K 5D. 5D là cái gì đấy? 5D là cái gì? Không phải là frame như này nhá. Người ta không dùng cái từ frame như này nhá. Dùng từ frame như này là sai nhá. Nó vẫn ra cái hình vuông này. Được chưa? Trang Nguyễn lại ra một cái phong cách mới này. Phong cách này là váy dạ hội. Váy dạ hội với hoa một đen vàng. Đấy. Anh chị em chúng ta có thể biến tấu thêm những cái màu sắc nha. Đưa thêm cái màu sắc vào nữa nha. Ví dụ như là áo vest này, mình có thể đưa thêm màu sắc này, màu xanh, màu đỏ này, hoặc là xanh đỏ này, xanh vàng này, vàng cam này, cam nâu này. Đấy, thì nó sẽ ra được những cái biến thể khác nhau nhá. Ok không ạ? Đấy, chúng ta phải tạo ra nhiều cái biến thể khác nhau. Rồi. Cô này đẹp quá. Bộ áo len cổ tròn này đẹp quá. Nhá. Sau đó là chúng ta là gì ạ? Khi mà chúng ta tạo ra một bộ mới á, là chúng ta thay đổi cái gì ạ? Cái họa tiết ở trên áo nhá. Họa tiết in trên áo nhá. Ok không ạ? Nha. Ok. Nếu thầy cho prompt này thì biết ơn lắm.
Ok. Rồi. Vẫn có cổ này. Vẫn có cổ này, đúng không? Đúng rồi, vẫn có cổ. Vẫn có cổ. Rồi, làm tiếp. Đưa tiếp vào. Cho nó hết cổ luôn này. Xem nào. Mình làm một cái áo bà ba nhưng mà nó phải view sát người này. Đấy, trời. Cho một cái ảnh nữa vào. Cho cái ảnh nữa vào. Được chưa? Đấy, rồi. Không có cổ. Thêm cái lệnh nô này. Cái cổ áo nó dịch là gì? Cổ áo. Collar. No. Cho thêm một cái gì ạ? Cái tham số no collar vào đấy. Không có cổ, không cổ áo. Rồi. Tiếp tục đi anh chị em. Rồi, đấy, ra là cái bộ này đẹp quá này. Rồi, tiếp tục. Anh chị em tạo thêm tiếp tục đi ạ. Tiếp tục tạo thêm đi ạ. Nine Man's Vietnamese 18 tuổi Colorful Sunday oh. Huỳnh Văn Tâm rồi rồi tạo ra bộ này cũng xịn đấy. Bộ này sơ mi này quá đẹp luôn. Em ghi là Vietnamese nhé. Đấy, Vietnamese men nhé. Đúng chưa? Đấy, ở đây nó ghi là gì ạ? Vietnamese boy. Vietnamese men. Man, Vietnamese man. Man nhưng không phải men, số ít. Đây là mình đang mô tả một người, mình chụp một người. Nhớ đấy, mình chụp một người. Chứ còn nếu mà em chỉ nine men shirt này thì nó sẽ ra cái áo. Nó sẽ ra cái áo thôi. Được chưa? Là mình đang tập trung vào cái áo. Ở đây là mình đang chụp người mẫu. Được chưa? Đấy. Rồi. Ok nhá. Mình có thể sử dụng chat GPT và yêu cầu nó tách ra cái từ khóa được nhá. Không khó. Được chưa? Bạn Hoàng Yến này đã tạo ra được cái bộ ảnh cho mình chưa? Hoàng Yến này. Bộ ảnh của Hoàng Yến đâu? Chưa nhìn thấy bộ ảnh của Hoàng Yến đâu nhé. Bộ ảnh của Hoàng Yến đâu? Rồi. Rồi. Vẫn có cổ đây này. Lại tìm cách tiếp. No collab. Rồi. Nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái phong cách áo của áo sườn xám hay là áo gì đó. Đấy, nó vẫn Đúng cứ rồi, cổ. nó hay bị cái áo sườn xám. Rồi. Cái chỗ này đúng là right feel. Cái này đây cái em tra cái áo bà ba thì mà nó chạy Một cũng cửa là cái từ cổ áo thì ngoài cái từ cola ra nó còn từ gì nữa không nhỉ?
Rồi. Mô tả cho tôi áo bà ba cổ tròn đúng không? Ba không nó có gọi là cổ. không cổ thầy ạ, phải dùng cái từ không cổ thì nó còn Áo bà ba không có cổ áo nào bà ba kiểu mới. Không có cổ áo. Cổ áo xẻ sâu. Ừ. Đây là từ khóa là cổ áo xẻ sâu này. Cổ áo xẻ sâu. Tiếp ship color color Đây này nó phải là áo không cổ. Phần mô tả là phần thân áo dùng vải nguyên mảnh ghép với hai mảnh của thân trước. Xong sử dụng cúc để nối với nhau. Áo nữ thì nó chít eo lại để tôn dáng. Rồi mình Đấy, chuyển nó sang phải câu có. lệnh, mình chuyển sang câu lệnh tiếng Anh xong gửi đi, hoặc mình thực Vâng, hành luôn đi. đây em, nhưng cái máy của em nó đang lấy quá nên cứ xong nó nhảy lung tung cả lên. Rồi thế đọc đi xem nào, Vâng. đọc đi. Tức là không có cổ. Không có cổ áo. Không có cổ. Vâng, phần thân áo. Thân áo thì dùng vải nguyên mảnh Rồi. ghép với hai mảnh của thân trước, Trước. sử dụng cúc để nối với nhau. Sử dụng cúc để nối với nhau. Áo nữ thì chít eo. Chỉ đây toàn áo nữ thôi mà, áo bà ba áo nữ thôi mà. Vâng, không có cả Đây. nam ạ. À. Chít eo tôn dáng. Siết eo. Vâng, chít eo. Tôn dáng. Vâng. Chất vải lụa tơ tằm hoặc là gấm. Chất vải lụa tơ tằm hoặc gì, lụa tơ tằm thôi được rồi Vâng. chưa. Tay ghép hay là gọi là tay giắc lăng. Tay gì, Tay ghép hoặc là tay giắc lăng. Giắc lăng. chịu ông, tay thì nó không bị sai, Vâng. cái tay nó không bị sai, nó chỉ sai cái cổ thôi, tập trung ở cái cổ Vâng. thôi, tập trung cổ áo thôi, chứ còn cái việc Vâng. mà ghép mà hai mảnh hay là ba mảnh thì cái đấy nó cũng không phải là vấn đề đấy, bởi vì là mình có thể tạo ra các cái loại khác nhau mà, nhưng mà cái loại mà nó có cổ như này ấy, thì nó thường nó sẽ sang cái phong cách khác. Phong cách của tàu rồi, nó cái thơ mấy áo nó phải xẻ sâu. Xẻ cái bên cạnh nhé hả, Không, bên bên thân áo ấy ạ. thân áo nó Bên xẻ thân áo. sâu đấy là phong cách cách tân rồi. Không, áo nó nữ là hay xẻ áo bà ba bao giờ xẻ nên nó phải xẻ sâu ở phần thân Deep ở slip hai bên sườn ạ. hai bên sườn này đúng không? Đúng rồi, hai bên sườn nó phải xẻ. Đấy đấy, vâng, xẻ sâu ở hai bên sườn. Rồi thêm một cái nữa. Khó phết đấy. Vâng, cái áo này nó khó. Xẻ sâu hai bên sườn áo. Hip slip slide versus.
Rồi. Elegant color. Okay, mistakes. Okay. Rồi, anh chị em khác thì sao? Có thêm phong cách chưa? Úi à, sang cả thiết kế rồi, có cả gọi như là các cụ rồi. Rồi, hàng Phạm ra được một bộ áo kiểu gì đây? Kiểu ngồi. Ủa? Kiểu gì của dân tộc Tày ấy thầy? Kiểu gì của dân tộc Tày sang giống như là em lấy cái hướng dẫn của thầy ấy. Sang giống dân tộc Hàn Quốc à? Dân tộc Tày ấy thầy. Nó mờ thế. Em copy em lười không tải. Đấy, cái này đẹp này. Những cái dân tộc của Việt Nam là đôi khi là nó sẽ hơi 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 khó nha. Vì là nó không hiểu. Đấy. Đấy, phong cách này là đẹp đây này. Đấy. Đây là phong cái cách đấy gì đấy? Dễ. Những phong cách Tây Tây này thì nó dễ này, bởi vì là nó được đấy, tạo ra từ các cái dữ liệu của Tây cho nên nó sẽ hiểu hơn. Rồi, phong cách nam này đẹp quá, catwalk này, đấy, đúng catwalk đây này. Đẹp luôn, anh chị em thấy không? Quá đẹp luôn. Đấy. À, cái đoạn này Phương thêm cho một cái nữa gọi là pro model nhé. Tức là người mẫu chuyên nghiệp nữa. Sáu múi, còn cho sáu múi nữa, kinh quá. Khi cây cola sus sâu sáu mũi kinh nhỉ. Kinh thật. Muốn sâu được sáu mũi thì nó phải loại vải xuyên thấu, nó phải thêm cái transparent vào nhá. Rồi bộ ảnh của Hồng Lanh đã xong chưa? Hoàng Lanh xong chưa? Bộ ảnh của Huê xong chưa? Đấy. Đấy. Bộ ảnh của Huê là ok này. Đấy, có mấy người tạo ra cái bộ ảnh Huy thấy là rất là ok này. Đấy. Của Mao Linh này cũng hay này. Đây nhá. Hơi bé này, áo kiểu áo tứ thân này, có nón này, nhưng mà hình ảnh hơi bé nhé. Hình văn tâm cũng được này. Đấy, bộ ảnh của Mao Linh này rất là ok nhé. Hơi bé nhé em nhé, em có kiểu gì mà nó bé thế. Thôi chị đi up Facebook đây, nhanh thế, từ từ. Trước khi up Facebook ấy, là mình nhớ là phải gì ạ? Viết thế nào trên Facebook đây? Đấy là gì ạ? Mới chuyển nghề sang làm thiết kế thời trang rồi các bạn nhé. Đấy. Tớ mới chuyển sang nghề thiết kế thời trang các bạn nhé. Bạn nào muốn gọi là thiết kế áo vào đây tớ thiết kế cho. Được chưa? Rất nhiều bạn bè sẽ ô à, ôi thế à. Mình bảo là đấy, mới ra bộ sưu tập mới các bạn vào ủng hộ đấy. Nói thế xem các bạn xem như nào. Được chưa? Mới chuyển nghề thiết kế thời trang rồi, ra bộ sưu tập mới mời các bạn vào ủng hộ, ủn mông đấy.
mua mẫu về mà tự thiết kế. Tớ chỉ bán mẫu thôi, tớ chỉ bán thiết kế thôi nhá, tớ không bán váy. Hôm trước là Huy có gửi cái bộ 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 thiết kế áo dài lên ấy, thấy có người vào là gì ạ, có bán không chị mua. Em không bán, em chỉ thiết kế thôi. Mao Linh, ok, Tradition Four, Tradition Four, tức là áo tứ thân đấy đúng không? Được rồi, ok, good job. Rồi, bạn Hoàng Yến đâu vẫn chưa thấy ra tác phẩm nha, đặt lâu quá. Rồi, anh chị em khác đâu? Kim Hà ok chưa? Thanh Hương đâu? Vũ Thắng đâu? Minh Hà đâu? Trang Nguyễn đâu? Hoàng Yến đâu? Mai Tụi Hoàng em Yến. đang đang làm cái áo bà ba đấy. À, Thanh Hương này. Không, Thanh Hương Vâng. khác, còn đây là Hương này khác. À không, trong Zalo của em là Hương Khuê, còn ở đây là Thanh Hương. À, thế à? Rồi, ok. Vâng. Rồi. Trang Nguyễn nộp rồi à? Đâu? Nộp đâu ấy? Nộp tiếp đi, làm liên tục đi, làm 20 ảnh cơ mà. Kim Anh này, Hồng Lanh này, Oanh Oanh này. Trang Nguyễn đây rồi, ok, Trang Nguyễn đây rồi nhưng mà chưa đủ. Bổ sung thêm. Xong bộ xong tối nay phát là mình phải có ảnh mình đăng luôn. Em làm cái này xấu quá, đang sửa tiếp. Ok, mình sửa đi, tranh thủ sửa luôn đi, làm nhanh luôn nào. Ra được một bộ luôn để mà up luôn thì đấy mới là cuối cùng học nó phải ra được kết quả chứ, học không ra kết quả thì nó làm cái gì? Đúng không ạ? Học nó phải ra được kết quả, ra được sản phẩm thì nó mới đã, nó mới phê. Và từ một cái sản phẩm đấy xong bắt đầu là mình nâng cấp lên, mình bắt đầu mình đào sâu thêm thì lúc đấy nó sẽ rất là nhanh. Đấy nhá, anh Cường Sam là rất là ok đấy. Chất đấy, phong cách này Huy rất thích. Rồi. Ok nhá. Rồi cái vụ áo bà ba này là hơi bị khoai luôn. Nhưng mà không có áo bà ba bây giờ, không cần áo bà ba thì Huy cũng ra được một bộ áo này rồi, không biết là phong cách gì nhưng mà gì ạ, nhưng cái bộ này cũng rất đẹp. Và như anh chị em thấy là bộ này cũng rất đẹp và không cần phải áo bà ba nhưng mà miễn là sao đẹp là được, được không hả chị? Được ạ, được ạ. Ok nhé, coi như là Huy với cả chị gì nhỉ, Mai Hương Khuê à, ạ. chị Khuê à, Hương 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 ạ. à, chị là Hương hay Khuê? Hương ạ. Chị Hương à, vâng, thế là Huy với Vâng. chị Hương là đồng tác giả cái bộ áo gọi là lụa này. Đấy. Rất nhiều ảnh đẹp luôn. Đấy, bây giờ mình tí nữa mình upscale lên mà mình xong là ra là cái bộ này ngay này. Đấy, nãy giờ nhiều phết đấy, đùa đâu. Đấy. Nhưng mà cuối cùng cái kết quả cuối cùng là đoạn này là đoạn đẹp nhất này. Đoạn này đẹp nhất này. Đấy. Thì mình thử lại vài vài lần nữa ra được, sẽ ra được đấy nha. Rồi rồi tí nữa anh chị em upscale sau nhá, upscale nó sợ lâu thì anh chị em tí nữa upscale sau được chưa? Đó đấy, về cơ bản là mình sẽ chỗ này mình đưa vào đây thêm cái là pro modem nữa, bộ thêm cái nữa vào đây đấy, pro modem đấy. Đó. Rồi. Local run, set color, process, manifesto, vectoring out lúc đó. Ok, rồi. Cơ bản thế. Đấy, thế là tạo ra một loạt cái. Rồi thế nhá, thôi nhá, dừng. Dừng nhá, dừng nhá, dừng 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 tí nữa anh chị em làm tiếp. À, bộ này cũng giống giống bộ của mình này, hơi hơi có nét giống bộ của Hồng Lanh này, thấy cũng hơi hơi giống nhá. Thôi được rồi, thế nhá, dừng nhá, chúng ta học tiếp nhá. Anh Nguyễn Hữu Tiệp không làm à, ngồi xem vậy. Huy bảo rồi nhá, ngày hôm nay mà anh ngồi xem ấy thì nó rất chán luôn, không có gì để xem hết. Buổi hôm nay là mình phải thực hành. Anh Tiệp bật mic lên nào.
Bật mic lên. Bật mic lên. Nói mà không bật mic thì ai biết được. À mình vừa vào, đâm ra chưa. Vừa vào. Chứ chưa hiểu là đang làm cái gì. Đang thiết kế thời trang. Vẽ thiết kế thời trang. Rồi ok. Thế thì anh đang ngồi vẽ trong chuyện đâm ra. Vì bây giờ mình bận mới nhảy vào đâm ra. Thôi đợi đi, đánh ngắm mọi người vậy, chưa biết là làm. Rồi ok. Rồi, thì chúng ta tạm thời dừng cái phần thiết kế thời trang ở đây nhé, để chúng ta tiếp tục các cái phần khác nha. Đó. Đóng cửa vào chị Ba. Rồi. Bây giờ muốn chọn thống nhất người mẫu thì mình đưa vào cái ảnh của người mẫu nhá. Muốn chọn thống nhất người mẫu thì mình đưa vào một cái ảnh của mặt của người nào đấy. Giống như Huy này, anh chị em thấy là cái cô người mẫu của Huy này nó gần như thống nhất luôn. Nhìn cái bốn cái mặt này giống nhau cực kỳ luôn. Mình muốn mặt nó khác đi chẳng khác gì, nó cứ giống giống nhau. Mặt nó cứ đây, anh chị em thấy không? Ảnh nào cũng thấy cứ giống giống như thế. Anh chị em thấy không ạ? Ảnh nào cũng giống giống này. Đó. Ảnh nào cũng giống luôn đấy. Nó cứ kiểu kiểu giống giống này. Cùng một cái phong cách này, nhìn không phân biệt được luôn đấy. Từ ảnh từ đầu đến bây giờ nó cứ giống giống, tất nhiên nó không giống 100%, nhưng mà gì ạ, nhìn trông cũng giống đấy. Cái tóc này anh chị em ạ, thấy cái tóc này, cái mắt này, cái mũi miệng này, giống cực kỳ luôn. Anh chị em thấy không ạ? Rất giống luôn. Mình không muốn nó giống đâu, nhưng mà nó vẫn giống. Đưa cái ảnh vào, mình muốn cái ảnh giống mặt ai, đưa cái ảnh của người đấy vào. Đấy. Được chưa? Tóc này, kiểu tóc này. Đó, nhá. Ok. Muốn mặt giống nhau thì đưa cái mặt người mẫu vào, vừa mới nói xong. Mình đưa cái mặt một cái người nào đó vào, được chưa? Thì là nó sẽ giống thôi. Nó cũng không thể nào mà giống hoàn toàn được, nhưng mà mình tạo ra nhiều câu lệnh thì mình sẽ chọn ra được cái mặt giống nhất. Ok không ạ? Chứ nó không có một cái câu lệnh nào mà ấy đâu, kể cả anh chị em dùng một số cái lệnh. Huy đã sử dụng một cái lệnh đó là the same face, tức là gì ạ? Là cái mặt là giống nhau, nhưng mà cũng không được, nó cũng không nhận đâu. Anh chị em có thể thêm vào nhé. Đấy, ở đây thì nó cũng chỉ mang tính chất là tương đối thôi, nhưng mà thực tế là như này nhá. Những cái người mẫu mà nó có cái khuôn mặt nó khá là dễ nhận ra ấy, thì nó sẽ giống nhau. Đấy, thì nó dễ giống. Còn cái người mẫu mình đưa vào ấy mà cái khuôn mặt nó khó nhận ấy. Có những khuôn mặt dễ nhận, khuôn mặt khó nhận ấy, thì những khuôn mặt khó nhận thì nó sẽ sáng tác lung tung. Nhưng cái khuôn mặt mà dễ nhận, đặc biệt là nữ nhá. Nữ là dễ là gì ạ? Là thống nhất nhất, còn nam thì khó vô cùng luôn. Ừ. Dạy cách thêm mặt thì vừa rồi đấy, Huy vừa mới show anh chị em đây là gì ạ? Là đưa thêm hình ảnh vào mà tự nhiên nó giống nữa mà. Ok không ạ? Đưa cái hình ảnh mẫu vào nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái chủ đề khác nhé, một cái ứng dụng khác của vẽ tranh, đúng không ạ? Để mà chúng ta vẽ được một cái tranh rồi là có một cái chủ đề mà Huy nghĩ là anh chị em sẽ rất là quan tâm. Đấy là làm sao để biến cái mặt mình thành mặt avatar, đúng không? Bao nhiêu anh chị em quan tâm này? Bây giờ có mấy chủ đề này, bây giờ 10 giờ rồi. Thì bây giờ là có mấy cái chủ đề như này là anh chị em chúng ta thử chọn nhé, bởi vì là không thể nào mà đi được hết tất cả các chủ đề. Anh chị em thử chọn một cái chủ đề này. Thứ nhất là chủ đề là vẽ về logo này. Được chưa? Cái thứ hai, đây cho anh chị em xem nhé. Đây. Nhất là chủ đề vẽ về logo này. Thứ hai là diện là thiết kế về nhân vật này. Được chưa? Thứ ba là chụp ảnh người nói chung này. Được chưa? Đấy.
Thứ tư là gì ạ? Là thiết kế hình xăm này. Đấy. Thứ năm là vẽ đồ ăn này. Và thứ sáu đấy là gì ạ? Là vẽ cái chân dung của mình. Chân dung của mình hay chân dung của người khác thì nói chung là vẽ chân dung của mình, tức là biến cái ảnh của mình, ảnh thật sang cái ảnh là gì ạ? Là sang cái avatar bằng AI. Nào. Logo A5, logo ạ. Đấy. Có người thích logo. Dễ logo nhá. Logo nó dễ. Chân dung khó lắm đấy nha. Cái chân dung là khó lắm, không dễ đâu nhá. Cái chân dung cực kỳ khó. Thì để mà vẽ được chân dung ấy thì việc đầu tiên anh chị em lưu ý này. Thứ nhất đấy là mình chụp cái mặt mình thôi. Đừng chụp thân. Được chưa ạ? Chụp mỗi cái mặt thôi, nó gọi là portrait. Được chưa ạ? Nó gọi là chân dung nhá. Avatar chỉ có chân dung thôi, để nó tập trung focus vào cái chân dung của mình. Được chưa ạ? Cái thứ hai nữa là cái ảnh của mình ấy, nó phải độ nét cao. Cái chất lượng của cái ảnh của mình ấy, nó phải độ nét cao. Được chưa ạ? Ảnh của mình độ nét mà nó thấp không bao giờ làm được luôn. Được chưa ạ? Cái thứ ba nữa đấy là mình phải mô tả cái khuôn mặt của mình. Cái khuôn mặt của mình ví dụ như là Huy nhá. Huy phải tìm ra cái đầu của Huy ấy, là nó là dạng là kiểu đầu nhìn đầu nó phải là, nó có từ tiếng Anh ấy. Xong cái râu này này, Huy phải tìm cái loại mà nó có cái râu như thế này. Mình mô tả lại cái mặt của mình. Ok không ạ? Đấy. Thêm vào nữa, đó là mình sẽ đưa vào các phong cách. Đó ạ. Phong cách là anime là hoạt hình này. Phong cách là painting này, là vẽ tranh này. Phong cách là sketch tức là văn phác thảo này. Phong cách là gì ạ? Pencil drawing tức là vẽ bằng bút chì này. Được chưa ạ? Rồi phong cách là concept art tức là phong cách nó sẽ gì ạ? Nó sẽ sáng tác. Nó dạng là hơi phóng tác một chút. Đấy. Phong cách là màu nước này, watercolor này. Được chưa ạ? Rồi phong cách là màu dạng sơn tranh sơn dầu này. Được chưa ạ? Đấy. Rồi ngay cả anime nó cũng có mấy phong cách nữa. Được chưa ạ? Phong cách anime này, phong cách cartoon này, xong phong cách là Japanese anime này. Đấy. Nó có nhiều phong cách nữa. Được chưa ạ? Thì mình tạo ra nhiều cái phong cách khác nhau và mỗi phong cách đấy mình phải tạo ra nhiều ảnh khác nhau. Sau đó mình mới chọn ra được một cái nó gần giống với của mình nhất. Rồi sẽ thêm một cái mẹo nữa, một vài cái mẹo nữa, được chưa ạ? Thế thì hôm trước thì Huy cũng dùng cái mặt của mình. Dùng cái mặt của mình để mà mình gì ạ? Mình làm rồi, nhưng mà nó chưa ra. Thì hôm nay thì sẽ làm cùng với anh chị em. Nhớ một điều này, mặt nữ thì dễ hơn mặt nam anh chị em nhé. Mặt nữ thì dễ hơn mặt nam. Đấy. Cho nên là để mà dễ, để mà nhanh thì Huy sẽ sử dụng mặt nữ. Ok anh chị em nhé. Huy sẽ sử dụng mặt nữ. Và ở đây thì Huy sẽ sử dụng một cái phần Canva để làm gì ạ? Để Huy cắt cái mặt chân dung. Đấy. Huy cắt cái mặt chân dung ra. Thế thì ở đây thì Huy sẽ lựa chọn một cái mặt chân dung của một cái người nào đó. Ở đây hôm trước thì Huy có làm cái bộ avatar cho bạn Phương, thì chắc là Huy sẽ lấy một số cái ảnh của bạn Phương nhá. Ok, chị em đợi chút để Huy tìm cái ảnh nó vứt ở đâu. Ok. Ok. Đây à. Mình không phải lấy một ảnh nhá anh chị em nhá. Mình lấy một lúc 5 7 ảnh vào. Được chưa ạ? Càng nhiều càng sát, càng thống nhất thì nó sẽ lại càng gì ạ? Càng dễ. Được chưa ạ? Rồi, ok. Rồi.
Đây nhá. Đây nha, thì Huy có một cái bộ ảnh. Huy có một bộ ảnh này. Con lấy một cái đi. Được. Đây. Mình sẽ chỉ lấy cái mũi, cái mặt thôi anh chị em nhé. Rồi. Đấy. Lấy cái ảnh khác. Mình phóng to nó ra. Đấy. Được chưa ạ? Đây cái nữa. Ừ. Phóng to ra. Con đi ra ngoài đi. Ảnh nhớ là ảnh phải chất lượng nhá. Ảnh phải chất lượng cao nhá. Ảnh mà chất lượng kém thì sẽ khi mà mình phóng ra nó sẽ không đẹp đâu. Được chưa ạ? Đó. Ok không ạ? Rồi. Tiếp tục nha. Crop. Edit. Crop. Đó. Mình lấy làm một lúc mấy cái vào anh chị em nhé, lấy làm nhiều nhiều vào. Được chưa? Rồi. Rồi nha. Rồi, ok. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ download hết cả các ảnh này về nhá. Download xuống này. Ok nhá. Download cả 8 ảnh này về nhá. File size 1000 này. Rồi. Bây giờ nó chưa chạy xong sao. Rồi. Download xuống này. Cái này Huy nói anh chị em biết là một trong những cái kỹ năng cực kỳ khoai, cực kỳ khó với mà Midjourney luôn. Cái này là bình thường là Huy sẽ không dạy ở trong cái lớp cơ bản đâu. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đưa vào một cái folder ở đây. Đấy, Trần Phương đi. Rồi, xếp xuống. Được chưa ạ? Mở thư mục này lên. Đặt check here. Được chưa ạ? Xong bây giờ làm nào.
Đây. Bây giờ Huy sẽ làm như này nhé, anh chị em nhìn nhá. Đâu rồi? Bôi đen hết này. Rồi, bôi đen hết này. Xong bắt đầu là gì ạ? Chậm lại đỡ này. Ok. Đỡ hết cả máy rồi. Máy đỡ nhá. Ok, bôi lên hết này, xong giữ này. Thả vào đây này. Rồi, nhấn enter này. Rồi. Tất cả đưa lên hết luôn. Anh chị em thấy không ạ? Rồi, xong bây giờ nhấn là gì ạ? From này. Bắt đầu kéo từng cái xuống nhá. Một cái này, cách ra một cái này. Đấy. Kéo xuống tiếp này, cách ra một cái này, kéo xuống tiếp này, nhớ để giai đoạn đầu này, cách ra một cái nữa này, kéo xuống tiếp này, cách ra một cái này, kéo xuống tiếp này, cách ra một cái này, kéo xuống tiếp này, cách ra một cái này, kéo xuống tiếp này, cách ra một cái này, kéo xuống tiếp này, thấy chưa ạ? 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Rồi, ok, bây giờ bắt đầu mình mới mô tả cái cô này, thấy chưa? Vietnamese girl. Cô này trông không giống người Việt lắm. Đấy. Tóc gì ạ? Tóc ngắn màu nâu đúng không ạ? Đấy. Vietnamese beautiful. Beautiful. Có beautiful không anh chị em? Beautiful girl. Được chưa? Rồi. Tóc thì sao ạ? Màu nâu, tóc ngắn màu nâu đúng không ạ? Short brown hair. Brown hair. Được chưa? Rồi. Có nụ cười sao ạ? Nụ cười rất tươi đúng không ạ? Bright smile. Đấy, nụ cười tươi. Gì nữa? Cái mặt là gì sao ạ? Mặt là tròn đúng không ạ? Round face. Đấy. Được chưa? Rồi. Red shirt. Đấy. Được chưa? Áo đỏ. Đấy. Rồi. Ok. Cơ bản như vậy nhé. Đấy. Outdoor. Outdoor. Chụp ngoài trời. Được chưa? Đấy. Photo. Realistic. Cái đoạn này chút nữa mình sẽ chỉnh nhé. Bây giờ mình sẽ chỉnh đầu tiên là photorealistic trước. Được chưa ạ? Sau đấy tí nữa mình sẽ thay vào đây là anime hay là cartoon hay là comic hay là pizza hay là drawing hay là màu nước watercolor gì đó. Chút nữa mình sẽ thay vào đây sau. Được chưa ạ? Bây giờ mình cứ cho là ảnh chụp đi. Được chưa ạ? Xem nó giữ lại không. Và thêm cái điều nữa này. Chỗ này mình thêm một cái điều nữa này. Đó là gì ạ? Focus. Focus on eye. Đấy. The same eyes with it, with the picture, with picture. Đấy, tức là phải mắt nó phải giống với cả gì ạ? Với cả cái những cái bức ảnh mẫu, phải chưa? Rồi. Chỗ này là high detail. Đấy. 4K. Đấy, thấy chưa? Ở đây chúng ta sẽ là gì ạ? Avatar of Vietnamese girl. Rồi, mình cho thêm số tuổi vào đây nhé. Khoảng độ tầm 25 tuổi. Years old. Được chưa? Rồi, thử đi. Nó nặng quá nó không nhận sao ấy.
Bình thường nó vẫn nhận nhá, bình thường vẫn nhận bình thường. Đấy. Bình thường kể cả Huy đưa vào 10 ảnh nó vẫn nhận. Nhưng ở đây có vẻ nó đang hơi bị quá tải. Rồi. Beautiful Việt Nam, Việt Nam Miss Girl. Xem nó có nhận được không. À, nhận rồi. Đấy, thấy chưa. Rồi, bây giờ mình mới viết kỹ hơn cái câu lệnh này. Photo. Đấy. Portrait photo. Portrait process photo of a beautiful girl. Được chưa? Soft brown hair. Được chưa? Mắt đen hay là mắt nâu? Mắt nâu luôn nhá. Brown eye. Focus on eye. Được chưa? Đấy. High detail eyes. Tập trung vào mắt, bởi vì cái mắt nó là cái gọi là cửa sổ tâm hồn. Cái mắt mà không giống thì rất là khó. Được chưa? Rồi. Same as picture. Được chưa? Đấy. Sau đó là dresses. Đấy. Outdoor sunny. Đấy. Photo rồi. 4K. Đấy. Rồi high detail. Đấy, rồi chụp bằng máy Canon của Huy là máy này, Canon 1D taken by. Rồi đã khai thế được chưa. Rồi khi mà chúng ta đưa vào nhiều hình ảnh như này ấy, thì chúng ta nhớ này, máy nó sẽ phải đọc hết tất cả các hình ảnh này. Cho nên là gì ạ? Là tốc độ nó sẽ rất là chậm, nó gọi là very chậm luôn anh chị em nhá. Cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Phải chấp nhận để cho nó gì ạ? Cho nó chạy. Đấy. Và sau đó thì chúng ta đưa thêm vào những cái từ khóa khác nữa. Ví dụ như này. Ở đây nó không phải là photo nữa nhá, ở portrait photo nữa nhá. Đấy. Portrait photo cũng được, nhưng mà chỗ này ấy, là chúng ta sẽ ghi vào đây nó là gì ạ? Cái style, bỏ cái taken by này đi nhá. Được chưa ạ? Đấy, mà chỗ này chúng ta sẽ ghi vào đây, đưa vào đây nó là gì ạ? Photo là gì ạ? Anime. Đấy, a portrait photo anime style. Đấy. Ừ. Nếu mà đưa vào photo thì nó sẽ không có khác gì, nó sẽ không có đúng cái mà mình mong muốn. Mình mong muốn là nó phải làm khác đi, chứ còn làm nguyên si đấy cần gì, đúng không ạ? Ở đây là mình đang thử thôi. Và chỗ này nhá, mình thêm một cái câu lệnh nữa này. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Là ở đây thì nó sẽ đưa ra cái cô này, nó sẽ gọi là có cái điểm hơi giống giống thôi, nhưng mà cái mắt nó vẫn chưa giống. Cái mắt nó Huy muốn nó giống hơn nữa. Thì ở đây là chúng ta thêm một cái câu lệnh này nữa. Được chưa ạ? Thêm một cái câu lệnh này nữa, đó là gì ạ? IW2. IW2 tức là gì ạ? Là trọng lượng hình ảnh. Trọng lượng hình ảnh là mình sẽ để cho nó là gì ạ? Là trọng lượng, là trọng số của cái hình ảnh ấy. Nó sẽ là gì ạ? Là trọng số 2.
khi mà đưa vào trọng số 2 ấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ áp dụng sát hơn so với cái ảnh mình muốn. Được chưa ạ? Thêm một cái câu lệnh nữa mà chúng ta có thể sử dụng này. Đó là gì ạ? Ngoài trọng số 2 ấy, thì chúng ta đưa cái style line ấy, đưa cái S của mình ấy, nó xuống thấp nhất. S của mình bây giờ cho xuống 1 thôi. Được chưa ạ? S của mình đưa xuống 1 thôi. Rồi. Cái S của mình nó là cái style line của mình ấy. Cái style line của mình bình thường ấy, mình để 100 ấy, thì nó sẽ càng biến đổi nhiều. Nhưng mình để càng thấp thì nó sẽ càng gì ạ? Nó càng gần với cái câu lệnh của mình. Được chưa ạ? Nó càng gần sát với câu lệnh của mình hơn. Được chưa ạ? Rồi. Như vậy là chỗ này nhá, chỗ này thì nó chưa ra được này. Ở Beautiful Girl nó chưa ra được này. Được chưa? Đấy. Rồi. Chỗ này bắt đầu anh chị em thấy không ạ? Bắt đầu nó có cái điểm giống này này. Đấy, ví dụ như là cái cô số 3 này này là bắt đầu có cái điểm giống này. Đúng không ạ? Có cái điểm giống giống này. Nhá. Đấy. Ở cái cô cái U3 này. Đó. Rồi. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Cái cô này bắt đầu có điểm giống này. Đó. Nhưng mà nó trẻ quá. Bởi vì mình đưa vào có 20 mấy tuổi đây. Đấy. À đây cô này là chưa, mình chưa đưa tuổi vào. Nó trẻ quá. Đấy ạ. Ừ. Đây nha. Rồi. Ok nha. Bắt đầu từ cái phần này nha. Rồi. Chỗ này này, anime style này. Đấy. Được chưa? Bỏ chữ photo này đi. Đấy. Được chưa? Chỗ này mình sẽ thứ nhất là cho cái câu lệnh này. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là S này. S là cho thấp hết cỡ thôi. Được chưa ạ? Thì nó sẽ gần giống với cả cái hình ảnh của mình. Ok nhá. Khéo thì mà không rồi. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử một số phong cách khác. Khi mà chúng ta thử các phong cách khác nhá, thì cái tỷ lệ mà nó tạo ra cái hình ảnh giống mình ấy, nó sẽ cao hơn. Và anh chị em chúng ta cũng đừng ngại khi mà chúng ta thử nhiều hình ảnh khác nhau. Ok không ạ? Nha, bây giờ không phải anime style nữa mà sẽ là gì ạ? À, cartoon. Được chưa ạ? Đấy. Cartoon style. Rồi. Đấy, xong lại thêm cái nữa. Nó không phải cartoon nữa mà sẽ là gì ạ? Comic. Đấy. Được chưa ạ? Rồi. Đó, thêm phong cách nữa, không phải comic nữa mà nó sẽ là gì ạ? Watercolor. Color. Được chưa? Thử, phải thử rất nhiều anh chị em nhé. Thử rất nhiều, đừng có ngại thử. Ok không ạ? Rồi, không phải watercolor nữa mà stretch. Đấy. Cái từ phác thảo, phác họa. Phác họa stretch SKTC. Rồi. Rồi, thêm một phong cách nữa. Watercolor đúng không ạ? Bây giờ là pencil. Pencil drawing. Drawing. Đấy. Ok chưa? Rồi. Cho nó chạy đi, xong rồi mình tìm, mình thử. Đấy.
bây giờ là nó đang nhận diện ra hình ảnh nhưng mà nó nhận diện bị sai ấy. Bây giờ các hình ảnh nó cũng giống giống nhau này, các hình ảnh nó giống giống nhau nhưng mà nó đang nhận diện nó đang hơi sai một tí này. À mình quên mất, mình đang chưa đưa vào cái tuổi, đưa vào cái tuổi là nó đang bị trẻ quá đấy. Thấy các cái khuôn mặt này nó cũng khá là giống nhau đấy, nhưng mà nó có một cái điểm mà vẫn chưa ưng ý, chưa hài lòng với cái của mình. Anh chị em thấy không ạ? Là các cái mặt này nó đang khá là giống nhau. Đấy. Đây này, cái mặt này này, cực kỳ giống luôn. Giống nhau ấy, giống giữa các ảnh này. Anh chị em thấy cái ảnh này với ảnh này này. Đấy, ảnh này với ảnh này này. Đấy, cùng cái góc số 2 này. Đấy, cùng cái góc số 2 này. Cực kỳ giống nhau luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình đưa thêm cái tuổi vào nha. Mình để là W2 này, thành ra là gì ạ? Khi mà mình đưa vào các cái yêu cầu nó không chịu. Bỏ cái W2 này đi, bỏ cái S này đi. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, mình đem thêm một cái tuổi vào đây. Đó, cho là 25 đi. Years old đi. Được chưa ạ? Rồi. À, thêm một cái điều nữa là gì ạ? Là cái thằng V5 này ấy, nó gọi là tạo ra ảnh ấy, nó phóng tác nó hơn cả thằng V4 nhá. Nếu như mà mình muốn tạo ảnh chân dung ấy thì thằng V4 nó còn dễ hơn. Đấy. Cho nên chúng ta có thể đưa nó thành về V4 để mình có một cái gọi là sự thay đổi. Đấy, mình có kiểm tra thêm một chút. Nhá. Có sự thay đổi nào không? Rồi chỗ này nha. Mình pencil drawing. Đấy, anime. Được chưa? Cinematic picture, restless, outdoor, sunny. Nó khi mà mình đưa cái ảnh mẫu vào ấy thì cái đầu tiên ấy nó là copy cái tư thế và các cái màu sắc. Cái hình ảnh nó cũng copy nhưng mà cái khó nhất nó copy ở đây ấy, đấy là cái gì ạ? Cái đôi mắt. Đấy. Được cái mắt thì nó lại mất cái khác. Rồi. Bắt đầu nó có một cái gọi là sự thay đổi rồi đúng không ạ? Anh chị em thấy bắt đầu có sự thay đổi rồi đúng không ạ? Rồi, vẫn chưa giống lắm. Chưa giống lắm. Rồi. Bây giờ nha. Có một cách nữa. Đấy là gì ạ? Vẫn là lấy cái cô này nha. Đó. Mình lấy cái hạt giống của cô này, cái seed của cô này nha. Đâu rồi? Không thấy gửi email à? Envelope. Không gửi tin nhắn cho mình à? Đâu rồi? Đây. 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 Lấy cái sheet này này. Được chưa? Mình thêm cái sheet này vào. Đó. Cái kẹt này, sheet này. Đấy. Đưa cái đoạn này vào này. Rồi. Ok không? Anime style, sheet này. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Vẽ avatar người là một trong những cái mà khoai nhất,
khó nhất với Midjourney. Tất nhiên là không phải nhất đâu, nó còn nhiều cái khó lắm. Nhưng mà để mà vẽ được ra được cái người mà gọi là sát với cả cái mẫu ấy là vô cùng khó luôn, vô cùng khoai luôn. Huy đã test không biết bao nhiêu lần rồi anh chị em ạ. Huy test rất nhiều lần rồi. Đấy, nhưng mà để mà tạo ra được một cái mẫu mà ưng ý thì thực sự là chưa tìm ra được cái công thức. Mặc dù là có rất là nhiều cái phương án khác nhau, nhưng mà tìm ra cái công thức để mà tạo ra mẫu, ra cái hình ảnh gọi là sát với cả mẫu nhất thì thực sự là chưa tìm ra. À. Đó. Nhưng mà Huy có phương án khác. Huy có phương án khác mà không dùng Midjourney mà vẫn tạo ra được cái avatar. Đấy. Anh chị em muốn dùng Midjourney, bắt buộc phải dùng Midjourney hay là gì ạ? Cuối cùng mình muốn tạo ra avatar. Mình muốn tạo ra avatar hay là muốn dùng Midjourney để tạo ra avatar? Vì có cách khác là nhanh hơn rất nhiều so với Midjourney. Đấy. Đơn giản hơn rất là nhiều. Chỗ này nha. Và stretch ETCH. ETCH. À, chỗ này bỏ cái red. Red shirt đi này. À. Vẫn chưa giống lắm đúng không? Vẫn chưa giống. Nó ra được cùng với khuôn mặt đấy. Cái khuôn mặt anh chị em thấy không? Cái khuôn mặt nó ra cùng rồi đấy. Nhưng mà nó lại vẫn không giống. Vẫn chưa giống cái mẫu của mình. Đúng không ạ? Cái khuôn mặt nó cũng tròn tròn rồi. Đấy. Tóc nâu, mắt nâu rồi. Cười tươi rồi. Môi đỏ rồi. Áo đỏ rồi. Đấy. Có mỗi cái ảnh này có vẻ gần nhất. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái này nhé. À, mình sẽ cái này nha. Beautiful girl này. Đấy, 25 years old. Đấy. Rồi. Bây giờ Huy hướng dẫn anh chị em một cái cách khác làm nhanh hơn nha. Bao nhiêu anh chị em muốn kết quả? Bao nhiêu anh chị em muốn kết quả hiệu quả? Bao nhiêu anh chị em muốn kết quả hiệu quả cực nhanh, cực dễ luôn? Không cần dùng Midjourney nhưng mà đảm bảo ra chất lượng đẹp long lanh luôn. À, xin chúc mừng anh Quốc Cường. Anh Quốc Cường vẽ hình như là vẽ anh Tiệp đúng không ạ? Đấy, hình này đúng anh Tiệp rồi. Anh Tiệp xem giống mình không? Có nét giống anh Tiệp đấy. Thực ra là như này anh chị em ạ, cái việc mà tạo ra avatar ấy nó là cái cực kỳ dễ, nhưng nó chỉ khó với Midjourney thôi, chứ còn với con khác thì nó cực dễ. Đấy. Rồi. Ok nhá. Bây giờ Huy hướng dẫn anh chị em này. Con này cực dễ luôn và Huy đang bán kiếm tiền được này. Cái này là Huy bán kiếm tiền luôn nhá. Bán kiếm tiền luôn đấy, là gọi là có tiền luôn nhá. Đây là gọi là cái phương án gọi là đơn giản nhất. Mọi người cứ cầu kỳ, mọi người cứ phức tạp. Huy thì Huy không có phụ thuộc vào một cái con AI đâu anh chị em ạ. Huy có cực kỳ nhiều các cái con AI khác nhau. Cực kỳ nhiều những cái phương án khác nhau.
Và việc của Huy ấy, đó là Huy tập trung vào kết quả. Nên nhiều anh chị em cứ cố gắng là gì ạ, là phải dùng một con này thì anh chị em đi vào bế tắc. Nhưng Huy không, không bao giờ Huy để một con nó gọi là đi vào bế tắc cả, đúng không ạ? Đây. Anh Cường là lúc nãy là vẽ là kiểu gì? Mình tự vẽ đấy, có ảnh gốc kèm theo đấy mọi người. Đây. Rồi, tí nữa anh Tiệp sẽ chia sẻ cái cách anh Tiệp vẽ nha. Anh Tiệp là họa sĩ. Đấy, anh Tiệp là anh ấy là họa sĩ rồi nha, cho nên là anh ấy vẽ sẽ rất là ok nha. Rồi. Ở đây Huy hướng dẫn anh chị em này. Đấy. Đây, anh chị em vào con này nha, Lensa này. Anh chị em vào Lensa nhá. Thì ở đây là Huy đã test rồi, Huy đã thử rồi nhá. Ở đây là Huy đã thử nghiệm rồi nhá. Cho nên là đây là Huy đã có một bộ cho mình rồi đây này. À, đây là cái bộ Magic Avatar. Đây là cái bộ này là Huy đã làm rồi nhá. Đây anh chị xem này, đây là cái bộ mà Huy đã làm này. Đấy, anh chị em thấy không ạ, có giống không ạ? Đấy, nó không được nét lắm, trên điện thoại nó nét hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng về cơ bản anh chị em thấy có giống không ạ? Cũng dựa vào những cái hình như lúc nãy Huy đưa vào thôi, và cũng không cần phải chỉnh sửa quá nhiều đâu. Đấy, anh chị em thấy ok không ạ? Ơi, anh chị em thấy sao ạ? Và cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhanh. Và hầu như là các cái ảnh nó đều gì ạ? Đều giữ lại cái nét gọi là đặc trưng cơ bản. Rất là sao là sao ạ? Anh chị em muốn có một bộ avatar như này không ạ? Anh chị em có muốn không ạ? Đấy. Anh chị em thấy ok không ạ? Cực nhanh luôn, không phức tạp tí nào. Đúng yêu cầu chưa? Đúng mong muốn của mình chưa? Cũng hoa lá cành đủ hết nhá. Cũng hoa lá cành, cũng các cảnh, cũng các kiểu, cũng các nghệ thuật, cũng từ anime cho đến đấy, cứ đủ hết nha, không thiếu gì đâu nha. Được chưa? Cũng rất là long lanh lung linh nha. Đấy. Màu sắc sặc sỡ nha. Đấy. Không thua kém gì Midjourney đâu. Thậm chí là còn hơn. Được chưa? Anh chị em thấy không ạ? Đấy, ok không? Ok chưa? Rồi, bây giờ Huy hướng dẫn cách làm nhé. Hướng dẫn cách làm này. Nhấn vào Create New Avatar này, đầu tiên nhé. Chúng ta chọn phần Magic Avatar này. Được chưa? Chị Kim Anh gửi bộ ảnh nhé. Đây, xong nhấn Create New Avatar này. Nhấn Create New Avatar bên dưới, đen đen bên dưới cùng này, anh chị em nhìn thấy không ạ? Create New nhá, tạo một bộ avatar mới nhá. Thì ở đây ấy, nó sẽ yêu cầu chúng ta phải có 20 cái ảnh ạ, 20 cái ảnh selfie nhá. Đấy, mình chọn là human nhá, không phải là chó nhá. Chó mèo không phải nhá, mình chọn là người nhá. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ chọn những cái phong cách mà mình mong muốn. Được chưa? Ví dụ mình chọn phong cách này. À đâu? Ở đây là nó sẽ chỉ cho mình những cái ví dụ. Những cái ví dụ mình sẽ đưa cái ảnh của mình vào nhé. Đấy, những cái ví dụ này. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ mình chọn là female hay là male nhé. Ví dụ chọn female nhé. Được chưa? Rồi,
Bây giờ mình chọn những cái gì ạ? Những cái phong cách mà mình mong muốn nha. Được chưa ạ? Với phong cách là gì ạ? Là nghệ thuật này thì mình có thể chọn cái này này. Cái này, cái này này, cái này này. Được chưa ạ? Cái này này. Được không ạ? Với phong cách là art này. Đó, thì chúng ta chọn là đen trắng này. Rồi ấn tượng này. Đấy, được chưa ạ? Rồi. Với phong cách là time machine này thì ví dụ chọn Ai Cập này, Viking này chẳng hạn thế. Cái này thì ra mình không thích lắm. Mình thích những cái ảnh bên trên này hơn. Comic này. Đấy, mosaic này. À hết cỡ rồi. Nó chỉ cho phép mình 10 style thôi nhá. Đấy, 10 style thôi. Đây cosmic trên này rồi. Mình chọn cosmic trên này. Đây. Đấy, fantasy nữa. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Chọn fantasy nữa. Được chưa ạ? Đấy, sau nhấn continue này. Continue này với 10 cái style này này. Được chưa ạ? Linh áp là Lensa nhá. Vô đâu chọn avatar thế. Vào Lensa nhá, đây nhá. Thì gửi cái tên cho anh chị em này. App Lensa nhá. Lensa này. Ơ, đâu rồi? Mình vẫn đang xem màn hình mà. Mất đấy rồi à? Mất màn hình à? Mình share lại thôi. Rồi. Rồi nhá, ở đây mình nhấn continue này. Được chưa ạ? Ở đây nó hướng dẫn là gì ạ? Những cái ví dụ tốt này. Được chưa ạ? Mình chụp selfie này. Cái này đơn giản cực kỳ luôn. Mình đưa máy ảnh lên. Xong mình gì ạ? Mình chụp luôn 10 tấm, 20 tấm luôn. Các góc độ nghiêng trái, nghiêng phải, lên trên, xuống dưới. Được chưa ạ? Mình chụp luôn selfie 20 cái luôn. Còn những cái ảnh mà đeo kính này. Rồi đi ngang này. Rồi chụp với chó này. Chụp ngoài trời với người khác này. Đấy. Rồi chụp cả toàn thân này, rồi che mất mặt này, rồi ngó sang trái sang phải mà không nhìn rõ mặt này thì là không được này. Được chưa ạ? Sau đó là mình chọn 10 đến 20 ảnh này. Được không ạ? Chị Kim Anh gửi ảnh chưa? Chị Kim Anh gửi ảnh thì em làm luôn cho chị Kim Anh một bộ luôn. Được chưa? Cái này là mất tiền nhá anh chị em nhá. Cái này là mất tiền đấy, cho nên Huy nói rồi, cái này là Huy để Huy gì ạ? Là kiếm tiền đấy. Cái này là Huy bán 500.000 một bộ. 50 avatar và rất nhiều người có nhu cầu luôn. Chị Kim Anh đâu, gửi đi. Chị Kim Anh đâu rồi, gửi cho Huy. Chị Kim Anh đâu, không thấy gửi thôi nhá. Đã bảo là gửi tặng chị Kim Anh rồi, quý nhất chị ở miền Đông nước Đức. Đâu, gửi chưa? Không gửi thôi nhá. Không gửi thôi này. Không thấy gửi. Huỳnh Văn Tâm à. Rồi. Rồi. Thế không gửi thôi nhá. Đấy. Thì ở đây bắt đầu mình chọn này. Được chưa? Mình chọn những cái bức ảnh của mình nhá. Ví dụ như ở đây là Huy... ví dụ là hôm trước Huy có cái người khách hàng. Đấy, khách hàng của Huy thì Huy cũng làm cái avatar cho họ này. Được chưa ạ? Đấy, làm avatar này cho họ này. Cái này làm bằng con khác anh chị em nhé. Có nhiều con lắm. Bây giờ Huy sẽ làm cho cái bạn này nhé. Đấy. Rồi, 20 cái. Ok. Rồi, nhấn vào thêm. Rồi, import 20 photo. Rồi. Kim Anh gửi vào trong nhóm à?
Chỗ này chưa đủ, thứ nhất là đội mũ này không được này, rồi cầm sản phẩm này thưa cũng chấp nhận này, đeo kính là không được này, không đủ. Chỗ này Kim Anh là không đủ nhá, chỗ này Kim Anh là không đủ nhá, đeo đeo mũ mặc mũ này không được rồi này, tay che chắn là không được rồi này, đấy rồi đeo kính ngoài trời này không được rồi này, bảo rồi cầm cái máy ảnh lên chụp mấy góc độ phát cho nó nhanh. Rồi rồi đây anh chị em nhá, 50 cái avatar là hết 100.000. Được chưa anh chị em nhá? 50 avatar hết 100.000. Được chưa? Anh chị em có nhìn thấy cái màn hình không? Đó. Có. Cho nên là gì ạ? Là một bộ này là Huy lấy là gì ạ? Huy lấy 500. Được chưa? Một bộ là Huy lấy 500. Sau đó là Huy tặng thêm 10 cái ảnh nữa, 10 cái avatar nữa, thành 60. Được chưa? Đó. Sau đó Huy tặng thêm một cái gì ạ? Một cái video tổng hợp các avatar nữa. Bây giờ Huy sẽ làm cho bạn này nha. Đấy. Rồi. Thanh toán này. Face ID xong, thanh toán xong. Thấy chưa? Cảm ơn bạn đã mua hoàn tất. Rồi. Bây giờ nó sẽ phải gì ạ? Upload photo lên một lần nữa. Sau đó là gì ạ? Chúng ta phải đợi đâu đó khoảng độ tầm 15 phút, 15 đến 20 phút để nó làm. Xong khi nó làm xong thì nó sẽ báo cho mình. Cái đoạn này thì mình phải giữ cái app mở này. Nhưng mà tí nữa đến lúc mà cái đoạn mà AI nó làm ấy thì nó bảo là gì ạ? Là còn khoảng 15 phút nữa. Bằng visa cái gì thì tùy, mình do cái mình thanh toán thì mình cài đặt sẵn rồi. Ví dụ như là Huy cài đặt sẵn cái thanh toán của Huy ở trong này rồi thì nhấn là gì ạ? Thanh toán và là ok thôi. Đấy, nó hết khoảng 15 phút. Đúng không ạ? Thì 15 phút này ấy, thì mình không cần phải mở cái màn hình. Mình có thể hide this skin này đi. Hide this screen này đi. Được chưa ạ? Đấy, bây giờ nó lên 18 phút kìa. Lúc hôm trước Huy làm cũng mất 18 phút anh chị em ạ. Cũng mất khoảng 18 phút. Đó. Thế thì mình ngồi đợi thôi. Và mình nhấn hide this screen này đi này. Khi nào nó xong nó sẽ tự động nó hiện nó báo cho mình, được chưa ạ? Đấy. Mình không cần thiết phải đấy. Thậm chí mình đóng cả app luôn, mình không cần phải mở app. Đấy, khi nào nó xong nó sẽ báo cho mình. Cái đoạn này là lúc mà AI là cái máy chủ của nó phải làm. Được chưa ạ? Đó. Thì về cơ bản nó là như vậy. Và như thế nó rất là nhanh, rất là dễ. Ngoài ra nhá. Thì Huy sẽ chỉ cho anh chị em một số con khác làm miễn phí rẻ hơn. Được chưa ạ? Tuy nhiên thì nó không được nhiều cái ấy. Đây ví dụ con này nha, con này là một con tool app nha, anh chị em vào tool app con này miễn phí nha, miễn phí phần lớn những cái là miễn phí, anh chị em bấm vào đây nha, bấm vào cái đầu tiên này nha, bấm vào cái đầu tiên, nói chung là mình chọn dần từng cái một nhưng bắt đầu từ cái đầu tiên này, được chưa? Đấy, xong bắt đầu mình chọn một cái người nha, ví dụ ở đây là Huy vừa làm cho một cái bạn này. À, vừa làm cho cái chị này. Đó, thì anh chị em thấy không ạ? Tất cả những cái hình này Huy làm là miễn phí này. Được chưa ạ? Tất cả những cái này là Huy làm là miễn phí nha. Toàn bộ những cái này Huy làm đây là miễn phí hết nha. Đấy. Ok. Đây nha. Đây nha. Bây giờ mình chọn một cái người nào đấy nha. Ví dụ như là mình đi. Huy đi. Được chưa? Rồi. Ok nhá. Tạo này. Cái app này nó làm cực nhanh, cực dễ và lại cực chuẩn luôn anh em ạ. Đấy, anh chị em nhìn thấy không? Ra đúng mặt Huy luôn, không chạy đi đâu được. Đúng chưa? Đúng mặt luôn. Đấy, mình có thể là gì ạ? Thay nền luôn. Làm nền mờ đi luôn. Ừ. Được chưa? Mờ nữa. Đấy. Hoặc là để nền rõ, nền mờ, nền rõ, nền mờ, nền tím, nền xanh, nền đỏ, nền vàng, nền đen. Được chưa? Dễ không? Nè. Thay đổi. Nè. Được chưa? Đấy. Anh chị em thấy không? Ok không? Miễn phí. Được chưa? Cần gì Mitsuni? Được chưa? Rất nhiều luôn. Nào. Ok không? Đấy.
Anh chị em thích hình gì cho vào đây. Đấy, đẹp chưa? Tùy biến thoải mái luôn. Ok không? Đấy, phê chưa? Bao nhiêu anh chị em thấy này là quá kinh rồi. Đơn giản mà nhanh, mà lại gì ạ? Nhiều hiệu ứng. Được chưa? Đấy. Ok không? Ừ. Đấy, hay không? Hiệu ứng phong phú. Phê luôn. Mà toàn miễn phí rồi. Mới hay. Được chưa? Ok không anh chị em? Rồi, đi lấy cái này nha. Rồi, xếp xuống. Ok. Low quality cũng được. Rồi, xếp rồi nha. Rồi, bây giờ Huy hướng dẫn anh chị em thêm một cái bước nữa này. Xóa cái chữ TUNAP này đi này. Đây nha, nó có chữ TUNAP ở đây này. Đấy, với cả cái gì ạ? Cái chất lượng nó cũng chưa được tốt lắm. Đây nha. Anh chị em dùng thêm con này nha. Miễn phí thì nó phải hơi mất công tí. Đấy nha. Rồi, xóa nền này. À đâu, xóa này. Xóa nha. Bấm vào đây nha. Được chưa? Chọn này. Một phát. Xóa luôn. Ok chưa? Ngon chưa anh chị em? Ngon chưa? Rồi, lưu nha. Chất lượng cao. Bà chủ, sao mất nước rồi? Hả? Sao nhiều khiếu nại thế này? Khách báo bạn tắm mất nước. Vậy thì đừng tắm, chờ hứng nước mưa vào tắm đi. Tiểu cô nương báo còn có chuột, tự thân vận động đi. Chổi nè, miễn phí là thế thôi anh chị em. Cậu này báo người quá khứ, muốn đổi cái mềm. Kẻ ngủ giường mềm đi, đồ cũ cũng được. A few moments later. Lỗ ta bị khiếu nại nhiều. Chơi hàng miễn phí nó phải chấp nhận trên quảng cáo. Ok không ạ? Chơi hàng miễn phí chấp nhận xem quảng cáo nhé. Được không? Đấy. Rồi xem nó đã xóa nền chưa. Rồi. Ok chưa anh chị em? Ngon chưa? Xóa nền nhé. À xóa watermark nhé. Chưa hết, hướng dẫn anh chị em cái chiêu này nữa. Rồi. Vào motion lip này. Rồi. Được chưa? Rồi nha. Ok nha. Rồi. Sau đó là chúng ta chọn ảnh này. Form gallery này. Đấy, chọn cái ảnh của mình này. Được chưa? Đấy. Xong rồi chúng ta chọn là animate này. Được nha. Chọn animate này. Xong chọn vào select này. Được chưa? Xong rồi chúng ta chọn cái đường này nha. Ok. Đây nha. Đấy. Mình sẽ chọn cái đường này nha. Được chưa? Đấy. Chọn cái vùng này nha. Chọn toàn bộ cái vùng này nha. Chọn toàn bộ cái vùng ngoài này nha. Được chưa? Rồi, thậm chí là mình có thể chọn cả cái vùng trong này luôn. Rồi, bây giờ mình nhấn sang chọn Direction này. Được chưa? Chỗ này mình sẽ viết những cái mũi tên này. Đấy. Vẽ những cái mũi tên như này. Đấy. Để cho nó chạy này. Ở trong này mình lại cho vẽ mũi tên ngược lại. Đấy. Rồi.
Rồi. Điều chỉnh cho nó chạy này. Rồi. Rồi, anh chị em thấy nó chạy chưa? Thấy hình ảnh bên ngoài, bên trong nó chạy chưa? Đấy, bên ngoài chạy một kiểu, bên trong chạy một kiểu. Anh em thấy không ạ? Đấy. Mình có thể là điều chỉnh lại các cái mũi tên nhé. Mình điều chỉnh lại cái mũi tên cho nó chạy cho nó máu hơn nhé. Mình cho nó chạy zig zag này. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi. Đấy, anh chị em thấy cái hình tròn bắt đầu nó chạy ra, bắt đầu nó biến đổi ra. Đấy. Hoặc là mình có thể cho nó chạy kiểu khác nha. Đấy, cho nó chạy kiểu khác nha. Đây, mình sẽ cho nó chạy kiểu này. Đấy. Từ trong ra ngoài. Đấy. Đấy. Rồi. Bây giờ mình ghép nhạc vào là nhìn trông cũng phê đấy anh chị em nhé. Ok không ạ? Nha. Rồi mình nhấn export này. Được chưa? Ừ. Mình chọn là 6 giây, 12 giây đi. Được chưa? Quality là 1080 là cũng kinh rồi nha. Được chưa? Đấy. Mình chọn là export này. Rồi, mình nhấn là gì ạ? Nhấn là save này. Chỗ này là mình save to file. Add to album, download to save it, edit in Lensa. Đây, mình save vào Zalo đi. Được chưa? Gửi luôn vào video vào Zalo đi. Rồi. Rồi, ok chưa? Rồi, chưa hết nhá. Mình vào. Đây. Vào Zalo nhưng mà nó cũng vào một bản vào trong vậy, vào trong điện thoại của mình nhá. Rồi, chưa hết anh chị em nhá. Thêm một bước nữa. Đấy, vào CapCut này. Được chưa? Rồi. Rồi. Tạo dự án mới này. Chọn thằng này này. Thêm này. Được chưa? Rồi. Thêm âm thanh này. Chọn âm thanh này. Được chưa? Chọn là rock đi. Đấy. Thằng này nhá. Rồi. Thằng này nhá, mình dạ, mình copy thêm một vài cái nữa nhá. Copy này. Đấy. Copy này. Rồi. Chỗ này nhá, mình cắt cái âm thanh này đi này. Được chưa? 48 giây. Rồi. Đấy, anh chị em thấy không? Chất không? Đó. Rồi. Xe. Xuất. Thế là mình có một cái avatar động mà lại có nhạc rất là hùng hoành tráng. Rồi. Ok không? Rồi, vào đây. Vào phần ảnh này. Rồi. Không có nhạc à? Đây. À, anh chị em thấy không? Có một cái avatar mặt từ nãy giờ nhé, là hoàn toàn miễn phí nhá anh chị em nhé. Từ nãy giờ Huy vẫn đang làm hoàn toàn miễn phí cái avatar này, tất cả từ nãy giờ miễn phí, chưa hề mất một đồng phí nào. Nào anh chị em thấy được không? Bây giờ tạo cái avatar này, bây giờ mình thích mình thêm chữ mà, đúng không ạ? Được
Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy tip này rất hay. Bao nhiêu anh thấy tip này hay không ạ? Giời ơi. Thêm chữ á. Ở đây cho anh chị em xem thêm chữ đây. Thêm chữ thì Huy đã có thêm chữ rồi. Thêm chữ là Huy có rồi. Cho anh chị em xem luôn nhé. Thêm chữ có rồi. Nào, dịch vụ tạo avatar. Inbox ngay để nhận báo giá. Trần Phương. Nào, được không anh em? Được không, được không? Ai giời, tạo avatar động. Ừ. À. Video. Đây. Đây những cái hiệu ứng động này thì đơn giản rồi. À, avatar động. Đây. Ví dụ như cái này. Nếu một ngày bạn cảm thấy mọi thứ trở nên không tốt đẹp, đừng cố gắng làm gì với tâm trí bực bội, bởi càng hành động bạn sẽ càng bế tắc. Nếu bạn thấy không ổn, hãy ngồi xuống bình lặng, tĩnh tâm một chút, rồi hãy bắt đầu công việc. Như người trong phòng tối. Đúng rồi. Đánh nhau với bóng tối là vô ích, bởi căn bản việc bạn phải làm chỉ là hãy bật đèn lên mà thôi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó bắt đầu từ cái một cái hình ảnh thôi. Và nó cũng làm bằng những cái như vậy. Ví dụ như ở đây nhé. Thì anh chị em xem này. Cái này Huy cũng làm bằng ở trong này. Được chưa? Huy làm bằng cái trong này. Đây nhá, đây là cái select của Huy này. Được chưa? Đây là các cái gì ạ? Các cái dòng chảy của Huy này. Được chưa? Đấy. Đấy. Ngoài ra thì Huy được dùng thêm các cái hiệu ứng nữa. Ví dụ như là hiệu ứng đây này, overlay này. Đấy, hiệu ứng khói này. Đấy, hiệu ứng mưa này. Được chưa ạ? Thay vì hiệu ứng khói, Huy cho hiệu ứng mưa này. Hiệu ứng bướm này. Đấy. Hiệu ứng ngôi sao lấp lánh này. Đấy, hiệu ứng bong bóng này. Đấy, hiệu ứng ánh sáng này. Hiệu ứng này. Đấy, hiệu ứng này. Hiệu ứng này. Đấy, hiệu ứng khói đây này. Đây, Huy sử dụng hiệu ứng khói này. Tất cả hiệu ứng này đang miễn phí nhá. Ở đây các hiệu ứng này nó mất phí này. Hiệu ứng này mất phí này. Đấy. Ú, kinh chưa? Mấy hiệu ứng này mất phí nhá. Đây là những hiệu ứng mất phí. Được chưa? Còn đây những hiệu ứng là gì ạ? Miễn phí. Mình dùng miễn phí là cũng đủ phê rồi anh chị em nhé. Miễn phí là phê lắm rồi. Còn mất phí nó còn phê hơn. Được chưa? Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy. Ok không anh chị em? Nhá. Đấy. Đấy, ví dụ thế. Đấy. Rồi. Nhá. Ừ. Rồi. Rồi element. Đưa thêm element vào. Được chưa? Cái gì? Không. Đó. Được chưa?
Thì đây cái này là những cái phần thêm thôi nha, những cái hiệu ứng thêm thôi. Dạ biết lốp này. Nào đi ra ngoài. Không. Đó. Effect này. Đấy. Chúng ta đưa thêm effect này vào này. Đấy. Nhảy theo nhạc luôn được chưa? Lốp này đi. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Thêm cái effect này thôi. Đấy. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Có rất nhiều những cái biến thể khác nhau. Đó. Cái này là có phí rồi. Đây có phí rồi. Đấy. Miễn phí là cũng rất là phê rồi nhá. Đây anh chị em thấy là khi mình thay đổi nó sẽ thay đổi theo này, được chưa ạ? Thế nhá. Ok rồi, export lại cái nữa. Đấy. Đó thế thôi. Đấy, xong nhá. Rồi thế xong rồi, nó đã vào trong máy của mình rồi. Đấy, nó vào trong máy của mình. Đó, anh chị em thấy không ạ? Rồi. Thấy không? Thêm chữ, thêm âm thanh, thêm lồng tiếng, rồi tất cả các thứ rất đơn giản và hoàn toàn đều miễn phí hết. Được chưa ạ? Hoàn toàn miễn phí hết. Rồi, mình quay lại thằng Lensa nhé. Quay lại thằng Lensa xem nó đã xong cái bộ avatar của mình chưa nhé. Rồi. Quay lại Lensa xem nó đã xong bộ avatar của mình chưa nhá. Rồi, từ ngày mai là anh chị em chúng ta là tạo ra một loạt avatar gọi là đẳng cấp luôn. Đấy, và gọi là các cái đội mà còn đang loay hoay với cả Midjourney chỉ có mà gọi là lác mắt. Đấy, ok chưa anh chị em? Đấy. Rồi. Đẹp chưa? Đúng chưa? Đấy. Đó. Đấy. Đấy, khá là giữ được cái nét khá là giống với cả người thật nhá. Đấy, cái này rất là giống luôn này. Đó. Đi nữa. 15 phút nữa. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Các cái phong cách thì phần lớn là do mình chọn ban đầu á. Ban đầu mình chọn phong cách nào thì nó sẽ cho mình những cái phong cách đấy. Được chưa? Đó. Để cơ bản là nó giữ là khá là sát các cái nét. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Đúng cùng một người không ạ? Đúng chưa? Và rất nhiều cái style, rất nhiều phong cách khác nhau. Đấy chưa? Này avatar đăng cả năm không hết. Đổi avatar cả năm không hết. Đấy. Đấy. Cũng cùng một người chưa ạ? Đó. Ok. Đấy nhá. Đó. Thì mình có thể xếp photo vào. Đấy. Mình xếp standard thôi. Đấy. Mình có thể xếp 4K. Xếp 4K thì nó phải update. Rồi, không cần. Được chưa ạ? Thằng này nó có một cái hay nữa. Đó là gì ạ? Nó có thể tạo video. Nó có thể tạo video. Đấy, thì mình sẽ
tạo một cái bộ video. Ô, đây mới là xếp được con cái. Mình xếp làm sao là xếp ôn avatar này. Đấy, xếp hết luôn, một phát xếp hết luôn 50 cái luôn. Đấy, thấy chưa ạ? Sau đó thì mình sang đây mình làm cái video này. Đó. Xong mình chọn hết 50 cái này. Đấy chưa ạ? Đến đây. Rồi nhấn thêm. 51 rồi. À, bỏ cái này đi. Rồi, nhấn thêm. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn một cái Just Me này xem nào. Được chưa? Mình chọn cái âm thanh. Như vậy là gì ạ? Là mình tạo ngay ra được một cái bộ avatar cộng với cả một bộ video giới thiệu cái avatar đấy cực kỳ nhanh. Đấy. Xếp à? Thế là xong. Thế là mình có một bộ avatar và có một bộ video gửi cho họ. 500.000 một bộ này anh chị em thấy có đáng không ạ? 150 cái avatar cực kỳ là dạng là độc đáo cộng với cả một cái video như này. Ok nhé. Đấy, mình xem vào trong phần ảnh mình có chưa? Đây. Đấy. Rồi. Ok không ạ? Rồi còn có cách để mà xóa được cả chữ len xa đấy đi cơ. Nhưng mà cái này nó phải chuyển vào máy tính hơi phức tạp một tí. Thì cái này thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em sau nha. Ok không? Bao nhiêu anh chị em thấy là gì ạ? À? Tạo avatar với AI nó không khó lắm rồi. Đúng không ạ? Chẳng qua là mình chọn đúng công cụ thôi. Thế cho nên là Huy nói với anh chị em ngay từ đầu ấy. Thứ nhất đấy là cái gì ạ? À? Là cái tư duy. Thứ hai là kiến thức. Thứ ba mới là công cụ. Có rất nhiều người ấy là cứ bị phụ thuộc vào công cụ. Cho nên là gì ạ? À? Là họ đau đầu mệt kinh khủng luôn. Đó. Nên là việc của chúng ta bây giờ là gì ạ? À? Hãy tận dụng như Huy nói với anh chị em ngay cái giai đoạn đầu ở cái bước cái buổi đầu tiên ấy, đó là gì ạ? Hãy tận dụng những thế mạnh của Midjourney. Midjourney cực kỳ dễ, cực kỳ nhanh để tạo ra những tấm ảnh đẹp. Nhưng để mà tạo ra cái mà giống như cái mặt của mình ấy thì nó không phải điểm mạnh nhá, nó không phải điểm mạnh. Có thể tạo ra được không ạ? Có thể. Tuy nhiên nó sẽ rất là vất vả, rất là mất công. Trong khi cái mà mình cần đó là gì ạ? Là nó phải giống, nó phải nét, nó phải gì ạ? Sáng tạo. Thì có rất nhiều app tương tự như vậy để mà có thể tạo ra được rồi. Tại sao mình cứ phải phức tạp, đúng không ạ? Cuối cùng mình mong muốn là điều gì? Mình phải tập trung vào thứ mình mong muốn. Được không anh chị em? Nhá. Yeah. Ok. Thì có vẻ là bây giờ thì chúng ta sẽ gần kết thúc cái buổi họp ngày hôm nay rồi. Buổi họp ngày hôm nay rồi. Đấy. Thế thì bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Cái cách này nó rất là hay thì comment xuống không ạ? Đấy, quá tuyệt vời rồi, tôi biết là Avatar động rồi. Đấy, được chưa ạ? Rất hay đúng không ạ? Và Huy hướng dẫn anh chị em hết rồi các cái bước này. Và Huy nói anh chị em này nha, có hai cái này kiếm tiền luôn này. Thứ nhất đấy là gì ạ? Tạo ra bộ avatar. Cái này phải kiếm tiền. Tại sao ạ? Tại sao phải lấy tiền ạ? Thứ nhất là mình mất tiền.
mình mất tiền thật. Kể cả anh chị em mà gì ạ, tạo ra bằng gì ạ, Midjourney, anh chị em cũng mất tiền mà. Anh chị em phải mua tài khoản anh chị em tạo mà, đúng chưa ạ? Và khi mà Huy Huy vào trong cái phần này á, nó cũng có một cái phần mà Huy hỏi, không phải Huy hỏi mà Huy xem cái phần hướng dẫn của nó, thì nó có một cái đoạn như thế này. Nó bảo là tại sao mà lại không miễn phí, tại sao lại không miễn phí. Đây Huy cho anh chị em xem. Tại sao lại không miễn phí nha anh chị em nha. Đây. Why is it not free? Tại sao lại không miễn phí? À, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái công nghệ nó mới và nó gì ạ? Nó rất là tốn kém. Được chưa ạ? Để mà ra được kết quả mà với chất lượng cao ấy thì chúng tôi cần phải là gì ạ? Luyện tập, cần phải luyện cho cái con AI đó là gì ạ? Là đến 1 giờ. Đó. 1 giờ đồng hồ để mà luyện cái cho con AI đó. Và tất cả những cái hoạt động này thì nó đều tốn cái GPU. Đấy, GPU tức là cái gì ạ? Là cái card màn hình ấy, card đồ họa ấy. Và cái đồ card đồ họa này ấy, thì nó rất là tốn kém để mà chạy. Được chưa ạ? Đấy, khi mà tạo ra các cái con các hình ảnh đấy, kể cả Midjourney nữa thế nha anh chị em nha. Đó là gì ạ? Khi mà chúng ta tạo ra một cái hình ảnh ấy thì Midjourney nó phải gì ạ? Nó phải xây dựng hệ thống máy chủ cực kỳ lớn để nó phục vụ chúng ta. Đấy là lý do tại sao mà Midjourney bây giờ ấy nó sẽ dần dần nó sẽ không cho miễn phí nữa, mà nó chỉ dành cho những người nào mà gì ạ? Là có trả tiền mà thôi. Được không ạ? Và kể cả những con AI khác thì nó chỉ cho miễn phí ở giai đoạn đầu thôi, và sau đó là gì ạ? Nó cũng phải thu tiền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất nó là gì ạ? Là cái công nghệ nó mới. Thứ hai nữa là gì ạ? Nó rất là đắt đỏ. Được chưa ạ? Rồi, cái thứ ba nữa đó là gì ạ? Là kết quả thì rất là tuyệt vời. Để mà với công nghệ này thì chúng ta sẽ gọi là tạo ra được cái kết quả nó gấp 10 lần so với cả những cái filter bình thường. Những cái filter bình thường nó có thể tạo ra những cái avatar, những cái nhân vật, những cái hình ảnh đó, bình gọi là chất lượng trung bình. Nhưng mà với AI ấy, thì chúng ta có thể tạo ra những cái hình ảnh cực kỳ là gì ạ? Là độc đáo, khác biệt và gì ạ? Sáng tạo. Được chưa ạ? Nó không giống như những cái filter của các cái thằng khác. Ok không ạ? Và nếu như mà chúng ta gì ạ? Nếu mà chúng ta sử dụng những cái cách khác để mà tạo ra những bức ảnh này, ví dụ như là sử dụng một cái người chụp ảnh, thì chúng ta cũng phải mất đâu đó khoảng 20 đô một bức ảnh. Hoặc nếu mà một cái người mà dạ, vẽ minh họa, thì chúng ta phải mất đâu đó khoảng 250 đô một cái hình minh họa. Như vậy, chỉ với khoảng độ 500.000, chúng ta có 50 cái ảnh như vậy. 500.000, 50 ảnh như vậy thì có tính ra có 10.000 một ảnh thôi. Thì nó làm sao ạ? Là quá rẻ. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là mình có thể là gì ạ? Bán được bộ này. Thì những anh chị em nào mà gì ạ? Mà tham gia vào trong cái câu lạc bộ hay là cái lớp chuyên sâu, cái lớp nâng cao của Huy á, thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em những cách để mà mình có thể kiếm tiền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngoài kia họ không biết điều này. Ngoài kia họ không biết điều này anh chị em nha. Ngoài kia họ không biết những cái thứ mà mình đang biết. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể bán được điều này cho gì ạ? Cho những cái người mà họ đang có nhu cầu. Được chưa ạ? Và Huy chia sẻ với anh chị em một cái điều này này. Cái con Lensa này ấy, nó bán mỗi một bộ ảnh đấy nó khoảng 100 ngàn. Được chưa ạ? 100 ngàn Việt Nam đồng nha. Mỗi một cái bộ ảnh như vậy nó bán 100 ngàn. Nhưng anh chị em biết là gì ạ? Nó có thể kiếm được 1 triệu đô một ngày. Thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Cái nhu cầu của cái gì ạ? Của cái việc mà làm avatar với AI này á, là cực kỳ lớn luôn. Nó có thể bán được 1 triệu đô một ngày anh chị em nhé. 1 triệu đô một ngày. Nó kiếm được 1 triệu đô một ngày chỉ với bằng bán một cái gì ạ? Một 100 đô nó rơi khoảng độ bằng 100.000 nó bằng mấy đô ạ? 100.000 nó đâu đó khoảng bằng 4 đô đúng không ạ? Khoảng 4 đô. Vậy mà nó có thể kiếm được 1 triệu đô một ngày. Thì anh chị em tưởng tượng xem là gì ạ? Là cái khối lượng nó bán khổng lồ đến như nào. Và điều này thể hiện cái gì ạ? Bao nhiêu anh chị em nhận ra một cái điều gì ở đây? Đó là gì ạ? Là thị trường cực kỳ lớn.
thị trường ở trên thế giới, em Huy đang nói cái nhu cầu ấy, cái nhu cầu ở trên thế giới cực kỳ lớn. Cái con Lensa này nó thu về hơn 40 triệu đô chỉ trong vòng hơn 40 ngày. Hơn 40 triệu đô trong vòng hơn 40 ngày anh chị em ạ. Cực kỳ kinh khủng luôn. Nhá, cực kỳ kinh khủng. Anh chị em thấy không ạ? Cái điều này Huy nhận ra một điều ấy, đó là gì ạ? Là cái nhu cầu của mọi người để mong muốn để tạo ra những cái avatar cực kỳ lớn. Giống như ngày hôm nay ấy, là Huy gì ạ? Huy không định dạy cái phần avatar này đâu. Nhưng mà gì ạ? Rất nhiều anh chị em có nhu cầu, anh chị em thử nghĩ lại, thử đọc lại cái đoạn lúc nãy xem. Đúng không ạ? Thử nghĩ lại xem. Lúc mà Huy làm cái cuộc khảo sát nho nhỏ ấy, thì hầu hết mọi người đều rất là hào hứng cái việc mà vẽ avatar bản thân mình, đúng không ạ? Có đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em vừa rồi mà comment là thích làm avatar thì mình comment lại là đúng cái phát nào này. Anh chị em thử comment lại xem có đúng không ạ? Ở đây ấy, là Huy nhận ra một cái nhu cầu rất là lớn. Được chưa ạ? Và Huy tạo ra được cái giải pháp để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nào, anh chị em phải tưởng tượng cái điều này này. Mình kiếm được tiền khi nào? Mình kiếm được tiền khi mà mình giải quyết được vấn đề cho thị trường. Cái việc mình có hay là mình làm bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng mình giải quyết được vấn đề cho họ. Đúng hay rất đúng anh chị em? Mình giải quyết được vấn đề cho họ thì mình kiếm được tiền. Đúng không ạ? Cho nên ở đây Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà kiếm tiền cùng với AI. Không chỉ là những cái gọi là gì ạ? Vẽ tranh chơi chơi, không chỉ là vẽ cho vui nữa, mà mình kiếm được tiền. Được chưa ạ? Nhá. Đấy. Và ở trong cái lớp nâng cao ấy, Huy còn hướng dẫn anh chị em có rất nhiều những cái con AI khác nữa. Không chỉ là Midjourney đâu. Midjourney nó là cái con cực kỳ dễ để mà làm. Được chưa ạ? Ví dụ như anh chị em nhé. Có anh chị em dùng Midjourney, anh chị em rất là khó chịu ở chỗ này này. Nó cấm rất nhiều từ. Đúng không ạ? Và Huy có cách để mà vượt qua tất cả những cái từ mà nó mang tính chất là NSFV như vậy. Được chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em biết cái cụm từ này? NSFV. Bao nhiêu anh chị em biết cái cụm từ này? Bao nhiêu anh chị em biết cái cụm từ này? Đây là một cái gọi là tiêu chuẩn cộng đồng. Nó liên quan đến bạo lực, sex, rồi là gì ạ? Kinh dị, rồi là gì ạ? Là gọi là ngoài pháp luật, ngoài vòng pháp luật. Và Huy có thể hack để mà gì ạ? Để anh chị em có thể vẽ được những cái hình mà nó gì ạ? Midjourney nó cấm. Nào, bao nhiêu anh chị em muốn vẽ những cái hình mà chúng ta không hề bị cấm nữa? Những từ là sexy, thậm chí là nui, thậm chí là gì ạ? Là bất kể những hình nào mà chúng ta muốn không hề bị cấm nữa. Bao nhiêu anh chị em muốn ạ? Đấy, anh chị em tham gia vào gì ạ? Nhóm nâng cao thì Huy sẽ hướng dẫn. Riêng cái loại mà NSFW này thì nó hơi nhạy cảm. Nó hơi nhạy cảm anh chị em nhé. Cho nên là Huy sẽ gì ạ? Là đào tạo riêng cho anh chị em nào inbox. Đa số là anh em, đa số các anh em, nhớ chưa? Inbox của Huy, Huy cho anh chị em những cái công thức rồi những cách làm. Những cái này nó phức tạp hơn, nó khó hơn, được chưa? Nhưng mà rất thú vị, rất hay luôn, được chưa? Bao nhiêu anh chị em muốn hack AI để có thể vượt qua những cái rào cản về mặt gì ạ? Gọi là tiêu chuẩn cộng đồng để vẽ những cái hình ảnh mà bất kể mình nghĩ ra trong đầu cái gì là mình có thể vẽ được cái đó mà không bị ngăn cản, không bị gọi là những cái từ cấm nữa. Bao nhiêu anh chị em muốn ạ? Đấy. Ok không ạ? Và tất cả những điều này Huy sẽ chia sẻ ở trong cái gì ạ? Cái lớp nâng cao. Được chưa ạ? Cái lớp nâng cao thì ngoài ra, ngoài những cái việc mà hack những cái AI để mà nó vẽ được những cái hình ảnh nó mang tính chất là hơi nhạy cảm một tí. Đồng thời cái việc mà tạo ra những cái gọi là cơ hội, những cơ hội để có thể kiếm tiền cùng với AI. Thực ra là mình gọi là phương án B thôi anh chị. Phương án B tức là mình vẫn làm cái công việc bình thường. Phương án B tức là mình làm thêm cái công việc liên quan đến AI, tức là gì ạ? Thiết kế hộ bạn bè những cái avatar, nhưng mà bởi vì cái này nó mất tiền cho nên là mình đành phải thu tiền của bạn bè mình. Được chưa? Và Huy để cái mức giá là gì ạ? 500.000, anh em bỏ vốn ra 100.000 thì coi như là như này đi. Coi như là mình mua một cái áo đi anh chị em ạ. Bây giờ coi như là mình bán hàng online, mình mua một cái áo về mình bán. Được chưa? Mình mua cái áo 100.000 thì bán 500.000, mình lãi 400.000 nào. Nếu như bình thường ấy là cái áo anh chị em không thể bán lãi như vậy được.
Có đúng không ạ? Chưa kể là anh chị em chúng ta còn phải gì ạ? Còn phải đóng gói, đóng hàng, còn phải là gì ạ? Ship hàng, chưa kể là hàng lỗi, hàng hỏng. Đúng không ạ? Nhưng mà với cái cách này ấy, là anh chị em có thể bán hàng cực kỳ tốt, ship hàng online, ship bất kỳ đâu, kể cả nước Đức, kể cả là gì ạ? Là phương Tây xa xôi. Bán hàng khắp thế giới luôn. Và cái lợi nhuận thì cực kỳ cao. Tất nhiên cao hay thấp tùy mình. Mình có thể miễn phí cho người nhà mà. Bạn bè người nhà mình có thể miễn phí, mình có thể tặng mà. Đúng không ạ? Mình có thể đem tặng được không anh chị em? Nào bao nhiêu anh chị em sẵn sàng là bỏ ra 100 ngàn để tặng cho vợ, cho chồng, cho người thân, cho người nhà, cho anh em họ hàng nhà mình. Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng bỏ 100 ngàn ra để tặng? Đúng không ạ? Ok không ạ? Có sẵn sàng tặng cho người nhà của mình 100 ngàn nhưng mà họ gì ạ? Họ cực kỳ là trân trọng. Anh chị em đưa 100 ngàn cho họ, họ thấy bình thường lắm. 100 ngàn đối với họ là gì đâu. Đúng không ạ? Cho nhau cả triệu, trăm triệu, chục triệu còn được. Đúng không ạ? Tiền triệu còn chẳng tiếc. Bây giờ anh chị em tặng họ một bộ này 100 ngàn, anh chị em thấy là họ có phê, họ có thích không ạ? Họ đem khoe lung tung hết cả. Thế là bạn bè của họ này bảo, ô, làm nào đấy? Nó bảo đây thằng em tao này, con em tao nó làm đây này. Được không ạ? Thế bắt đầu là gì ạ? Mình bảo là cái này nó mất tiền, là em phải làm mất tiền. Ôi anh chị làm thì em tính rẻ bình thường, em tính 500 nghìn thôi. Anh chị là người quen em tính rẻ thôi, 300 nghìn giá gốc, giá vốn. Được không anh chị em? Thôi mình làm vui vui, chơi chơi thôi. Thế là cũng được đúng không ạ? Đủ tiền gọi là đủ tiền đóng gói nâng cao được không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy là rất thú vị. Và xin thưa với anh chị em, đây mới chỉ là một cái khía cạnh rất nhỏ thôi nhé. Đây chỉ là một khía cạnh rất nhỏ để mà có thể kiếm tiền được thôi. Ví dụ như này, là cái việc mà làm ra cái avatar động, làm ra cái avatar động, anh chị em thử nghĩ xem có đáng tiền không. Rồi Huy làm cái video về tượng Phật mà Huy nói, Huy lồng tiếng vào ấy, anh chị em thấy là gì ạ? Là nếu như mà Huy dạy cho mọi người cách làm video ngắn như vậy để đăng lên TikTok, để mà xây kênh TikTok, thì anh chị em nghĩ là sao? Một ngày Huy có thể tạo ra được khoảng độ khoảng 50 cái video như vậy. Đúng không ạ? Huy có thể tạo ra khoảng 50 cái video như vậy và gì ạ? Miễn phí nha. 50 cái video như vậy mà vẫn miễn phí nha, không hề mất một đồng phí nào nha. Thì anh chị em thử nghĩ xem, nếu như Huy có thể tạo ra 50 cái video đăng TikTok để mà xây kênh TikTok như vậy. Được chưa ạ? Sau đó thì mình sẽ gì ạ? Mình bán những cái sản phẩm gì đó mà mình thích, hoặc là mình làm affiliate, mình gắn link affiliate vào trong cái gì ạ? Trong cái link bio của mình. Và gì ạ? Quan trọng nhất là cái kênh của mình có nhiều follow thì kiểu gì người ta cũng vào link bio, người ta mua ủng hộ. Được chưa? Cũng kiếm được tiền. Mà Huy hướng dẫn anh chị em làm miễn phí. Được chưa? Rồi. Dạy gắn chữ ẩn đấy luôn đi thầy là chịu, chẳng hiểu cái gì. Ok nha. Thì còn nhiều cách nữa, nhiều phương pháp lắm. Ví dụ như là mình có thể thay ảnh, thay mặt vào một người khác. Huy đã hướng dẫn rồi, Huy đã demo cho anh chị em, một số anh chị em xem rồi. Được chưa ạ? Rồi thậm chí là gì ạ? Thay mặt của người khác vào video luôn. Ok không ạ? Thay mặt người khác vào video, thay mặt của mình vào video người khác, hoặc thay mặt vào người khác vào video của mình, hoặc thay mặt người khác vào video của người khác. Được chưa ạ? Nó rất nhiều ứng dụng luôn anh chị em ạ. Và tất cả những điều này Huy sẽ dạy cho anh chị em ở trong lớp nâng cao. Bao nhiêu anh chị em ở trong lớp nâng cao cảm thấy rất là hào hứng, nếu mà được học những điều này thì comment là tôi, đúng không ạ? Và bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay mà chưa vào lớp nâng cao mà cảm thấy rằng là gì ạ? Mình rất là muốn vào rồi thì comment là số 3 chú Huy ạ. Nếu anh chị em nào mà chưa ở trong lớp nâng cao mà rất muốn vào, comment số 3. Comment số 3 nếu anh chị em muốn vào lớp nâng cao như vậy. Và khẳng định với anh chị em, nếu anh chị em cứ theo Huy trong lớp nâng cao thì chắc chắn thứ nhất là anh chị em sẽ kiếm đủ tiền. Chỉ riêng những cái gọi là hướng dẫn của Huy thôi là anh chị em kiếm đủ tiền để mà gì ạ? Để mà hoàn vốn rồi. Được chưa ạ? Cái thứ hai nữa đó là sau khi mà anh chị em kiếm được đủ tiền để hoàn vốn ấy, thì ngoài cái việc anh chị em tiếp tục kiếm tiền ra, anh chị em còn có một cái công cụ, còn có cái kiến thức để làm được rất nhiều điều mình muốn.
đúng không ạ? Làm rất nhiều điều mình muốn, rất nhiều thứ mình muốn. Đó. Thì đấy mới là cái thứ mà Huy muốn dành cho những anh chị em lớp nâng cao. Còn cái việc mà vẽ truyện tranh ấy thì tất nhiên lớp nâng cao sẽ được học, và chắc chắn là tất cả những anh chị em trong lớp nâng cao, Huy khẳng định luôn nhá. Những anh chị em là trong lớp nâng cao mà follow, mà theo Huy đúng ấy. Có một số người mà đóng tiền xong không chịu học thì Huy chịu bó tay nhá. Những người nào mà chịu học và làm theo hướng dẫn của Huy ấy, khẳng định luôn là anh chị em kiểu gì cũng xuất bản cho mình được cuốn sách, cuốn truyện tranh. Kiểu gì cũng xuất bản cho mình cuốn truyện tranh. Mà không chỉ xuất bản bằng PDF online đâu, mà xuất bản ra truyện giấy luôn. Kiểu gì Huy cũng cho anh chị em làm bằng được thì thôi. Anh chị em có muốn không ạ? Đấy. Truyện tranh thì nó là cái tất nhiên anh chị em sẽ phải làm. Được không ạ? Huy sẽ hướng dẫn đến khi nào anh chị em làm được thì thôi. Đấy. Từ cái việc lên kịch bản cho đến việc mà vẽ chân dung, cho đến việc mà lắp ghép nó như nào. Được không ạ? Anh chị em không làm được thì sao ạ? Thì Huy lại Huy lại làm dịch vụ. Huy làm dịch vụ cho anh chị em chỉ lên kịch bản thôi. Đấy, xong đầu xong đầu mình đưa ra ý tưởng rồi Huy vẽ cho anh chị em. Rồi lên ghép hình thì sao ạ? Là Huy làm dịch vụ cho anh chị em. Đấy, Huy cần gì làm đâu, Huy lại gửi cho anh chị em khác, những anh chị em khác trong nhóm ấy là mình ví dụ như là Huy nhận là 500.000, Huy lại gửi cho anh chị em đấy 250.000 nhờ anh chị em đấy làm cho. Được không? Sau này Huy sẽ lên một cái gọi là dịch vụ đó là vẽ truyện tranh hộ, là khách hàng của mình ấy, họ chỉ cần có ý tưởng này là mình có thể lên truyện tranh. Bây giờ mình chia ra ba khúc nha. Một khúc thứ nhất đấy là lên được cái nội dung câu chuyện. Cái khúc thứ hai đấy là vẽ được hình ảnh. Đấy, lên được những cái hình ảnh cơ bản. Cái khúc thứ ba ấy đấy là ghép vào, được chưa? Cái người mà muốn vẽ truyện tranh họ chỉ cần lên cái ý tưởng, còn lại toàn bộ phía sau có dịch vụ hết. Dịch vụ thì ai làm ạ? Đội nâng cao họ sẽ làm, được chưa? Giao việc cho đội nâng cao làm. Tất nhiên cái người nào là phải biết làm, cái người nào mà phải đã làm rồi, được chưa? Đấy. Ok không anh chị em? Có nhiều người học rồi nhưng không làm được đâu. Thế thì bây giờ anh chị em chúng ta chỉ cần đơn giản là là một là mình có ý tưởng thì tất cả những phần khác làm. Ví dụ như lên ý tưởng là khoảng độ 5 triệu, được chưa? Vẽ tranh là khoảng độ là 3 triệu. Ghép hình là khoảng 2 triệu, tức là 10 triệu. Được chưa? 10 triệu anh chị em có một bộ truyện tranh, có một quyển truyện tranh dài đâu khó khoảng độ từ 50 đến 100 trang. Nào. Bây giờ các ông bảo thôi bây giờ em học xong rồi em tự vẽ tự làm. Ok, học tự làm thì đóng ra sao ạ? Đóng 6 triệu. Đóng 6 triệu vào lớp nâng cao để mà để mà học mà làm. Được chưa ạ? Tiết kiệm. Bây giờ chục triệu xong cuốn truyện tranh thì sao ạ? Hồi tao tự làm cho nhanh. Bây giờ đóng 6 triệu làm được khoảng độ 10 cuốn truyện tranh là tiết kiệm hơn 10 cuốn truyện tranh là mỗi cuốn 10 triệu thì là 100 triệu này. Đúng không anh chị em? Bây giờ mình tự học tự làm mất có 6 triệu thôi. Được chưa? Mà chưa kể còn rất nhiều thứ khác nữa. Nào, anh chị em thử nghĩ xem. Đúng không? Nhá. Đấy thì mình nghĩ rằng là đây là một cơ hội rất là lớn để giúp anh chị em chúng ta có thể là không chỉ là gọi là kiếm được tiền đâu, mà còn phát triển kỹ năng mình cực kinh luôn. Anh chị em để ý này, cái nhu cầu mọi người viết truyện tranh cực kỳ cao luôn. Nhu cầu để mọi người vẽ truyện tranh cực cao luôn. Anh chị em cứ để ý mà xem. Có hai nhu cầu ý thấy cực kỳ cao luôn. Nhu cầu thứ nhất đấy là avatar về AI. Nhu cầu thứ hai đấy là là vẽ truyện tranh. Được chưa ạ? Hai nhu cầu rất lớn. Thế mình làm sao ạ? Mình làm dịch vụ. Ok. Tôi hướng dẫn này. Được chưa ạ? Hướng dẫn không được là tôi vẽ thuê. Ok không? Tôi viết thuê. Được chưa? Còn tất nhiên cái giá Huy đưa ra là như vậy. Anh chị em bảo thôi, thầy đưa ra cái giá 10 triệu em chỉ lấy giá 8 triệu thôi, 7 triệu thôi, 5 triệu thôi cũng được. Đấy là Huy đưa ra một cái mức giá, nó gọi là mức giá chung của thị trường. Bởi vì hiện nay thị trường chưa có ai làm dịch vụ đấy cả. Thì mình làm dịch vụ đấy, mình đưa ra mức giá nào đấy việc của mình. Ok không ạ? Bình thường để một vẽ một bộ truyện tranh như vậy không hề dễ nhá. Và đây thì mình làm được, mình giúp được. Dịch vụ mình có, kỹ năng, kiến thức mình có. Ok không ạ?
nhá. Đấy, thì đấy là rất nhiều những cái phương án để mà anh chị em có thể kiếm tiền, anh chị em có thể gọi là tạo ra được thu nhập rất hay. Đó, chỉ cần có nhu cầu thôi. Mình nói anh chị em biết là gì ạ? Kiếm tiền thì nó có nguyên lý của nó. Nguyên lý rất đơn giản, đó là gì ạ? Thị trường có nhu cầu, mình có thể đáp ứng nhu cầu thị trường, thế là mình có tiền. Ok không ạ? Mình phải đáp ứng được nhu cầu thị trường thì mình sẽ có tiền. Đó. Và khi mà anh chị em tham gia cùng với Huy, cùng với cả cái team, cái đội nhóm của Huy, thì Huy sẽ liên tục cập nhật cho anh chị em những cái kiến thức mới, liên tục cập nhật cho anh chị em những cái dạ, những cái tư duy mới. Dạ. Và trong thời gian tới thì Huy sẽ có những cái buổi học tập trung. Mỗi một tháng thì Huy sẽ dạy cho đội nâng cao một buổi, hai buổi, là sáng thứ bảy, chiều thứ bảy, sáng chủ nhật, chiều chủ nhật, liên tục. Được chưa? Sẽ vào thứ bảy chủ nhật cuối tháng. Thứ bảy chủ nhật cuối tháng sẽ là học tập trung. Được chưa? Cuốn chiếu. Học xong là gì ạ? Là ok, là xong, tốt nghiệp khóa nâng cao. Và tốt nghiệp khóa nâng cao là mình có những kỹ năng để mà gì ạ? Để mà kiếm tiền. Ok không ạ? Cứ hai buổi thứ bảy chủ nhật cuối tuần là chúng ta sẽ tập trung học. Đấy. Và lớp nâng cao thì từ trước đến nay ấy, thì lớp nâng cao ấy, là Huy sẽ cho anh chị em là học đi học lại. Học đi học lại đến khi nào mà chán thì thôi. Nhưng mà riêng cái lớp nâng cao mà sắp tới thì Huy sẽ chỉ giới hạn trong vòng 1 tháng và được học lại thêm 1 tháng nữa thôi. Tức là gì ạ? Tháng này học nhá, đến tháng sau học nữa, xong là dứt điểm. Còn nếu muốn học tiếp là đóng thêm tiền. Đúng không ạ? Ngoài ra thì hàng tuần thì chúng ta vẫn có những cái buổi giao lưu với nhau để cập nhật kiến thức. Thì cái phần cái buổi giao lưu này thì nó là gì ạ? Nó là mặc định anh chị em sẽ được hưởng. Được chưa ạ? Và cứ hàng tuần là chúng ta sẽ có ít nhất một buổi để giao lưu với nhau. Ok không ạ? Để mà chia sẻ thêm những kiến thức, rồi thêm những cái cách làm mới và những cái tư duy mới. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn là gì ạ? Là tham gia cái buổi này một cách sinh hoạt, cái buổi này một cách đều đặn. Rất nhiều những cái con AI khác nữa, không chỉ con AI này. Và Huy nghiên cứu tất cả để làm gì ạ? Để tập trung vào mục tiêu duy nhất thôi. Mục tiêu của Huy có một mục tiêu duy nhất thôi anh chị em ạ. Không phải vẽ tranh cho chơi chơi đâu. Mục tiêu của Huy đó là gì ạ? Là kiếm tiền bằng AI. Và không chỉ là vẽ tranh, không chỉ là Midjourney đâu. Nó là gì ạ? Tổng hợp tất cả các loại AI, kể cả là chat GPT, cho đến làm video, cho đến là làm vẽ tranh. Thì có 3 cái mảng chính, một là chat GPT, hai là gì ạ? Làm video, ba là vẽ tranh. Huy có 3 cái mảng này, không phải một mảng đâu anh chị em nhé. Huy có 3 cái mảng này luôn, được không ạ? Và kết hợp 3 cái mảng này, cộng với cả nghiên cứu thị trường. Trước đây thì Huy là người coaching cho các doanh nghiệp, coaching cho các chủ doanh nghiệp và dẫn dắt cái cộng đồng khởi nghiệp. Đấy, thì Huy rất là thích khi mà giúp cho mọi người kiếm được tiền. Bởi vì Huy biết một cái nguyên lý như này này. Khi nào mình giúp cho người khác kiếm được tiền ấy, thì mình sẽ kiếm được tiền. Theo đúng luật nhân quả, gieo cái gì, gặt cái đó. Ok không ạ? Mình giúp người khác kiếm tiền thì mình sẽ kiếm được tiền. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với Huy là gì ạ? Nếu mà giúp người khác kiếm được tiền thì mình sẽ kiếm được tiền thì comment tôi đúng không ạ? Rồi. Giúp người khác kiếm được tiền thì mình sẽ kiếm được tiền. Đây là nguyên lý rất cơ bản, bởi vì đây là nguyên lý của nhà Phật, nguyên lý của luật nhân quả. Mình làm cho người khác cái gì thì mình sẽ nhận lại cái đó. Mình đấm cho thằng khác một cái thì mình sẽ nhận lại một cái đấm. Thậm chí là không phải một cái đấm mà nhiều cái đấm. Đúng không ạ anh em? Mình tự nhiên mình đấm nó phát kiểu gì mình nhận lại rất nhiều cái đấm. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Mình hành xử, mình đối xử mọi người như nào thì mọi người sẽ đối xử với hành xử của mình lại như vậy. Mình mỉm cười với mọi người thì mọi người sẽ mỉm cười lại với mình. Đúng không ạ? Anh chị em cười phát xem nào. Cười cái cho nó tươi nào. Đấy, đúng rồi. Cảm ơn anh chị em. Đấy. Đúng không? Mình hành xử với cuộc đời như nào, mình hành xử với mọi người như nào thì mọi người sẽ hành xử lại với mình như vậy. Được chưa? Đấy, cho nên là Huy rất là mong muốn đó là giúp đỡ tất cả anh chị em chúng ta để mà có thể có thêm một cái nghề tay trái thôi nhá. Huy không nói anh chị em là bỏ cái nghề cũ đi hay là thế này thế kia. Đây là mình có thêm nghề tay trái, mình làm buổi tối, làm tranh thủ những ngày rảnh, những ngày nghỉ. Được chưa? Mình có thể kiếm thêm tiền.
Đó, và tất cả những anh chị em trong lớp nâng cao ấy sẽ được cùng với Huy để nghiên cứu các cái case study, các cái phương án để kiếm tiền. Và Huy kiếm tiền bằng cách nào thì Huy chia sẻ cho anh chị em kiếm tiền bằng cách đó. Được chưa ạ? Nhá. Đấy. Ơi, nãy chốt xong rồi gì, nãy giờ chốt rồi. Anh chị em nào mà muốn tham gia lớp nâng cao thì sao ạ? Để lại số điện thoại nhá. Đấy, Huy chia sẻ rồi đấy, lớp nâng cao thì bây giờ nó là 6 triệu. Anh chị em sẽ học cuốn chiếu trong vòng 1 tháng. Đã, trong vòng 1 tháng anh chị em sẽ học mà các cái buổi sáng thứ năm, các buổi sáng thứ năm hàng tuần là những cái buổi sinh hoạt của lớp nâng cao. Đồng thời cuối tháng, ví dụ như là hôm nay là đầu tháng 4 nhá, thì cuối tháng 4 chúng ta sẽ có hai buổi học, học cuốn chiếu sáng thứ bảy, chiều thứ bảy, sáng chủ nhật, chiều chủ nhật, được chưa ạ? Nhá. Thì hai cái buổi cuốn chiếu đấy là Huy muốn giúp cho anh chị em là gì ạ? Học xong phát là mình làm được ngay. Học xong là phải làm được. Đấy chưa ạ? Và cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đến khi nào anh chị em làm được thì thôi. Được chưa ạ? Nhá. Và anh chị em được quyền học lại thêm một khóa nữa, tức là ví dụ như là khóa này là khóa số 4. Tháng 4 là khóa số 4 chẳng hạn. À, thực ra nó là tháng 3 là khóa 4. Thì cái lớp nâng cao khóa 5 tiếp theo thì sẽ rơi vào là gì ạ? Là tháng sau. Thì chúng ta sẽ học hai buổi cuối tuần tháng 4 và chúng ta được học lại và hai buổi cuối tuần tháng 5. Được chưa ạ? Còn sau đấy chúng ta muốn học lại nữa hay không thì lúc đấy tính sau nhá. Còn chắc chắn là chúng ta sẽ được học hai buổi thứ tư tháng 4, cuối tháng 4 và hai buổi cuối tháng 5. Đấy là cái quyền lợi mà Huy gọi là cộng thêm. Ngoài ra thì các cái buổi thứ năm ấy, thứ năm hàng tuần ấy thì mình vẫn dạ duy trì. Vẫn duy trì anh chị em, sáng thứ năm hàng tuần mình vẫn duy trì. Cộng với cả trừ cái tuần mà có hai buổi cuốn chiếu đấy thì mình sẽ không có buổi thứ năm nữa. Được chưa ạ? Cái tuần cuối cùng ấy. Ví dụ như một tháng có 4 tuần thì mình sẽ có 3 tuần thứ năm và một tuần cuối là thứ bảy chủ nhật. Nhá. Ok không ạ? Đó. Và cái giá Huy không có để mức giá cao xong rồi hạ xuống làm cái gì cả. Và cái giá của cái lớp nâng cao bây giờ nó chỉ có một mức giá thôi. Đó là 6 triệu. Đúng không ạ? Không phải là 5.999 là cái gì cả, anh chị em cứ chuyển 6 triệu thôi. Đấy, và anh chị em để lại số điện thoại hoặc là gì ạ? Hoặc là nhắn cho support, cho hỗ trợ của Huy. Huy cũng không tập trung vào cái việc là chốt sale hay bán hàng gì ở đây. Chẳng qua là Huy rất là muốn tìm cho mình những người đồng đội để mà cùng kinh doanh, cùng kiếm tiền. Đấy ạ. Bởi vì thực tế là như này, một mình Huy làm không hết được anh chị ạ. Một mình Huy làm không xuể được. Cái tư duy cũng là cái cách kiếm tiền thì rất là nhiều. Nhưng một mình Huy làm không hết được. Huy rất là cần những cái người đồng đội, cần những cái người hỗ trợ. Đấy chưa ạ? Đấy. À, có khách hàng rồi nhưng mà làm nào để mà mình đáp ứng được tốt nhất cho khách hàng. Đấy. Rồi làm thế nào để có khách hàng, marketing như nào, giới thiệu như nào, chia sẻ như nào. Đó, thì Huy cũng sẽ hướng dẫn anh chị em. Ok nhá. Rồi, và anh chị em lưu ý điều này này, đấy là cái giá này ấy, nó chỉ giữ lại trong nốt ngày hôm nay thôi. Chứ đến ngày mai thì nó sẽ không có giá này đâu, ngày mai giá nó sẽ tăng đấy. Được chưa ạ? Ngày mai giá nó sẽ tăng. Cho nên là gì ạ? Đây là cái giá chỉ giữ trong ngày hôm nay thôi anh chị em nhé. Nếu như anh chị em quyết định tham gia thì chuyển khoản luôn, đúng không ạ? Đấy, và muốn biết được số tài khoản, anh chị em bắt buộc phải gì ạ? Phải inbox cho gì ạ? Cho support của Huy, hỗ trợ của Huy, được chưa ạ? Vì là hôm nay thì không có sâu số tài khoản ở đây, chỉ anh chị em nào thực sự mong muốn thì inbox với support nhá. Ok không ạ? Thế nhá. Rồi. Thì đấy là một vài cái hướng dẫn, cái chia sẻ của anh chị em. Với anh chị em nào thực sự muốn tham gia cùng với team kinh doanh kiếm tiền với Huy thì chúng ta gì ạ? Chúng ta comment xuống cái số điện thoại hoặc là chúng ta inbox cho đội support hỗ trợ. Đấy, còn thực ra thì Huy cũng không xác định là kinh doanh bán hàng gì cả. Thêm một cái điều nữa đấy, anh chị em sẽ được tặng cái bộ tài liệu. Được tặng cái bộ tài liệu mà Huy tổng hợp của Midjourney á, tức là Midjourney toàn tập ấy. Cái bộ tài liệu đấy của Huy ấy, là Huy để mức giá là 4 triệu rưỡi. Nhưng anh chị em nào tham gia với team nâng cao, với đội nâng cao thì sẽ được tặng cái bộ tài liệu đó. Đúng không ạ? Nó vừa là một cái cuốn sách, vừa là một cái cuốn ebook, vừa là một cái cuốn một cái khóa học online, có cả video, có cả chữ, có rất nhiều các cái công cụ, rất nhiều các cái ví dụ, các ứng dụng ở trong đó.
và nó không phải là cái cuốn sách chết mà là cuốn sách sống. Huy thường xuyên cập nhật những thông tin mới, những cái cách làm mới ở trong đó anh chị em nhé. Và mình có thể xem đi xem lại, ví dụ chỗ nào mình không nhớ nhỉ, mình dở cái đấy ra mình xem, thấy chưa? Bởi vì có rất nhiều thứ mình không thể nào nhớ được hết, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái bộ từ điển, và Huy cũng phải dựa cái bộ đấy nhé. Tức là ngày hôm nay mình nghĩ ra cái mới nhưng mà mình không có nhớ được thì mình lại đưa vào đấy để gì ạ? Để chính mình nhớ lại cái đó. Ok không ạ? Đấy, thì anh chị em sẽ được biết được những cái gọi là những cái câu lệnh mà Huy thường dùng, những cái bức ảnh mà Huy đã tạo ra thì Huy cũng sẽ đưa vào trong đó. Anh chị em sẽ liên tục được cập nhật nhá. Đấy là những cái quyền lợi của anh chị em ở trong lớp nâng cao. Xin chia sẻ đôi chút như vậy, thì Huy tin rằng anh chị em nào mà chúng ta thực sự là mong muốn thì chúng ta sẽ tham gia thôi. Thế còn Huy cũng không cố gắng để mà bán hàng với anh chị em đâu nhá. Ok không ạ? Huy chương phía sau là gì đấy? Huy chương chạy bộ. Đấy, chạy marathon. Đấy, chạy 42 km. Ái chà. Ok. Rồi, Vũ Kim Hà ok không? Chốt không? Ra quyết định cho em. Mình thích thì mình ra quyết định thôi. Đấy. Em chưa hiểu chỗ nào? Chỗ nào em chưa hiểu em hỏi luôn à? Cái quan trọng nhất là như này. Em nói đi. Chưa hình dung ra được mọi cái thôi. Mọi cái lưu đi này. Cái chat Open AI này chỉ biết một phần sơ sơ đây. Thế là hay thì học thôi nhưng mà chưa nắm rồi. Đúng rồi, chính vì thế cho nên là mình phải đi với nhau lâu dài hơn thì mình mới nắm được. Mình có cái cộng đồng gọi là cộng đồng mạnh, những cái người mà gọi là thứ nhất đấy là thích về cái mảng vẽ tranh, thứ hai là thích cái mảng AI, được chưa? Nếu mà em biết được rằng em tin rằng hoặc em có một cái tầm nhìn rằng ấy là AI nó sẽ là một cái công cụ rất là tốt để mà chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống và công việc. Đấy chưa? Đầu tiên là mình chỉ cần có cái niềm tin là AI nó sẽ là dạng là cái thứ mà không thể bỏ qua được trong tương lai và mình cần phải làm chủ nó. Được chưa? Mình cần phải làm chủ nó. Đầu tiên là mình biết điều đấy đã. Nhưng để làm chủ nó như thế nào? How? Làm như nào? Đúng không ạ? Thì mình lại không biết. Được chưa? Cho nên là gì ạ? Là thứ nhất đó là mình có người hướng dẫn này. Được chưa? Thứ hai mình có cộng đồng để mà mình giao lưu này. Bởi vì làm gì thế, mình có cộng đồng nó sẽ gì ạ? Nó sẽ vui hơn, mình chia sẻ nhau nó vui hơn, nó rôm hơn. Và cộng đồng này là những cái con người tích cực nhé. Những người nào mà tiêu cực là Huy dạ, Huy gạt ra khỏi cộng đồng ngay. Cái team đội nhóm của Huy này. Bởi vì nó sẽ làm phá vỡ cái văn hóa. Đó, cho nên là thứ nhất ở đây là cộng đồng những người tích cực. Những người là gì ạ, là sẵn sàng. Sẵn sàng, đó là gì ạ, là làm việc, cống hiến, rồi là gọi là nghiên cứu. Cũng như là mình biết được cái tương lai là mình cần làm cái gì. Và cái quan trọng nhất ấy, đấy là gì ạ? Đó là mình phải biết mình muốn gì. Mình biết mình muốn gì. Đó. Chứ còn những cái người mà học chơi chơi mà không biết mình muốn gì ấy, thì cũng không nên tham gia. Đấy. Ví dụ như là bạn bảo là em cũng không biết là dùng để làm gì cả. Thì chưa nên tham gia, anh cũng không em không chưa nào. Thì anh cũng không khuyến khích là em tham gia. Em có thể tham gia lần sau nhưng mà nhớ lần sau thì giá nó sẽ cao hơn nhé. Năm học mấy bên mấy khóa bên thầy Vương mấy bên mấy lớp bên kia mua công cụ rồi mới kinh nghiệm được. Đấy thì nếu như mà em đang bận quá bận những cái những cái chương trình khác thì có thể tạm thời chưa nên tham gia. Nhưng nên nhớ rằng là gì ạ? Là tham gia sớm thì tốt hơn. Bởi vì sao ạ? Tham gia sớm, mình học sớm, mình biết sớm, mình áp dụng vào càng nhanh càng tốt. Cái thứ hai, tham gia sớm ấy, thì mình gì ạ? Mình tiết kiệm được chi phí hơn nhá. Bởi vì anh chị em nào trong lớp nâng cao thì biết là gì ạ? Cái lớp của Huy nó chỉ có tăng thôi, giá nó chỉ có tăng thôi và nó không giảm bao giờ cả. Và sắp tới ấy, là giá nó có thể lên đến 10 20 triệu để mà được tham gia vào lớp nâng cao nhá. Em tham gia là khóa sau.
Ok, cảm ơn em và chúc mừng em. Rồi, ok. Rồi, thế thì cũng khá là muộn rồi. Thì anh chị em nào mà muốn hỏi câu hỏi gì đấy thì mình hỏi. Ai muốn chia sẻ điều gì đấy thì mình có thể bật mic lên chia sẻ đúng không ạ? Chị Kim Anh có vẻ muốn nói lắm rồi đây này. Chị Kim Anh chia sẻ cảm nhận ngày hôm nay rồi muốn nói với mọi người điều gì không? đang gõ đấy ạ. Đang gõ, nó bật mic lên nói luôn. Đang gõ giờ Rồi. là mình có ý kiến là hãy chọn một cái thứ mà mình phát huy khả năng tốt nhất và tập trung vào, chứ còn nếu mà mình học nhiều rồi cuối cùng mình không biết là học gì mà thời gian thì vẫn mất nhiều và thậm chí phí, thì theo như mình cũng thế thôi, nếu mà cái phí của mỗi một cái chương trình, một cái lớp học là mấy trăm nghìn chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng là bản thân mình thấy mình cũng học nhiều ấy, xong cuối cùng chẳng đâu vào đâu ấy. Học nhiều rồi chả biết là mình biết cái gì nữa. Thế là bây giờ cái cách để cho mình chuyên sâu được và giỏi thì là mình tập trung vào một thứ, khi mình mất tiền thì mình tiếc ấy. Mình tiếc thì mình xót cái của, cho nên là mình phải học đến nơi đến chốn đấy. Chính xác. Nên tập trung một, tại vì chị cũng bản thân chị cũng học học nhiều rồi, tại vì mình học nhiều nhưng mà chẳng, nó không chuyên sâu về cái gì thì cũng chỉ biết một tí, cái gì cũng là sơ cấp, cái gì cũng là cơ bản, thì 10 cái cơ bản như thế cuối cùng mình không biết được, thà thế mình học một cái chuyên sâu thôi thì nó sẽ tốt hơn một thứ thôi. Chị rút ra bài học là như vậy, cho nên là mình quyết định là mình học một thứ chuyên giỏi đã, rồi các thứ khác là mình sẽ đặt lại một bên, khi nào mình làm được nhuần nhuyễn, mình thành thạo thì mình sẽ đi sang một cái lĩnh vực tiếp theo, vì là cái lớp nâng cao theo chị được biết thì cũng là tổng hợp rất là nhiều rồi đấy. Dạ. Ok. Anh đang học mấy cái lớp bên này là đang thực hành như này nên là chưa thời gian ấy. Đúng rồi, Nên là tốt phải học mà. cho nó xong không Thế mới nào thế mình mới bảo mình là nên chọn để mình đỡ mất thời gian đấy. nó của thầy mà mình sao không ông ấy thầy tham gia thì tốt quá. Thực ra là như là này, học thì kể cả bên chỗ thầy Vương hay là bên chỗ nào chăng nữa thì mình học thì không bao giờ là học hết đâu. Bảo là học hết thì không bao giờ hết được, bởi vì cái thế giới AI này nó rộng lắm, cho nên là học không bao giờ hết được. Dụ như là ban đầu cũng thế, khi mà Huy mới bắt đầu biết đến AI ấy, thì lúc đấy thì có rất nhiều thứ, từ chat GPT này cho đến làm video này cho đến vẽ tranh này, xong cuối cùng ấy là Huy phải chọn một thứ, Huy phải chọn một thứ để Huy chuyên sâu đấy. Và sau rất nhiều những cái cân nhắc đắn đo thì cuối cùng thì Huy chọn cái ngành là vẽ tranh để mà Huy đi chuyên sâu. Chứ còn Huy cũng đóng tiền lớp nâng cao, lớp lớp premium của thầy Vương mà. Huy đóng mấy triệu ở đấy mà. Đấy thì rồi Huy cũng tham gia các cái chương trình khác nữa, rồi mua các khóa học ở trên trên online của nước ngoài ấy, học ở nước ngoài ấy. Thì sau rất là nhiều cái lựa chọn, cân đo đong đếm rồi suy nghĩ thì Huy chọn cái ngành vẽ tranh. Tại sao ạ? Bởi vì thứ nhất ấy là chat GPT ấy thì chỉ có hơi hơi cái là có rất nhiều thầy đã đứng ra dạy về chat GPT rồi. Thì thực ra là Huy cũng không hề kém cạnh gì cả, Huy còn xuất bản được cái quyển sách về chat GPT luôn. Được chưa ạ? Huy có cuốn sách là chat GPT từ A đến Z. Đó, có xuất bản sách luôn, còn rất nhiều các ông kia còn chưa có sách. Đó. Tuy nhiên thì Huy thấy rằng là cái thị trường đấy nó rất là nhanh để mà tạo ra rất nhiều đối thủ, trong khi vẽ tranh lúc đấy chưa có ai cả. Đó, thì thứ nhất là mình chọn một cái thị trường ngách, cái thị trường ngách mà ít người làm được. Tuy nhiên nó lại có một cái lợi thế rất là hay. Lợi thế thứ nhất đấy là mình thích cái những cái đẹp, mình thích cái đẹp. Cho nên cái đầu tiên đó là nó phù hợp với cả cái sở thích, cái đam mê của mình. Được chưa ạ? Cái thứ hai đó là gì ạ? Anh chị em tưởng tượng này, nếu mà với chat GPT hôm trước họp với thầy Vương ấy, thầy Vương bảo là chứ chat GPT thì nó rất là khô, bởi vì nó toàn chữ thôi, nó toàn chữ thôi đấy, cho nên để cho tạo cái hiệu ứng cảm xúc cho người nghe ấy, thì nó không có đấy, mà mình phải cố gắng mình gồng mình lên đấy. Nhưng mà với những cái bộ môn như là video này hoặc là gì ạ, hoặc là hình ảnh này thì nó có hình ảnh, nó có cái hiệu ứng thị giác nó rất là cao đấy.
Cho nên là gì ạ? Cho nên khả năng để mà có thể đánh vào cái thị giác rồi cái cảm hứng của người nghe ấy, thì nó tốt hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là Huy lựa chọn cái thị trường ngách như vậy để nó gì ạ? Để đáp ứng được cái nhu cầu thứ nhất là bản thân mình, thứ hai đấy là nhu cầu của thị trường. Bởi vì thực tế là số người mà sử dụng mà như hôm trước anh chị em vào ấy là Midjourney chẳng hạn, là một cùng một lúc nó 1,5 triệu người đang truy cập và đang gì ạ? Đang sử dụng Midjourney để vẽ tranh. Đúng không ạ? Đấy, và số lượng cực kỳ lớn, không hề thua kém gì với cả ChatGPT. Đấy, mà Huy nói là gì ạ? Là Midjourney nó chỉ là một trong số các con AI vẽ tranh thôi, và nó không phải là con đỉnh nhất, còn con có nhiều con còn đỉnh hơn cơ. Nó còn tùy biến, nó còn hay hơn cơ. Đấy, và Huy bây giờ Huy cũng đang nghiên cứu những cái con đấy và sau này dần dần sẽ đưa vào trong cho anh chị em nâng cao. Bởi vì những chỉ anh chị em nào nâng cao là học qua hết Midjourney rồi thì lúc đấy tiếp xúc với mấy con kia thì mới đủ sức để mà hiểu thôi. Chứ còn Midjourney mà còn chưa làm chủ được thì những con kia thì gọi là quá là khó luôn. Đấy. Nhưng mà nó lại tạo ra nhiều ứng dụng hay lắm, nhiều cái cơ hội hay lắm. Đấy. Thế thì ở đây mình nói là gì ạ? Là cái nhu cầu của thị trường rất là lớn và mình đáp ứng cái nhu cầu đó. Đấy là cái sự tập trung. Đấy, tức là mình tập trung vào một cái mảng, một cái ngách thị trường thôi. Đó. Và như Huy nói đấy, là mình phải biết mình muốn gì. Mình biết mình muốn gì. Mình biết mình phục vụ ai. Đấy ạ? Và tìm ra một cái gì ạ? Cái ngách. Ví dụ như bây giờ là bạn học ở bên kia thì đúng rồi, nhưng mà mình cũng chưa biết là học ở bên kia, mình cũng chưa biết là học để phục vụ những cái việc gì, hoặc là học cái đấy thì kiếm tiền như thế nào, nó kiểu như vậy, đúng không? Ở An Hà có đúng không? Dạ, em đang làm cái hệ thống bán sách, chia sẻ sách bên chỗ Thành Ngọc, nên là chia sẻ sách nó hấp dẫn, đấy là lấy bộ sách về phát triển con người, thầy Quang Ngọc, thầy Quang Ngọc, đấy là cũng học một khóa của thầy Vương về UTV đấy, cũng chưa học hết được nhiều công cụ quá, ngồi học xong ngồi ngán ngẩm luôn, chạy mãi mà vẫn chưa chạy được cái hệ thống nó ngon lành, nên là giờ cố cày cho xong rồi. Đấy, cái lớp ở bên này là của thầy mà cái truyện tranh, mà ví dụ như là mình muốn phát triển cái ước mơ với cái đam mê cho trẻ con ấy, thì mình chia sẻ từ ngay từ khi mà trẻ nó còn nhỏ, cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà nó còn nghe lời, thì mình chia sẻ cho nó học kèm nó, để nó đi theo cái nền nếp và lộ trình thì nó sẽ bài bản và nó có đi theo đam mê luôn. Không, cộng với cái bên chỗ Gen Academy của bên chỗ cô Diệu Thu á, thì nó có cái bản đồ định hướng thành công á, thì mình sẽ bắt đầu kết hợp lại để thành cái một cái bộ giống như phát triển bản thân, để cho mỗi người có một cái bản giao hưởng, một người ta sinh ra là làm đi đúng bản đồ sẽ thành công, mà sẽ khai thác được hết cái năng lượng ở trong con người á. Ví dụ mình sau này có cái chuyện tranh nhá, thì mình sẽ những cái câu chuyện mình tưởng tượng ra những câu chuyện nào mà nó có mình đọc mà mình thay đổi được cuộc sống của mình á, thì mình sẽ bắt đầu mình kết nối thành một câu chuyện, mình đưa vào cái truyện tranh đó, mình đưa cho trẻ con đọc. Rồi. Em phải đi từng bước một. Rồi, ok. Thì về tất cả những cái thứ đấy nhá, ví dụ như là về thần số học chẳng hạn, thì Huy là người đào tạo thần số học. Đấy à, Huy nghiên cứu 4 năm rồi, Huy tham gia bên Vitus thì nó cũng tương đương với cả bên Gen. Đấy. Ok không? Bạn biết Vitus đúng không? Chỉ biết Gen rồi, đúng không ạ? Thì Huy là số lượng bản thần số học Huy đọc đến bây giờ gần 1.000 bản. Tức là mình xem cho gần 1.000 người. Đấy. Em tưởng tượng không? Nhưng mà gì ạ? Cuối cùng ấy thì mình thấy rằng là gì ạ? Là cái thị trường đấy nó cũng rất là khoai. Cái thị trường đấy rất là khoai và người ta cũng có vẻ là thấy hay, thấy thích đấy, nhưng mà để mà xem, bỏ tiền ra xem một cái bản thần số học hoặc là xem về bản đồ cuộc đời ấy, là họ cũng chưa thích lắm. Nói thật, mình tưởng là dễ nhưng mà không hề dễ tí nào. Đấy. Vì bây giờ còn hơn 50 triệu ở Vitus để mà xem mấy nghìn bản nữa, nhưng mà đã có xem được đâu.
Em thì lại đang nghĩ là mình có cái bản đồ đấy, xong mình có bên chỗ phát triển bản thân với cái phần công nghệ bên chỗ ship ở bên chỗ thành lập có tiền, xong mấy bên chat này mình sẽ kết hợp lại, mình xây dựng được tới một hội. Cái vấn đề của bạn là gì bạn biết không? Sao ạ? Cái vấn đề của bạn là mình xem thần số học cho mình thì mình phải biết được thế mạnh của mình là gì. Mình biết thế mạnh của mình là gì, mình tập trung vào cái thế mạnh của mình thôi. Chứ mình lại lan man. Em bây giờ em đang muốn làm sao mà có người mà thật làm với hệ thống cho em. Không, chẳng có thằng nào mà làm hệ thống cho em hết, mà em phải tự làm. Đấy, em phải tự làm nên là em phải vừa tư duy này, vừa có hệ thống nên hơi lâu. Có hai phương hướng, một là em tự làm, hai là em sẽ gì ạ, kết hợp với một người khác làm, thì em phải truyền cảm hứng cho họ để gì ạ, để họ làm. Nhưng cả hai phương án này thì em đều phải biết làm. Và cái việc học là việc tất nhiên rồi, và em phải dành thời gian ra em học là tất nhiên rồi. Tuy nhiên ấy, học thì nó chưa đủ, học nó phải đi đôi với hành, mình phải áp dụng vào làm ngay. Và khi mà học mà áp dụng vào làm ngay ấy, thì em không thể nào mà gì ạ, đi lan man quá nhiều được. Cho nên học cái gì là phải áp dụng luôn cái đấy vào, được chưa ạ? Đấy, và ở đây ấy, anh nói là gì ạ, là tại sao ấy mà thần số học anh học cũng rất là nhanh, mà cái AI này anh cũng học rất nhanh. Bởi vì sao ạ? Anh có một cái tư duy khác. Tư duy của anh đó là gì ạ? Là phục vụ mọi người. Và khi mà mình muốn phục vụ mọi người càng nhanh càng tốt ấy, thì mình phải gì ạ? Mình phải tăng cái tốc độ của mình lên, được chưa? Và để mà tăng tốc độ lên ấy, thì mình phải tăng cái sự tập trung của mình lên. Anh nói biết là anh làm cực kỳ tập trung luôn đó. Và cái mà gì ạ, một trong những cái quyền lợi mà anh chưa nói đến ngày hôm nay đó là gì ạ, cái quyền lợi của cái việc mà coaching tất cả anh chị em ở trong nhóm mà gì ạ, nâng cao ấy, thì sẽ có một buổi vi coaching. Coaching ở đây đấy là gì ạ, là gọi là khai vấn, tức là anh sẽ hỏi những cái câu hỏi kết hợp với cả xem thần số học, kết cả là gì ạ, là đưa ra cái mong muốn của mọi người, sau đó là giúp mọi người đạt được cái mục tiêu của mình đó. Bởi vì coaching nó là cái thế mạnh của anh. Trước khi mà anh biết đến AI thì anh là cái người nhà coaching doanh nghiệp, được chưa? Đấy, cho nên là gì ạ, đấy mới là thế mạnh của anh, chứ không phải là AI, cũng không phải là thần số. Thần số học mặc dù là gì ạ, là anh xem gần 1.000 bản rồi, nhưng mà gì ạ, cũng chưa phải thế mạnh của anh. Rồi là gì ạ, là AI thì anh cũng đào tạo, anh kiếm rất nhiều tiền rồi, nhưng không phải thế mạnh của anh. Thế mạnh của anh lớn nhất đấy là coaching, để mà gì ạ, giúp mọi người đạt được cái điều họ muốn, giúp mọi người tìm ra được cái con đường. Đấy mới là cái điểm mạnh nhất của anh, được chưa? Đấy, và tất cả anh chị em ở trong lớp nâng cao ấy, chỉ cần đặt lịch thôi là Huy sẽ coaching một buổi miễn phí cho anh chị em đó. Và sau buổi đấy là anh chị em sẽ biết được là mình đang ở đâu và mình cần phải đi đâu, mình có thế mạnh gì, mình có điểm yếu gì đấy. Và sau đó thì ạ, Huy kết hợp thêm các cái công cụ nữa. Tức là bình thường coaching là chỉ có mỗi là gì ạ, có mỗi bản đồ thôi, đúng không? Đấy, nhưng ở đây ngoài bản đồ ra, Huy còn chỉ cho anh chị em cái con đường, và không chỉ con đường mà cung cấp cho cả gì ạ, công cụ nữa. Tức là nó rõ hơn rất là nhiều. Chưa kể là gì ạ, là có thêm một cái cơ hội để mà đồng hành. Tức là gì ạ, Huy lại có thêm cái khóa coaching đồng hành nữa. Khóa coaching đồng hành của Huy ấy, thì nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, được chưa? Và hàng ngày là nói chuyện với nhau, chat với nhau, hỗ trợ nhau, thậm chí là làm hộ luôn một số khâu vướng khó quá. Để mà ví dụ mục tiêu của mình là gì ạ, là kiếm 100 triệu trong vòng khoảng bao nhiêu lâu đấy, mà không làm được mà vướng cái chỗ này mà khó quá, Huy nhảy vào Huy làm thay cho luôn, tất nhiên là trong khả năng của mình, hiểu chỗ này không? Đến mức như vậy, đấy mới là cái mà gọi là thế mạnh của Huy, chứ không phải là AI đâu. AI nó chỉ là cái nhỏ thôi, nó chỉ là công cụ thôi. Nó để em nói đó, nhờ thầy cũng xin cho một bữa để rõ con đường của mình. Mà Được. nó chưa rõ, mà bây giờ nó tôi chưa chưa thể được chưa thể hiện được cái con người bên trong của mình, nên là vẫn chưa chưa cũng chưa có rõ ràng là thầy. Em chỉ cần mở mic lên em nói phát là anh biết là em là người như thế nào. Em hiểu không? Em chỉ mở mic lên em nói phát là anh biết em là người như thế nào.
em muốn giúp mọi người vẽ được cái con đường, vẽ ra cái bản đồ, thì đầu tiên em phải vẽ ra cái bản đồ của em đã. Em phải vẽ được con đường của em đã. Em không vẽ được bản đồ con đường của mình, em không biết mình muốn gì, làm sao mà em giúp được người khác, đúng không ạ? Và khi mà em biết được em là ai rồi, em biết là em muốn đi đâu rồi ấy, thì em sẽ cực kỳ tự tin luôn. Em nói cái gì nó cũng gọi là mình hiểu rõ mình nói gì, chứ không phải là mình cứ ngập ngừng mình nói kiểu như vậy. Đúng rồi. Em anh nói biết là ở đây ấy, em cứ nhìn chị Kim Anh mà xem. Chị là người rất là rõ ràng về về cuộc đời, về con người, và chị biết chị là ai. Cho nên là chị rất là mạnh mẽ, dứt khoát. Đấy. Em cứ để ý mà xem. Thế thì mình muốn giúp người khác, đầu tiên phải giúp chính mình đã. Đúng không? Ừ. Biết mình là ai, biết mình muốn gì, mà mình biết mình phải tập trung vào cái gì. Sau đấy thì bắt đầu mới tìm được công cụ. Cứ đi tìm công cụ suốt ngày thì công cụ nó xuất hiện nhiều lắm. Nó hết ChatGPT, xong rồi Midjourney, xong rồi có khoảng độ hơn 1.500 con AI, cộng với cả vô cùng nhiều các cái loại công cụ khác, làm sao mà em học hết được, đúng không? Đúng rồi. Chỉ cần học những con nào cần thiết để đạt được mục tiêu thôi, đúng không? Còn anh ấy, thì là anh là gì ạ? Mục tiêu của anh đấy là gì ạ? Là trải nghiệm càng nhiều các con càng tốt, để làm gì ạ? Để anh giúp đỡ mọi người đạt được mục tiêu. Giống như anh nói lúc nãy cái avatar ấy, bây giờ là gì ạ? Midjourney mà nó làm không được, hoặc làm không dễ, không tốt, thì mình tìm con khác, đúng không? Cho nên là gì ạ? Công cụ nó chỉ là một phần thôi. Ví dụ như là mình muốn đi từ Hà Nội vào Sài Gòn. Hà Nội là cái nơi u ám, trời mưa phùn, còn Sài Gòn là nơi nắng đẹp, là cái nơi mà mình gọi là thành công của mình, được chưa? Thế đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi mình đi, mới đầu mình có cái ô tô, mình đi ô tô, nhưng giữa đường ô tô nó hỏng, nó chết máy, nó không đi được nữa. Thế thì có hai phương án. Một đó là mình gì ạ? Mình khóc, mình ngồi lại cái ô tô đấy mà mình chết và mình không đi được nữa. Hai là mình gì ạ? Mình bỏ cái ô tô đấy để mà mình đi tiếp. Mình có thể đi bộ, mình có thể là gì ạ? Bắt xe khác, mình có thể tìm cách khác, đi tàu hoặc đi nhờ xe hoặc thuê xe, được chưa? Nhưng cuối cùng mà mình đến được cái thành công của mình, đấy là Sài Gòn, được chưa? Có rất nhiều người sẽ gì ạ? Sẽ khóc với cái ô tô đấy và chết luôn đấy, dừng lại ở đấy và không tiếp tục cuộc hành trình nữa. Nhưng mà ở đây ấy, là mình biết là mình muốn tới đâu, mình muốn tới Sài Gòn, thì cái xe này hỏng mình đi xe khác, cái công cụ này hỏng thì mình đi công cụ khác, đúng không? Đấy, cái quan trọng nhất là mình có cái tầm nhìn và mình có cái mục tiêu. Sau khi mình có mục tiêu rồi ấy, thì công cụ nó rất là dễ, công cụ nó sẽ đến khi mà mình có mục tiêu. Chứ còn bây giờ em không có mục tiêu, không có gì ạ, cái hướng đi, thì công cụ nào nó cũng thế thôi. Đúng chưa? Đúng. Ừ. Ở đây nó chỉ là một cái đoạn nhỏ trong phần coaching thôi nhá anh chị em. Ngày hôm nay gọi là cái đoạn này nó đoạn coaching nhỏ thôi nhá. Đó. Nếu còn chi tiết về coaching hôm trước, nếu mà anh chị em nào mà tham gia cái buổi coaching của Huy với cả các bạn Thu Hồng ấy, đấy, thì anh chị em sẽ hiểu, và anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Coaching mới hay, cái này nó sâu lắm, nó hay lắm. Và cái người nào mà sẵn sàng tham gia coaching ấy, là sẵn sàng phải mở hết, tức là mình mở hết rồi, mình sẵn sàng đập hết đi để mình gì ạ? Mình tập trung vào cái điều mình muốn. Còn nếu mà vẫn còn giữ cái nỗi sợ, giữ cái tôi của mình ấy, và chưa dám là gì ạ? Chưa dám đụng vào những cái nỗi đau của mình ấy, thì còn lâu mới cốt được, còn lâu mới sửa được. Khi nào mình sẵn sàng đụng vào những cái vết thương của mình gọi là gì ạ? Cắt bỏ đi, phẫu thuật đi những cái gì ạ? Những cái nỗi đau, những cái vết thương của mình, thì lúc đấy thì mình mới gọi là gì ạ? Hết bệnh được. Ở đây nó gọi là tâm bệnh. Đấy chưa? Có những người là có bệnh gọi là bệnh về mặt tâm lý. Đấy, nhưng mà họ không biết. Đấy, và họ cứ bị kẹt ở đấy. Cho nên là học công cụ vô ích. Đấy. Nha. Đúng rồi, em cảm ơn thầy. Ok, rồi. À, trao đổi một chút với em như vậy thôi, chứ không phải bảo em là tham gia ngay bây giờ. Tham gia hay không thì anh tin rằng là em sẽ là người có quyết định tốt nhất, em là người có cái lựa chọn tốt nhất nhá. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi,
Chị Kim Anh đăng ký à? Chị Kim Anh đăng ký coaching à? Chị đăng ký rồi, là đăng ký cái gì? Lớp cơ bản thì chị à, lớp cao thì chị vào rồi mà. Đấy, còn... Đúng rồi, chị đang hỏi là cho mọi người ví dụ như là với cái giá như thế này mà thời điểm này là mọi người chưa sẵn sàng học vì rất nhiều lý do về công việc chẳng hạn, thì có được đóng trước rồi bảo lưu không? À, được nhá, được nhá. Ưu tiên, luôn luôn ưu tiên những người ra quyết định sớm. Ưu tiên những người ra quyết định sớm. Một hai tuần nữa hay là một tháng sau thì lại lên nữa thì ấy thì tiếc. cái quan trọng nhất là nhưng anh chị em cứ bỏ tiền rất là tiếc mọi người ạ, cho nên là phải khổ. Bỏ tiền ra phải tiếc hơn gì nữa. Đúng rồi. Chứ anh. Còn những anh chị em mình khác thì sao? Anh Vũ Quang Anh thì sao? Cao Thuận thì sao? Vâng, em thì em muốn tham gia rồi nhưng mà tiền bây giờ bảo là khách. Em bị mắc cái là khách luôn nợ công trình ấy, bởi vì em làm cái màn hình LED cho bên hút ở đó, nó cứ hẹn lên hẹn xuống, tiền nó chưa về. Ừ. Ngày xưa mình cũng làm công trình, mình hiểu câu chuyện này mà. Ngày xưa là Huy làm về nhà thông minh, sau đó thì cũng có làm BMS, thì có làm cho cái nhà làm việc các cơ quan quốc hội ấy, ở số 2 Hùng Vương. Thì cái dự án đấy nó cũng khoảng độ 7 tỷ. 7 tỷ xong cuối cùng là mãi không lấy được tiền. Tính ra thì lãi nhưng mà cuối cùng thành lỗ. Và đấy là một cái nỗi đau của mình. Và đấy là cái mà từ cái đấy xong bắt đầu mình mới rút ra một bài học. Đó là không bao giờ là làm những cái việc mà gọi là bán những cái hàng mà phải công nợ. Đau đầu vô cùng luôn. Cái thời gian công sức mà cái tâm huyết mà mình đi đòi nợ ấy, thì mình làm được bao nhiêu thứ hay ho. Nhưng mà quan trọng hơn là ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng không ạ, Vũ Quang Anh? Vâng, đúng rồi. Cho nên là gì ạ? Có rất nhiều cái cơ hội để mà mình kiếm tiền mà không cần phải công nợ. Chẳng qua là mình giống như là cái câu chuyện lúc nãy, nó vẫn là cái câu chuyện là gì ạ? Là mình không bỏ được cái xe đấy, không bỏ được cái phương tiện đấy. Cái phương tiện đấy nó không còn phù hợp nữa, nhưng mà mình không bỏ được. Đó. Đấy. Thì cái thằng AI này nó giống như một cái phương tiện mới. Đúng không ạ? Nó giống như một cái phương tiện mới, nhưng vì mình quen cái phương tiện cũ rồi. Con người chúng ta có một cái thói quen. Và khi mà mình có một cái thói quen rồi ấy, thì rất là khó để bỏ. Và để mà bỏ một thói quen ấy, thì nó có hai cái điều. Một là nỗi đau phải đủ lớn. Hai, đấy là gì ạ? Đấy là sự sung sướng nó phải đủ lớn. Hãy cái niềm tin vào cái tương lai ấy, nó phải đủ lớn. Niềm tin vào sự sung sướng ở trong tương lai ấy, nó phải đủ lớn. Ví dụ như này, à, mình tin rằng AI có thể giúp mình kiếm được nhiều hơn hiện nay, vui hơn hiện nay, đấy, dễ hơn hiện nay, thì mình tin vào cái niềm sung sướng ở trong tương lai đấy. Được chưa ạ? Hoặc là gì ạ? Hoặc là mình tin vào cái nỗi đau ở trong quá khứ ấy. Ví dụ nhà Huy đưa ra một kết luận, đấy là gì ạ? Không bao giờ làm việc với cả mấy ông nhà nước. Rất là đau đầu. Đấy. Nên là nó chỉ đơn giản là không phù hợp với mình thôi. Còn những đội khác nó phù hợp thì nó vẫn làm bình thường. Đúng không? Mình không có cửa trước cửa sau, mình không có mối quan hệ, mình không có thế này thế kia thì nó không phù hợp với mình như thế thôi, chứ còn người khác họ làm cũng tốt mà. Nhưng với mình nó không phù hợp và mình không thích cái điều đấy. Và mình không thích thì sao ạ? Mình không làm. Đó, thế thôi. Thế là quan trọng nhất là mình lựa chọn. Người ta bảo lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực là chỗ đấy. Mình chỉ cần lựa chọn đúng thôi, mình làm nó rất là vui vẻ. Đấy, giống như Huy lựa chọn là cái con đường đó là đi giúp đỡ mọi người. Giúp đỡ mọi người có thêm kiến thức, giúp đỡ mọi người nâng cao cái dạng năng lực bản thân, giúp đỡ mọi người kiếm được tiền. Thì lúc đấy làm sao ạ? Kể cả không có tiền Huy vẫn làm. Anh chị em có biết là trước đây là có gần 4 năm trời Huy đào tạo Zoom gà gáy, tức là cái Zoom 5 giờ sáng ấy, đào tạo về tư duy, đào tạo về kiến thức cho đội khởi nghiệp ấy. Đấy, đào tạo miễn phí 4 năm trời. Anh chị em tưởng tượng, bởi vì đây sao? Đấy là cái niềm vui của mình.
Đấy là niềm vui của mình, đào tạo về về con người, đào tạo về tư duy, đào tạo về văn hóa, đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng sale, kỹ năng bán hàng. 4 năm trời đào tạo anh chị em tưởng tượng. Đấy. Gần như là sáng nào cũng dậy đào tạo, 5 giờ sáng. Và đấy là niềm vui của mình. Đấy, mình cho đi mình sướng, mình cảm thấy thích. Đó. Thì khi mà mình làm cái việc mà mình thích ấy, thì nó không đau khổ, nó không cần phải quá nỗ lực. Đấy, và mình vẫn kiếm được tiền nhé. Mình vẫn có cách để mình kiếm được tiền. Đó. Nhá. Tiếc tiền tự nhiên thông minh hẳn lên, đúng rồi. Đó. Ok thì chia sẻ một chút thế thôi, chứ còn mình làm công trình lớn rồi, nhưng cái này nó là cái tiền nhỏ. Nói thật, anh chị em đã làm công trình lớn rồi, đã công nợ lớn rồi, thì cái này là cái nhỏ. Cái việc mà mình đòi được nó chỉ là việc sớm việc muộn thôi, nó không phải là cái vấn đề, nó không phải vấn đề. Thế còn kể cả là đòi nợ nó cũng có công thức, đòi nợ nó cũng có cách, đòi nợ nó cũng có phương pháp. Đấy. Nếu như mà muốn thì lúc nào đấy mình sẽ chia sẻ phương pháp để đòi nợ thành công. Đấy. Tất nhiên là mình cũng phải tùy theo, mình sẽ phải hiểu kỹ hơn là cái công trình, hiểu kỹ hơn cái đối tác của mình, thì mình sẽ đưa ra những cái chiến lược giúp đòi nợ thành công. Bao nhiêu anh chị em muốn học cả đòi nợ? Tốt nhất là đừng có để nợ. Tốt nhất là đừng có nợ. Tốt nhất đừng để nợ. Đừng làm cái gì mà liên quan đến công nợ. Mình đi nợ thằng khác thì được, nhưng mà đừng để nợ. Nợ đau đầu mệt lắm. Cho nên là chọn những cái ngành nào mà không nợ thì làm. Chọn ngành nào mà bán hàng không phải nợ thì làm. Ví dụ như là Huy chọn đào tạo là Huy toàn thu tiền trước này. Anh chị em học sau là Huy toàn thu tiền trước. Anh chị em cứ để ý nhỉ. Chẳng nợ cái này. Đấy là cái đấy lựa chọn của mình thôi. Đúng không ạ? Còn nhiều cái khác nữa mà không cần phải nợ mà vẫn sướng, vẫn bán được hàng. Không cần động vốn. Đúng không ạ? Không động vốn, không mất tiền mặt bằng, không mất tiền nhân viên. Huy chẳng có nhân viên nào luôn, chẳng trả lương cho ai luôn. Biết ạ, biết Thúy Hạnh. Biết thôi chứ không chơi. Thúy Hạnh thì sinh năm 81. Ok không ạ? Đấy thì mình chọn thôi. Mình nhìn ra ngoài, mình mở rộng cái tầm nhìn của mình. Mình nhìn ra ngoài, có rất nhiều cái cách kiếm tiền, rất nhiều phương pháp kiếm tiền khác nhau. Nợ chị hơi lâu. Thế nên là lợ, nên là do lỗi của chị. Cho người ta nợ là lỗi của chị. Thật mà, mình cho người ta nợ là lỗi của mình. Nên là tốt nhất đấy, là một, đấy là cho, không cho vay. Huy thế bây giờ ai vay tiền Huy không cho. Một là có tiền là cho luôn, không nghĩ nữa. Bởi vì sao ạ? Không phải nợ đâu, không phải cho nợ đâu. Mà là gọi là gì? Cổ phần với nhau. Đấy, cổ phần để đầu tư cùng chung nhau. Thế nhưng mà cái tiền đấy thì lại không sử dụng vào cái việc đầu tư mà lại sử dụng vào việc riêng. Đấy. Thế là cuối cùng là bây giờ là không, mình không đòi được như thế, chứ không phải là vay mượn gì đâu, mà đã đầu tư cùng nhau. Vâng. Chắc lại có chiến bất động sản đấy. Bất động sản là gì? Thực ra là em cũng đúng rồi. Thực ra là như này, là có nhiều thứ mà người ta cũng không muốn nợ đâu, nhưng mà chẳng qua là nó do cái kinh tế nó khó khăn, nó cuối cùng do thị trường nó khó khăn, cuối cùng là họ cũng phải phải chấp nhận. Cho nên là cái tốt nhất đấy là mình cũng hoan hỉ thôi. Đấy, coi như là một cái bài học, coi như cái bài học nó càng đắt tiền thì nó càng quý giá, có thế thôi. Em thế, em cũng trước đây thì em cũng bây giờ là thấm thía cái việc là tiền lắm, cái gì liên quan đến tiền cái là thả trong túi ra là nó ra khỏi túi một cái là thấy đau luôn. Người ta bảo đấy, là đồng tiền đi liền khúc ruột. Cho nên là gì ạ? Là chị đưa cho người ta để người ta đầu tư mà chị không nắm được thì đấy là lỗi của chị. Chị gọi là tin tưởng một cách gọi là thiếu sự giám sát. Đấy. Cảm xúc. Đấy. Thì ở đây ấy, mình có niềm tin nhưng mà mình phải có cái gì ạ? Có sự giám sát.
nhé. Niềm tin phải kết hợp với sự giám sát, kết hợp với cả những cái gọi là nhận định của mình. Đấy, mình phải có những cái nhận định đó. Và tiền càng lớn thì càng phải có sự rõ ràng. Tiền ít thì thôi, không sao, nhưng tiền càng lớn thì càng phải rõ ràng, đúng không ạ? Đấy, thế thôi. Chứ còn quan trọng nhất là như này, quan trọng nhất đấy là cái con người, tức là mình đặt niềm tin vào cái con người đấy có đúng không, đúng không ạ? Chứ còn thực ra là người ta vẫn hùn vốn, người ta vẫn làm ăn với nhau bình thường mà, chứ có phải là không nên hùn vốn, không nên làm ăn với nhau đâu. Mình nếu mà mình rút ra một cái kinh nghiệm đó là không làm ăn với thằng nào hết thì đấy là một kinh nghiệm là gì ạ? Sai. Đấy là một cái kết luận là sai, đúng không ạ? Cái việc làm ăn với nhau đó là chuyện bình thường mà nên, bởi vì là một người không thể làm được mọi thứ, đúng không ạ? Mình việc kết hợp với nhau là nên, chứ không phải là không nên nhá. Nhưng thứ nhất đấy là mình nhìn cái con người đấy có đáng tin hay không, thì cái kỹ năng nhìn người của mình là một cái kỹ năng cần thiết, đúng không ạ? Đấy là lý do tại sao ấy, khi mà em định kết hợp làm việc với ai ấy, thì em phải dạ, em phải xem thần số cho họ, em phải xem sinh trắc vân tay cho họ. Đấy, để làm gì ạ? Để mình hiểu, gọi là biết người biết mình, đúng không ạ? Biết người vân tay thì... là trùng trùng đại bàng là cái gì đấy? Chị thì là đại bàng chắc rồi còn gì nữa. Ờ đó, chị thấy là vân tay của chị là trùng đại bàng, chị không hiểu. Ờ, chị là đại bàng, nhìn người là biết là vân tay rồi. Chị là kiểu gì cũng hai cái ngón cái này chẳng tròn xoe. Ngón cái đi, nó gập vào thế này. Ờ đấy, không gập thì không gập thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cái vân à, đúng rồi. Cái vân hai, của chị hai cái này là tròn này. Đấy, dịch ngược, em nhìn người em còn dịch được, em biết được chị có vân tay gì luôn. Ok nhá, thì cái đấy là đi lan man anh chị em lại không hiểu. Nhưng là về cơ bản đấy là có những cái kỹ năng. Và Huy trước đây thì Huy cũng cũng tin sai người anh chị em ạ. Cũng tin sai người. Nhưng mà sau khi mình trước đây thì mình rất là cay cú, mình rất là bực, rất là đau khổ. Nhưng sau đấy thì mình học ra cái bài học này, tất cả lỗi của mình hết. Và khi nào ấy là mình nhận ra rằng mình có lỗi thì lúc đấy mình mới bắt đầu thay đổi được. Còn nếu như mà mình còn đổ lỗi cho người khác ấy, thì mình không bao giờ thay đổi được và mình vẫn dậm chân tại chỗ. Đấy nhỉ? Khi nào mình nhận ra rằng à, lỗi của mình tin nó là mình sai, nó lừa mình bởi vì là lỗi của mình. Đấy, thì khi đấy mình bắt đầu học được bài học. Mà cái bài học này là bài học tích cực nhé. Chứ còn bài học mà tiêu cực thì mà éo chơi với nó nữa, éo giờ hợp tác với người này người kia nữa, thì đấy là gì ạ? Đấy là bài học tiêu cực. Đấy ạ. Đấy, bài học tích cực nó sẽ rất là khác. Và khi đó thì mình nhận ra rằng à, mình sai rồi. Ví dụ như mình không có kiến thức để mình nhìn người, để biết ai là người tốt, ai người xấu, ai người đáng tin, ai người không đáng tin, đúng không? Thì mình không biết, đấy là lỗi của mình. Thế làm thế nào để mình biết? À, phải học, phải nghiên cứu, phải tìm tòi, đúng không ạ? Và để mà Huy rèn luyện cái kỹ năng nhìn người thì Huy làm sao ạ? Huy đem đi cho tặng, Huy học thần số học, sau đó là gì ạ? Huy xem miễn phí cho mọi người, không lấy tiền. Để làm gì ạ? Để rèn luyện cái kỹ năng nhìn người của mình. Bao nhiêu anh chị em muốn Huy xem thần số học miễn phí? Miễn phí, đúng không ạ? Đấy. Thì thời gian này thì Huy không có nhiều thời gian, nói thật với anh chị em quá bận luôn. Cho nên là gì ạ? Cái này chỉ dành cho anh chị em là gì ạ? Lớp nâng cao thôi. Thế còn những anh chị em khác thì cũng vẫn đành phải xin lỗi, bởi vì là đợt này Huy bận quá, quá bận luôn. Đấy, vừa nghiên cứu vừa đào tạo liên tục, anh chị em thấy tuần gần như là tối nào Huy cũng đào tạo. Đấy. Cho nên là rất là xin lỗi anh chị em nếu như mà không phục vụ được. Còn trước đây thì có người nào xem là Huy xem hết mà miễn phí hết. Bởi vì sao ạ? Mình đang cần phải luyện cái kỹ năng nhìn người, mà Huy thấy kỹ năng nhìn người vô cùng quan trọng luôn. Đúng không ạ? Nhiều khi mất luôn vài trăm triệu, vài tỷ ngay chị Kim Anh nhỉ? À? Nhưng mà nhìn người được cái là mình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đó. Kỹ năng nhìn người là cực kỳ quan trọng. Mình hiểu được DISC, hiểu được thần số học, hiểu được sinh trắc vân tay, thì tự nhiên mình có những công cụ cực kỳ quan trọng. Đấy, ví dụ như Kim Hà này. Đấy, là gì ạ? Là anh biết là mình cần phải học cái đó để làm gì. Đấy nhỉ?
cần phải học sinh chắc trên tay, cần phải học gì ạ, thần số học, để làm gì, để mà gì ạ, để mà nhìn người, để mà gì ạ, không bị những cái vụ lừa, không bị những cái vụ mà gì ạ, mà hố nữa đó. Cho nên mình biết mình học cái đó để làm gì, và khi mà anh làm ấy, là anh gì ạ, anh xem miễn phí, anh cảm thấy rất là vui. Và thực ra là gì ạ, là không khác gì là có người để cho mình thí nghiệm ấy, mình xem cho họ, xong mình hỏi lại xem có đúng không, thế họ phản hồi lại, thế là cứ học nhiều như thế, thì cuối cùng là gì ạ, cuối cùng mình thành tài thôi, mình thành master thôi, có gì đâu, đúng không? Đó, nên là mình biết mình muốn gì thì mình sẽ học rất là nhanh. Mình học cuốn chiếu nhanh lắm, huy học thần số học cuốn chiếu nhanh lắm, học trong vòng khoảng độ đâu đó 1 tháng 2 tháng 3 tháng, mà xin lỗi anh chị em là không đi học bất kể một ai nhá, tự nghiên cứu hết. Nhưng quan trọng nhất đó là hành động. Huy xem rất là nhiều, Huy áp dụng nó vào thực tế rất là nhiều. Đó, cho nên là với anh chị em mà tham gia học cùng với Huy ấy, thì anh chị em phải thực tế, phải học bằng thực hành nhiều thì mới hiểu được, mới làm được. Đó, chứ còn lý thuyết thì đầy trên mạng mà, nó có khó gì đâu, lên mạng search ra lý thuyết đầy. Nhưng mà quan trọng nhất là mình áp dụng được bao nhiêu thôi. Đó. Nha. Ừ. Ok nhỉ, thế thôi nhé. Anh chị em này thức suốt đêm thì chết, lại bảo thầy Huy là cứ suốt ngày. Huy thì có thói quen là rất là xấu, đó là thói quen thức khuya. Đấy. Dạy anh chị em xong thì Huy cũng không đi ngủ ngay đâu, cứ khoảng độ 2 3 giờ mới đi ngủ. Cho anh chị em không đú lại với Huy đâu. Nhá. Thấy Huy chuyên thức đêm đấy, nên là em bảo thôi, có chị anh chị mắng, bởi vì chị anh bây giờ chị đang sáng nên là anh chị em cũng chả đua được với chị đâu. Cháu lạy bác Huy. Cho cháu đi ngủ với. Cho nên là anh em không thức được đâu, nó nói vui thế thôi. Và tâm sự với anh chị em thật là gần 4 năm đi theo với thầy Huy là cũng quen thức đêm rồi. Có những lúc mà thầy Huy coaching 3-4 giờ sáng cho một người anh chị em ạ, mà họ cũng gọi là thức được, họ cứ nghe thầy Huy nói mà họ mê sướng ấy, mà họ cũng quên ngủ luôn, mà thầy thức luôn với họ thâu đêm luôn 5 tiếng đồng hồ anh chị em ạ. Có lúc thầy xem thần số rồi tức là coaching cho họ một cách miễn phí luôn ấy, ngày xưa ấy ạ, mà để giúp cho họ tìm được cái con đường của họ, giúp cho họ thay đổi bản thân, giúp cho họ tìm được điều mà họ muốn ấy, cái kiểu như thế. Và 5 tiếng đồng hồ, gọi là sợ thật. Mê chữ E kéo dài luôn là mình muốn đi chị. Đó, cho nên là anh chị em để mà khai phá hết những cái thứ gì hay ho của thế Huy ấy, thì đi đây dài dài. Phương đi hơi gần 4 năm rồi nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Còn nhiều lắm, bởi vì thầy có một cái rất là hay, đó là luôn luôn học hỏi, nghiên cứu và học hỏi, không bao giờ thầy dừng lại. Mình biết hết cái thứ này thầy lại có thứ mới. Cho nên là đi theo thầy rất là hay, anh chị em cứ đi học dần dần, học từ từ một cách gọi là rèn luyện ấy. Ngày xưa em Phương không biết DSC là gì, không biết thần số là gì, chẳng biết một cái gì luôn ấy. Đó, và cứ đi theo thầy như này này. Và thầy thức thì mình thức, thầy gặp khách thì mình cũng gặp theo. Thế là mình cứ ngồi mình nghe, sau đó là mình ghi chép và sau đó là mình thực hành, sai thì sửa. Cách nhìn người ấy, ngày xưa Phương không biết nhìn người đâu, mà cứ đi theo thầy, sau đó là mỗi lần gặp khách hàng xong thì bảo Phương khách này nhóm những cách gì, khách này như thế nào, khách này thế nào, em phải chia sẻ trong nào. Thế xong rồi Phương cũng chia sẻ, lần 1, lần 2 thì có vẻ chưa đúng, nhưng mà cứ vậy rèn luyện theo cách đó thì mình trở thành gọi là nhìn người cũng xuất sắc hơn, đó, biết cách nhìn người hơn ở mọi khía cạnh, kiểu như thế. Đấy là cái cách mà thầy Huy dạy đấy, đó là cứ đi theo và học và đó hành. Sai thì sửa, thầy sai thì thầy mới chỉ. Còn nếu mà chưa học, chưa hành, thầy không chỉ đâu anh chị em ạ. Bật mí tí cho anh chị em thôi.